có khí tức của cuồng bạo đan xem ra người này trước khi bị đánh chết từng phục dụng. một tên luyện đan sư cái mui hít hít trầm ngâm nói thật kinh khủng kẻ này trong luyện hư kỳ cũng là tồn tại mạnh mẽ không ngờ chết thảm như vậy đám người cảm thán nhận diện được dung mạo người này không người tên tiếng là một nam tử mập mạp áo bào cao quý chính là bảo lập tạm thời chưa xác định bất quá rất nhanh sẽ có kết quả thất trưởng lão nhẹ giọng nói bảo lập gật đầu xoay người bay đi không biết vì sao hắn luôn có linh cảm chuyện này liên quan đến thủy linh tiên tử và thanh niên kia bởi vì bọn họ vừa đến quần đảo nga mỹ không lâu thì xảy ra chuyện điều này quá mức trùng hợp bất quá nếu thủy linh tiên tử có thể chiến vượt cấp thậm chí giết chết đối thủ cường đại như vậy rất có tiềm lực trở thành khách quý của đa bảo các ca bên trong linh giới châu đây đây là không ngoài dự kiến thủy nương khanh vừa xuất hiện đã bị độ hào nhoáng làm chóng mặt khiếp sợ nhìn quanh đôi môi tím mê người mở lớn buồn cười vô cùng tổng bộ hậu cung cũng chính là nhà thứ hai của nàng lạc nam ung dung cười nói hậu cung thì ra ngươi luôn mang hậu cung bên người thủy nương khanh trận tròn mắt nàng chưa bao giờ nghe hình thức xây dựng thế lực như thế không sai hậu cung luôn bên cạnh ta đồng nghĩa các nàng cũng luôn bên cạnh ta lạc nam nhún vai đưa tay chỉ lên cung đình thụ đó sẽ là nơi bế quan của các nàng khanh nhi cũng có thể chọn một cung điện con con thủy nương khanh chưa kịp trả lời âm thanh kỳ lạ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người theo sau đó một hương thơm mê người truyền vào trong núi cả đám lập tức thoải mái hít sâu một hơi nam viên đan dược xanh thẩm lơ lửng trên không chính là từ đỉnh đồng của tiêu thanh tuyền bay ra một lò có thể luyện ra tận nam viên độ tinh khiết của dược lực cũng rất cao công tử đừng để nàng chạy mất kim nhi hiếm thấy ca ngợi một người như vậy tiêu thanh tuyền hài lòng mỉm cười lao đi mồ hôi lấm tấm trên trán gương mặt thường hồng rất đẹp mắt nàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đan dược vào bình ngọc lạc nam ôm hai nữ cùng lúc bay đến tuyền nhi bảo bối luyện ra đan dược gì thế hắn không khách khí hỏi hai nữ cũng một mặt tò mò nhìn tiêu thanh tuyền hiển nhiên không nhận ra nữ nhân này nàng là tiêu thanh tuyền một ngũ cấp luyện đan sư chính là thành viên tương lai của hậu cung chúng ta lạc nam mặt dày mày dạn giới thiệu tiêu thanh tuyền thấy mấy người tiền đến đã sớm giải đi phong tỏa linh giác thấy hắn vô sĩ si như vậy tức giận đến dậm chân yêu kiểu hừ một tiếng ai vào hậu cung của ngươi rồi vừa đến hải châu không lâu lại lập tức có thêm một mỹ nhân bầu bạn quỷ phong lưu người tiêu thanh tuyền nói đương nhiên là thủy nương khanh thủy nương khanh gương mặt đỏ bừng nhéo hông lạc nam một cái hiện tại toàn bộ hải hồng phái đã nỗ lực đẩy thuyền xem lạc nam là hôn phu của nàng ngay cả mẫu thân thủy sương hoa cũng hận không thể lập tức gả ra nữ nhi ngoài nam nhân này nàng đã hết đường lui rồi mà cơ nhã lúc này cũng lột xuống mặt nạ ra người trên mặt thủy nương khanh nhìn qua lập tức trợn tròn mắt lần thứ n là cô nhã băng không sai chúng ta chính thức trở thành một nhà thủy linh cơ nhã cao quý cười vươn ra bàn tay tinh xảo thủy nương khanh nắm lấy tay nàng gương mặt tràn đầy vẻ phức tạp làm sao cô mạnh lên nhanh như thế nhớ năm xưa khi hai người còn ở bách linh học phủ thỉnh thoảng có luận bàn vài trận cuối cùng nàng đều dựa vào ưu thế khôi phục khủng khiếp của dị thủy mà chiến thắng không nghĩ tới vài chục năm không thấy cơ nhã đã mạnh mẽ vượt xa nàng bất kể về tu vi hay chiến lược mặc dù nàng vẫn sở hữu dị thủy cơ nhã nhoẻn miệng cười hạnh phúc khoác lấy cánh tay lạc nam tỉnh tứ nói tất cả là nhờ chàng thủy linh cô có thể được chàng lọt mắt xanh rất may mắn đấy phì tiêu thanh tuyển bĩu môi cho rằng mèo khen mèo dài đôi nhưng thủy nương khanh thì khác nhớ lại lạc nam tùy tiện cho thủy mặc linh cấp công pháp lại thêm linh khí trong linh giới châu này vượt qua vài chục lần bên ngoài hiểu được lời của cơ nhã là sự thật nàng nhìn sang lạc nam cắn cắn đôi môi đầy đặn thủ thị cứ xem là thế đi lạc nam bị các nàng ca ngợi mà phồng mũi hớn hở hắn biết sở dĩ cơ nhã nói vậy là muốn mình giảm tự trách khi để hai nàng bị thương trong lòng cảm động càng đem hai nữ siết chặt vào lòng tiêu thanh tuyền thấy tình cảnh này cảm thấy gai mắt đôi mắt tròn xoe đảo quanh rào hoạt chậm nhìn sắc mặt tái nhợt của hai nữ mở miệng hai vị tỷ tỷ bị thương sao không sai xem ra cần bế quan một đoạn thời gian ngắn để khôi phục cơ nhã ung dung gật đầu không cần ta có biện pháp khác có thể nhanh chóng chữa trị cho hai nàng lạc nam thần bí chuyên âm cơ nhã nghe vậy sắc mặt đỏ bừng nàng ở cùng chúng nữ đã lâu, làm sao không biết tên này muốn làm gì. Trong lúc nhất thời trái tim đập thình thịch, mà thủy nương khanh như con mai và ngơ ngác, chẳng biết chút gì, không hiểu vì sao vốn lạnh lùng nhã băng tiên tử lại hay đỏ mặt như thế. Lạc nam nết miệng cười, đang muốn ôm hai nữ vào cung điện. Không cần song tu nha, thời gian qua ta luyện được một số đan dược tốt, rất thích hợp cho hai vị tỷ tỷ trị thương đấy. Tiêu thanh tuyển cười híp đôi mắt long lanh, bộ dạng trêu tức nhìn lạc nam. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nàng là muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn sao mà cơ nhã và thủy nương khanh vừa nghe đến từ song tu xấu hổ đẩy lạc nam ra khỏi ngực từng đôi mắt sáng rực nhìn tiêu thanh tuyền hỏi thật sao không sai tiêu thanh tuyền mỉm cười nói ở đây có địa cấp thượng phẩm thủy hàn đan thích hợp với tu sĩ thủy và băng hệ linh lực nói xong nàng lấy ra ba viên đan dược lấp lánh nồng đậm thủy và băng thuộc tính đặt vào tay cơ nhã khi khắc thiếp cho chàng hiện tại có thủy linh bên cạnh rất không tiện cơ nhã truyền âm cho lạc nam một tiếng nhận lấy đan dược bay vào nhã cơ cùng, ẩm một tiếng đóng cửa bế quan còn đây là của tỷ tỷ gồm khí thủy đan cùng phục lôi đan đều là địa cấp đan dược có tác dụng chữa thương tiêu thanh tuyển tiếp tục lấy ra bốn viên đan dược mỗi loại hai viên đưa đến trước mặt thủy nương khanh hừ xem chút nữa đã bị ngươi rụ rỗ lần đầu của người ta sao có thể cùng nữ nhân khác thủy nương khanh liếc xéo lạc nam vội vàng thu lấy đan dược lạc nam chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt hận hận nhìn tiêu thanh tuyền trước ánh mắt trêu tức của nàng bất đắc dĩ chỉ có thể ôm lấy thủy nương khanh hôn trụt một cái chọn cung điện cho nàng nơi này đi gần với cung điện của cơ nhã thủy nương khanh không phải người phức tạp nhanh chóng chọn được một cung điện thông thoáng mát mẻ lạc nam gật đầu đưa lệnh bài cho nàng cười cười nói vậy gọi thủy linh cung đây là lệnh bài truyền tống, ngày sau chỉ cần nàng sử dụng có thể lập tức trở về cung điện thật thân kỳ thủy nương khanh mắt đẹp tỏa sáng giáo giác nhìn quanh không thấy ai, nhón chân hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vào má hắn, chạy như bay vào cung điện. Lạc Nam cười cười xoa xoa má, lúc này giận dữ quay lại nhìn Tiêu Thanh Tuyền nghiến răng, nàng là cố tình phá đám ta. Người nói gì nha? Ta chỉ có lòng tốt giúp hai vị tỷ tỷ khôi phục nhanh hơn mà thôi. Tiêu Thanh Tuyền lẹ cái lưỡi đỏ hồng dạng ngu, dung nhan tuyệt mỹ có phần giả dỡ. Lạc Nam dở khóc dở cười, hắn cũng không thật sự tức giận, trái lại âm thầm vui mừng từ bao giờ tiêu thanh tuyền luôn sống nội tâm khép kín lại có một mặt vui vẻ tinh lịch như vậy chẳng phải trong lúc vô tình hắn đã thay đổi nàng theo hướng tích cực hay sao tuyền nhi nàng thay đổi bước đến bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc còn lấm tấm mồ hôi vì luyện đan của nàng mỉm cười nói tiêu thanh tuyền lập tức lúng túng xoay đầu đi nơi khác trong lòng âm thầm cầu cứu sư phụ chỉ là sư phụ nàng lần này không phản ứng chút nào hiển nhiên cũng biết những thay đổi của đệ tử là chuyện tốt mình không thể xen vào Hạt xem ra tuyển nhi cũng đến tuổi trưởng thành tư tình nam nữ là quy luật bình thường của nhân loại ta cũng không thể nhiều chuyện xem vào linh hồn sư phụ thở dài có chút an ủi lạc nam này nàng đã quan sát rất lâu mặc dù trang hoa phóng đãng một chút thần bí một chút nhưng quả thật hết lòng vì nữ nhân của hắn đồ nhi có một nam tử như vậy bên cạnh cũng khiến nàng bất lo phần nào không thể không nói suy nghĩ của người đã từng là độ kiếp kỳ hết sức rõ ràng và quyết đoán ánh mắt nhìn người thì khỏi phải nói cực kỳ chuẩn xác nàng nên cười nhiều hơn rất xinh đẹp lạc nam tiếp tục lẩm bẩm không biết từ lúc nào hắn đã nắm lấy bàn tay bé bỏng mềm mại thơm mùi thảo dược của nàng người người muốn làm gì tiêu thanh tuyền muốn rút tay nhưng bị nắm chặt gương mặt đỏ như trái đào chín luyện đan tiến triển đến đâu rồi khi nào lên lục cấp lạc nam chợt thay đổi vấn đề nghiêm túc lạc mềm buộc chặt tiêu thanh tuyền quả nhiên bị đánh lạc hướng mặc kệ hắn nắm lấy tay mình hừ một tiếng luyện đan sư là con đường khó đi ta còn cách lục cấp một khoảng cách đan dược cao nhất hiện tại có thể luyện ra chỉ là địa cấp thượng phẩm mà thôi ta tự hào về nàng lạc nam không tỏ vẻ thất vọng trái lại hết sức khích lệ nói thứ ai cần ngươi cần ngươi quan tâm tiêu thanh tuyền lúng túng nói trong chuyện tình cảm nam nữ nàng như một tờ giấy trắng bị người nam nhân này đùa giỡn xoay quanh tuyền nhi nàng thích cung điện nào lạc nam ngẩng đầu nhìn lên nơi các cung điện ở tầng hai phần lớn đã có chủ mở miệng cười hỏi tiêu thanh tuyền cảm thấy bối rối không biết trả lời thế nào cuối cùng thốt ra một câu ta chưa đáp ứng vào hậu cung của ngươi nàng không vào cũng phải vào bằng không đừng hòng rời khỏi linh giới châu lạc nam dở thói vô lại ngươi sao có thể như vậy tiêu thanh tuyền hở hồn hện bộ ngực có quy mô phập phồng lên xuống nàng hứa cùng ta săn trương ngư nhưng lại bỏ mặc ta một mình thời gian qua đây là bù đắp lạc nam tiếp tục không biết xấu hổ cái này tiêu thanh tuyền á khẩu đây không phải là ngươi dùng linh dược dụ dỗ ta sao hơn nữa vào hậu cung cũng không nhất thiết trở thành nữ nhân của ta nàng đừng hiểu lầm lạc nam đường hoàng nói đương nhiên trong lòng bồi thêm một câu không phải thành nữ nhân nhưng phải thành thế tử tiêu thanh tuyền gương mặt biến ảo phức tạp không biết vì sao ở trước mặt người này nàng không thể bình tâm suy nghĩ được sư phụ của nàng triệt để lặn mất không cho nàng lời khuyên nữa hai người trầm mặt hồi lâu lạc nam thấy tiêu thanh tuyền còn phân vân do dự hiển nhiên nàng còn chưa thích ứng với môi trường mới này hắn quyết định đánh ra con bài cuối cùng từng chữ rõ ràng mạch là nói ta mặc dù không biết quá khứ của nàng xảy ra chuyện gì nhưng sư phụ của nàng tình huống rất nguy cấp thanh tuyền nàng cần đột phá thất cấp luyện đan sư càng nhanh càng tốt để đúc ra thân thể mà ta chính là người có thể giúp đỡ nàng rút ngắn con đường đó cái gì tiêu thanh tuyền và linh hồn sư phụ đồng loạt nhảy dựng đề phòng nhìn chằm chằm vào lạt nam ngươi nói gì ta nghe không hiểu hít sâu một hơi tiêu thanh tuyền giả vờ bình thản nói còn nhớ hai viên dưỡng nhan đan tại bạch ngọc thành chứ là ta tặng nàng và cả sư phụ nàng ta có thủ đoạn để nhìn ra sư phụ nàng ẩn thân bên trong đường đóng kịch vô ích lạc nam nghiêm túc nói người muốn thế nào tiêu thanh tuyền thay đổi sắc mặt lạnh lùng hỏi kẻ thù của sư phụ nàng rất rất cường đại không thể tiết lộ tin tức dù chỉ nửa điểm muốn thế nào câu này ta hỏi tuyển nhi nàng mới đúng sư phụ nàng chỉ còn một tia linh hồn yếu ớt mà thôi kéo dài thời gian càng lâu sẽ càng bất lợi thậm chí có thể tan biến thành hư vô với tích xúc và sự cố gắng hiện tại của nàng mười năm đột phá thất cấp luyện đan sư đã là kỳ tích mà sư phụ có thể chờ đợi đến lúc đó sao lời nói của hắn khiến tiêu thanh tuyền toàn thân như bị xét đánh từng câu từng chữ khiến nàng hoảng sợ vội vàng hướng trong lòng không ngừng thăm hỏi hắn nói là thật sao sư phụ người thật sự không chịu được mười năm đáp lại nàng chỉ là sự trầm mặt và một tiếng thở dài yếu ớt chỉ cần thấy tuyền nhi trưởng thành vi sư có ra đi cũng mãn nguyện rồi không làm sao có thể mười năm quá ngắn tiêu thanh tuyền lệ rơi đầy mặt Rốt cuộc nàng cắn răng nhìn Lạc Nam gật mạnh đầu. Ta đồng ý vào hậu cung, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta trong vòng 10 năm đột phá thất cấp luyện đan sư. Dù nàng không vào hậu cung ta cũng thể sẽ giúp nàng, ta là thật tâm thích nàng mà không phải ép buộc Lạc Nam kéo lấy bàn tay mềm mại nhẹ giọng nói. Nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, Tiêu Thanh Tuyền khóc thút thích những năm gần đây gánh vác quá lớn trên vai, khiến nàng gần như không thể thở nổi. Người khác nghìn năm cũng không thể đột phá ngũ cấp luyện đan sư nàng làm được ở tuổi 20, có thể thấy sự cố gắng và áp lực phải chịu kinh khủng đến mức nào. Hiện tại có người sẵn sàng chia sẻ, không thể nghi ngờ như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Là ta quyết định vào hậu cung, dù ngươi có đuổi cũng sẽ không đi ngẩng đầu nhìn hắn, nàng cắn răng quát. Tốt nàng không làm ta thất vọng lạc nam nhu tình gạt đi nước mắt. Trong ánh mắt ngơ ngác của tiêu thanh tuyển, hắn kéo thân thể thanh xuân của nàng ôm vào trong ngực, nâng cái cầm chân bóng, bá đạo đặt lên đôi môi đỏ mọng như đóa hoa đó một nụ hôn. Ưm tiêu thanh tuyển như bị điện giật, hắn tập kích bất ngờ khiến nàng không biết làm sao. Hồi lâu sau, khi cảm nhận được hương vị nồng nàn ấm áp ở đôi môi, nàng rốt cuộc vòng đôi tay thon thả qua vòng eo lực lưỡng đó. Mi cong nhắm lại tận hưởng nụ hôn đầu. Thời gian chính thức đọc lại. Chương 237, U Minh Quỷ Hỏa. Nụ hôn tưởng chừng kéo dài hàng thập kỷ nhưng không, Tiêu Thanh Tuyển cảm thấy cái lưới nhỏ của mình sắp bị nuốt đến xứ rồi, vội vàng dùng răng ngọc cắn vào cái lưới đáng ghét đang xâm chiếm miệng nàng. Ây da! Lạc Nam đang say sưa nhóm nháp, chật cơn đau từ đầu lươi truyền đến, giật nảy cả mình. Hì hì cho đáng đời. Tiêu Thanh Tuyền thấy bộ dáng chật vật của hắn, khúc khích cười, đôi môi của nàng bị hôn đến mức sưng đỏ. Miệng nàng thật ngọt. Lạc Nam ra vẻ vẫn chưa thỏa mãn chép chép miệng. Biến thái. Tiêu Thanh Tuyền gắt giọng, lúc này không khách khí chỉ tay vào một cung điện có vườn nhỏ tới mát. Ta chọn nơi này. Không tệ Thanh Tuyền cung, ứng với tên của nàng Lạc Nam gật gù, ý niệm vừa động lấy ra lệnh bài của Thanh Tuyền cung cho nàng. Làm xong tất cả, hắn kéo nàng đến một nhánh cây khổng lồ của cung đình thụ ngồi xuống. Nơi này rất tuyệt, bất quá có vẻ hơi đơn điệu tiêu thanh tuyền vuốt mái tóc mai, ngắm nhìn quan cảnh linh giới châu nói, nàng là người thứ hai cảm thấy như vậy lạc nam cười, người đầu tiên chính là tần mộ ảnh. Nhớ đến nhiệm vụ ngũ hành tiểu thế giới, không biết bao giờ mới có thể hoàn thành. Thật ra công tử có thể dùng các kiến trúc pháp bảo tương tự như Cực Lạc Suối để trang trí bên trong linh giới châu, không nhất thiết phải hoàn thành ngũ hành tiểu thế giới nha kim nhi nhí nhảnh nói. Lạc Nam gật đầu, sắp tới tham gia lễ hội tại Đa Bảo Cát, phải tìm một vài thứ trang trí về phần cửa hàng may mắn, hắn chưa hề bắt gặp có bán kiến trúc pháp bảo. Tuyên nhi, nàng biết ba loại dị hỏa của ta rồi nha, cho ta xem của nàng một chút. Lạc Nam nâng lên bàn tay Tiêu Thanh Tuyền cười nói. Tiêu Thanh Tuyền không do dự gật đầu, hỏa diễm màu đen đột ngột bùng cháy, loang thoáng Lạc Nam còn nghe được âm thanh quỷ khóc ma rên từ ngọn lửa truyền ra, giận cả tóc gáy. Đệ thất trên dị hỏa bảng U Minh Quỷ Hỏa, mang theo vô số hoán khí của cõi u minh người bị đốt chúng nếu tinh thần không kiên định sẽ gặp phải ảo giác như vạn quỷ quấn thân đáng sợ vô cùng tiêu thanh tuyển hơi tự hào nói lạc nam giật mình không ngờ dị hỏa của nàng đến tận top bảy so với tử tâm phần không viêm còn cao hơn nàng từ đâu sở hữu hắn tò mò hỏi là dựa theo chỉ dẫn của sư phụ tìm được tiêu thanh tuyền gật đầu thành thật nói nếu đã chấp nhận nam nhân này nàng sẽ không che giấu chuyện gì không tệ bất quá loại dị hỏa này dường như luyện đan hiệu quả không được tốt lắm lạc nam hơi trầm ngâm nói tiêu thanh tuyền liếc mắt tên này làm như dị hỏa là rau cải sao còn có thể lựa chọn bất quá vẫn mở miệng nói thế mạnh của u minh quỷ hỏa mặc dù không phải luyện đan nhưng vẫn tốt hơn hỏa diễm bình thường gấp và lần có dị hỏa nào phụ trợ luyện đan tốt nhất không lạc nam nhớn mày hỏi chính là đỉnh thiên diễm ngọn lửa có hình dạng như một đại đỉnh dùng để luyện đan xếp hạng đệ thập trên dị hỏa bảng tiêu thanh tuyền kiến thức về dị hỏa rất tốt lập tức trả lời đỉnh thiên diễm sao nhất định ta sẽ giúp nàng tìm được nó không sớm thì muộn. Lạc Nam vô vô lồng ngực tự tin nói. Vạn sự tùy duyên đi. Tiêu Thanh Tuyền cười cười, hắn có ba loại dị hỏa đã khủng bố lắm rồi, nàng cũng hài lòng với ưu minh quỷ hỏa như hiện tại. Cho ta biết cách để rèn đúc thân thể cho sư phụ nàng đi nếu gặp được vật thích hợp ta sẽ thay nàng thu thập lạc nam chân thành nói. Tiêu thanh tuyển và nữ nhân sư phụ âm thầm cảm động, nam nhân này là thật tâm muốn giúp đấy. Rèn đúc thân thể, thứ cần trước tiên là khung xương của một người tương ứng, có thể thiếu thốn nhưng phải hoàn chỉnh hơn một nửa sư phụ ta là nữ độ kiếp phải cần khung xương của nữ độ kiếp cường giả tiêu thanh tuyền nói ra nguyên liệu thứ nhất khung xương của nữ độ kiếp lạc nam sắc mặt ngưng trọng chỉ riêng thứ đầu tiên nghe qua đã thấy khủng bố rồi tiếp theo chính là tụ huyết thảo thiên cấp cực phẩm linh dược có thể hình thành máu huyết kế đến là linh cấp hạ phẩm tạng thiên quả nhảm hình thành lục phủ ngũ tạng linh cấp thượng phẩm triệu năm nhân sâm có công dụng hình thành da thịt và cuối cùng là một loại thiên cấp cực phẩm linh dược bất kỳ có thể khôi phục linh hồn tụ tập đủ toàn bộ nguyên liệu thất cấp luyện đan sư sẽ dựa theo pháp quyết đặc biệt ra tay dung hợp rèn đúc thân thể tiêu thanh tuyền nói một tràn dài càng nói càng cảm thấy tuyệt vọng lạc nam hỏi thăm nàng thu thập được thứ gì chưa tiêu thanh tuần xấu hổ lắc đầu cảm thấy bản thân mình vô dụng đến cực điểm hắn cũng không thất vọng ngược lại cầm chặt tay nàng ôn nhu an ủi nói yên tâm ta tin tưởng chúng ta có thể làm được đúng vậy những năm qua ta chưa từng bỏ cuộc tiêu thanh tuyền gật mạnh đầu nắm đấm nhỏ siết chặt đầy kiên định đi chúng ta đi săn trương ngư lạc nam ôm lấy vòng eo thon của nàng thân hình hai người biến mất trên mặt biển thân ảnh đôi thanh niên nam nữ hiện ra mặt biển đã trở lại thuần một màu trong xanh như cũ máu tươi đã bị từng cơn sóng cuốn trôi hòa lẫn vào biển cả mênh mông. trương ngư chủ yếu sống ở dưới đáy chúng ta cùng xuống lạc nam lấy ra tị thủy châu nước biển lại tự động tránh xa hai người một vòng tị thủy châu sao thật thú vị tiêu thanh tuyền miết miệng hỏa và một hệ tu sĩ như nàng đương nhiên không thường xuống đáy biển theo làn nước dần dần tách ra hai người thong thả hạ xuống sau hàng trăm mét lạc nam có thể thấy quang cảnh nơi lòng biển vô số sinh vật lớn nhỏ làn nước trong xanh cũng có thể thấy rõ ràng từng dãy san hô tuyệt mỹ cảnh tượng như thủy tinh cung thật đẹp đây là lần đầu quan sát biển cả một cách rõ ràng mà thoải mái như vậy tiêu thanh tuyền hai mắt tỏa sáng hết nhìn đông lại nhìn tây thích thú đánh giá lạc nam cũng cảm thấy thú vị trước loại trải nghiệm này hắn bắt gặp một con cá mập ở kiếp trước nổi danh là kẻ săn mồi đứng tốp đầu chuỗi thực vật dưới biển hiện tại đột ngột bị một con thủy quái có hình dạng của có tu vi tứ giai một càng cắt thành hai nửa dễ dàng vô cùng hai người vẫn liên tục đi xuống ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy biển cả đang trôi nổi trên đỉnh đầu nhưng lại không chạm vào một sợi tóc của cả hai có thể hiểu là tị thủy châu hình thành một quả bong bóng lớn bảo vệ hai người bên trong nước biển không thể xuyên qua bong bóng lạc nam quay sang tiêu thanh tuyển cười trêu hỏi tuyền nhi có khi nào chúng ta may mắn diện kiến các mỹ nhân ngư không mỹ nhân ngư là thứ độ gì tiêu thanh tuyền tò mò hỏi bộ dạng ngây thơ vô số tội ách lạc nam trừng mắt chẳng lẽ một nơi có nhiều chủng tộc như hải châu đại lục lại không có mỹ nhân ngư hắn hơi nghĩ nghĩ cố gắng miêu tả cho nàng hình dung mỹ nhân ngư chính là nữ tử rất xinh đẹp có tiếng hát mê hồn bất quá các nàng không có chân thay vào đó là đuôi cá sặc sỡ là mỹ nhân của biển tượng trưng cho cái đẹp và bí ẩn ồ có chủng tộc như vậy sao tiêu thanh tuyền bị kinh ngạc trước trí tưởng tượng phong phú của lạc nam theo lời nói của hắn thì đó chính là nhân ngư tộc bất quá chủng tộc này chỉ toàn nữ tử thực lực lại không quá mạnh chỉ chuyên phụ trợ cho việc tu luyện bị xem là nô lệ của các chủng tộc khác vì thế đã tuyệt chủng rất lâu rồi âm thanh êm thai của sư phụ nàng vang lên giải thích tiêu thanh tuyền vội vàng đem lời này nói lại cho lạc nam tuyệt chủng sao có thể như vậy lạc nam giận dữ nói sắc mặt hết sức khó coi một chủng tộc tuyệt vời chỉ có trong thần thoại kiếp trước của hắn lại tuyệt chủng quá mức không tiếp trong lúc hai người nói chuyện thiếm độ sâu hạ xuống đã tiếp cận vạn trượng màu nước dần trở nên tối đen như mực bất quá với khả năng quan sát của tu sĩ chuyện này không gây ảnh hưởng quá lớn cho hai người lực ép của nước biển nơi đây rất khủng bố lạc nam có thể cảm nhận màn chắn bên ngoài của tị thủy châu hơi có chút rung rẩy bất quá vẫn dùng được nhìn kia tiêu thanh tuyền đột ngột chỉ về một hướng lạc nam xoay người nhìn theo thấu thị vạn lý mở ra. Trong mắt hai người là một da hỏa toàn thân màu trắng, thân thể trơn trượt, đôi mắt to như đèn lồng, vô số xúc tua ngao ngoe xung quanh nó đang siết chặt một con cá xấu số. Là Trương Ngư, Bạch Tuột, Lạc Nam cười nhét miệng. Xem ra chúng ta đến đúng chỗ rồi, bất quá da hỏa trước mắt chỉ là tứ dai mà thôi còn chưa đủ tiêu thanh tuyển gật đầu. Tiếp tục xuống sâu hơn. Không biết đã sâu đến mức nào. Nhân loại đây không phải nơi các người nên đến. Một thanh thanh ỏm ỏm vang lên uy hiếp, theo sau đó là một xúc tua cự đại như thân cổ thụ dẻo dai hướng về hai người nệ tới chính là ngũ giai trương ngư đúng mục tiêu cần tìm lạc nam cười nhạt mà tiêu thanh tuyền càng là không nói không rằng cự đao xuất hiện trên tay u minh quỷ hỏa hừng hực trên thân đao thò tay ra khỏi vòng bảo hộ của tị thủy châu hướng về xúc tua kia chẳng đến xèo 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 nước biển đột ngột sôi sùng sục trước uy lực của u minh quỷ hỏa mang theo âm thanh rầm rú thê lương của vạn quỷ thất đạo dễ dàng đem xúc tua kia chém đứt a a a a đây rốt cuộc là hòa gì con trương ngư gầm lên sợ hãi nó quanh năm sống dưới đáy biển sâu làm sao có thể nhận ra dị hỏa trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô số quỷ hồn đeo bám xung quanh mình rào giống không ngừng gặm nhắm cơ thể nó trương ngư tức giận gầm thét thân hình khổng lồ nâng lên xúc tua đập phá muốn tiêu diệt đám quỷ hồn đột ngột xuất hiện ám mình này khắc 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 âm thanh dữ tợn của các quỷ hồn đeo bám tâm trí trương ngư từng thanh xúc tua của nó đập cho đám quỷ hồn gào khóc tăng ăn dã nhưng vừa mất con này thì con khác xuất hiện, làm Trương Ngư cảm thấy thần trí mình như phát điên. Bên ngoài, Lạc Nam nhìn thấy con Trương Ngư ngũ dai sơ kỳ đang đập loạn xạ vào nước biển trống không, không cần nói cũng biết tên này đã triệt để lâm vào hảo giác do U Minh quỷ hỏa mang lại. Do Trương Ngư thần trí không cao, đổi lại là nhân loại không thể mê hoặc bọn hắn lâu như vậy, thậm chí có người lập tức thoát khỏi cũng là bình thường tiêu thanh tuyển thấy Lạc Nam kinh ngạc mở miệng giải thích. Hơn nửa U Minh quỷ hỏa chỉ có thể khiến đối phương lâm vào hảo giác một cách bất ngờ, nếu lần sau đối phương đã có sự đề phòng mặc kệ đám quỷ hồn cũng chẳng ảnh hưởng gì lạc nam gật đầu cảm thấy uy lực của dị hỏa tốt bảy như vậy đã rất khủng bố rồi trong quá trình chiến đấu lơ là một giây đã là sơ hở trí mạng huống chi lâm vào ảo giác thời gian dài như vậy người có u minh quỷ hỏa hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng thay đổi chiến của ca chưa kể độ tàn phá của dị hỏa này cũng rất cao chỉ thấy con trương ngư đáng thương đã bị đốt cháy một nửa cơ thể tiêu thanh tuyền lại một đao chạm xuống dễ dàng kết liêu tính mạng nó tuyển nhi của ta cũng là thiên tài tuyệt thế nha không ngờ vượt cấp giết yêu thú dễ dàng như vậy lạc nam nhân cơ hội mở miệng cười khen ngợi hừ còn không mau thu yêu đan tiêu thanh tuyền xấu hổ sảng giọng lạc nam nhanh nhạy cầm theo tị thủy châu bàn tay bao trùm dị hỏa dễ dàng xuyên thủ đầu trương ngư thu lấy yêu đan của nó một viên vẫn còn sáu viên nữa tiêu thanh tuyền cười nói yêu thú đều có lãnh địa của riêng mình trương ngư cũng không ngoại lệ muốn tìm một con trương ngư khác phải đến khu vực khác bởi nơi này chính là địa bàn của con trương ngư vừa chết khi nãy hai người tiếp tục di chuyển ở đáy biển sâu ít lâu sau chết lạc nam tay cầm bắt đầu cung dùng dị hỏa dễ như ăn cháo bắn xuyên đầu một con hóa thần trung kỳ trương ngư một lần nửa khiến ngàn dặm biển sâu sôi dữ dội viên yêu đan thứ hai nàng cứ để ta ra tay có bắt đầu cung dễ như ăn cháo vậy hắn nhìn tiêu thanh tuyền cười đắc ý sư phụ trong cơ thể dạy ta luyện đan và khống hỏa sư phụ tại truyền thừa ở khảo hạch thứ hai dạy sử dụng đao pháp và khả năng phòng ngự đối với tấn công tầm xa bản thân ta cũng rất lợi hại đấy tiêu thanh tuyền không phục hừ một tiếng được rồi lát nữa cho nàng ra tay lạc nam không sao cả gật đầu ồ là thứ gì kia mau đến gần trong tầm mắt hai người đột ngột xuất hiện vật thể lạ nằm tận cùng dưới đáy mặt biển một chiến thuyền mục nát không chịu nổi rông rêu phủ đầy trở thành nơi trú ẩn của vô số sinh vật ở biển sâu có hình thể nhỏ không thể không nói số sinh vật tận cùng đáy biển phần lớn có diện mạo hết sức giận người một số con toàn thân trong suốt có thể thấy cả nội tạng bên trong chiến thuyền trở nên giữ tận thêm một phần trước sự tồn tại của chúng nó lên xem thử lạc nam kéo tay tiêu thanh thuyền, hai người nhảy lên sàn thuyền giang giác thời gian quá lâu khiến toàn bộ thân thuyền đả mục nát hai người vừa lên lập tức làm vô số sinh vật nhỏ bị hù dọa lẫn trốn mất dạng gỗ dưới chân vỡ vụn thành từng mánh xem địa lạc nam chỉ vào một góc khuất trong căn phòng rộng rãi nhất của chiến thuyền Tiêu Thanh Tuyền vừa nhìn qua, ánh mắt lập tức co rụt lại, hoảng sợ ôm chặt lấy cánh tay hắn. Chương 238, Cự nhân tộc. Tiêu Thanh Tuyền là một thiên tài đi ra từ biển máu và khắc khổ, bản thân nàng lại thường ẩn mình tu luyện trong các hiểm địa nguy hiểm, hiện tượng và vật thể kỳ lạ gặp qua không ít. Ngay cả người chết trên tay nàng cũng không thể nhớ toàn bộ, thứ gì có thể khiến nàng sợ hãi như vậy? Là một bộ hài cốt, hình dạng giống hệt của nhân loại. Nhưng không phải hài cốt bình thường nó cự đại, to hơn hải cốt của nhân loại gấp hàng nghìn lần xương óng chân như thân cổ thụ xương sống lưng thẳng tắp như cột trống trời đầu lâu khổng lồ cùng hốc mắt dữ tợn lạc nam cùng tiêu thanh tuyền chỉ cảm thấy cực kỳ nhỏ bé khi đối diện trước nó như bậc đế vương cao quý hai cốt bằng ngọc thạch trong suốt vóng ả à, một kiện trường bảo khổng lồ có phần rách nát phủ lấy thân thể tay cầm chiến phủ vỡ nát trông xuống sàn thuyền vai hùng đến cực điểm Tốc độ chữa trị không gian vỡ nát của Việt Long tinh cầu rất tốt, chính vì thế mà các luyện hư kỳ tu sĩ chiến đấu cũng không thể đánh nát tinh cầu. Nhưng ở xung quanh hải quốc này, các vết nước hư không chẳng chịt như mạng nhện liên tục nứt ra rồi khép lại, hiển nhiên khí thế của nó quá mức kinh khủng khiến không gian có phần không gánh chịu nổi. Ừ. Tiêu Thanh Tuyền nuốt nước miếng khô khốc, gương mặt ngưng trọng đến cực điểm, bởi chính nàng vừa được xác nhận của sư phụ, không biết lai lịch của hải quốc này. Nói đúng hơn, toàn bộ việt long tinh cầu chẳng có chủng tộc nhân loại nào đạt kích cỡ khủng bố như vậy lạc nam sắc mặt quái dị không ngờ mình chỉ tùy tiện đi săn trương ngư lại phát hiện thứ khủng bố như vậy năm tháng dài đằng đẳng khiến thuyền này mục nát và sụp đổ nhìn qua không thể ước tính được hình dạng cụ thể của nó nhưng chỉ dựa vào một bộ hài cốt này có thể đoán được trước đó kích cỡ của chiến thuyền khủng bố đến cỡ nào tuyệt nhi đây rốt cuộc là chủng tộc gì lạc nam ngưng trọng hỏi hai người vẫn chưa dám tiếp cận quá gần sợ nảy sinh biến cố không biết ngay cả sư phụ ta cũng không biết bất quá nhìn cấu tạo của nó người này khi còn sống là một nam nhân thực lực không thể đo lường tiêu thanh tuyển vô thức nắm chặt tay hắn những thứ không xác định luôn khiến con người hoang mang như vậy kim nhi cho ta một chút thông tin lạc nam hết cách chỉ có thể hướng trong lòng cầu cứu là hai cốt của cự nhân tộc chủng tộc này không tồn tại ở việt long tinh cầu không hiểu vì nguyên nhân gì xuất hiện ở đây thuyền này được đóng từ tinh không thụ một loại cây có thể ngao du tinh không chỉ là thời gian quá lâu cùng sự tàn phá khủng bố của trận chiến nào đó đã khiến nó mục nát. Kim Nhi lập tức nhanh nhạy trả lời, giọng điệu ẩn chứa một tia nghi hoặc, hiển nhiên ngay cả chính bản thân nàng cũng khó hiểu vì sao xuất hiện xương cốt của cự nhân tộc ở đáy biển Hải Châu Đại Lục. Tuyên Nhi, đây là xương cốt của cự nhân tộc Lạc Nam mở miệng nói. Cự nhân tộc. Tiêu Thanh Tuyền và cả sư phụ của nàng cùng lầm bẩm, chưa nghe qua tộc này bao giờ. Nàng đứng nơi đây. Ta lại xem một chút Lạc Nam gật đầu, Sợ nàng gặp nguy hiểm nên yêu cầu nói, không, chúng ta cùng đi. Tiêu Thanh Tuyền không chịu, kéo lấy cánh tay hắn không bỏ ra. Được rồi, cùng đi lạc Nam hơi trầm ngâm suy nghĩ, thời gian đã qua lâu, chắc hẳn sẽ không nảy sinh biến cố gì. Hai người thận trọng đến gần, thậm chí tỏa ra dị hỏa che phủ thân thể, tránh chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Càng đến gần, uy áp của khung xương trở nên hết sức rõ ràng, cô động đến cực điểm, chắc không được ở phạm vi căn phòng này, ngay cả một sợi rong rêu cũng không có. Kim Nhi người này khi còn sống đạt tu vi gì lạc nam thận trọng hỏi vượt qua ban tiên kim nhi từ tốn nói ừ lạc nam nuốt nước bọn vượt qua ban tiên chính là tiên nhân không phải sao ngay cả tiên nhân cũng có ngày trở thành một đống hải cốt vũ trụ này quá mức đáng sợ cũng quá mức hấp dẫn và kích thích rốt cuộc cả hai đã đến gần nhận thấy không có gì bất ngờ xảy ra đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm liếc mắt nhìn nhau cẩn thận dùng dị hỏa và linh lực bảo vệ cơ thể thả người bay lên bả vai hải cốt khổng lồ lạc nam đập đập bàn tay vào một nhánh xương sườn chợt quát một tiếng quân tử hàng ma quyền toàn bộ lực lượng thể tu vận chuyển một quyền khiến không gian chấn động đấm mạnh mà ra lực lượng như có thể hàng yêu phục ma nặng nề đập vào một thanh xương cốt ầm ầm hai cốt mặc dù bị đẩy ngã khiến đáy biển chấn động dữ dội bất quá cứng cắp vô cùng không có một tia vết nứt lạc nam lại bị lực phản chấn văng ra ngoài tiêu thanh tuyền lao đến đỡ lấy hắn mặt đẹp tức giận mở miệng trách móc lớn rồi còn nghịch ngợm như vậy hắc hắc hài cốt thật khủng bố lạc nam xấu hổ xoa xoa nắm tay đang dỉ máu kinh ngạc nhìn hài cốt này không nghĩ tới thứ này cứng cắp như vậy cự nhân tộc trời sinh chính là thể tu thực lực càng mạnh thân thể càng lớn dựa theo lực lượng xương cốt đẳng cấp thể tu khi còn sống của người này vượt qua cựu chuyển công tử đừng tự làm xấu mặt kim nhi cười thích thú trước vẻ chật vật của hắn khủng bố như vậy vượt qua cả sư phụ lạc nam cảm thán nói xương cốt của người này là nguyên liệu luyện khí tuyệt hảo có thể sánh ngang linh cấp đấy nếu đem luyện chế thành pháp bảo kèm theo vật liệu cấp cao có thể đạt đến chân cấp tiêu thanh tuyển dựa theo lời nói của sư phụ mở miệng hướng lạc nam nói lạc nam hơi trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng lắc đầu pháp bảo cấp cao ta không thiếu sớm muộn cũng sẽ có hướng hồ nếu dùng xương của cường giả cự nhân tộc luyện pháp bảo chỉ sợ ngày sau sẽ vô cớ trở thành kẻ thù của chủng tộc khủng bố này hại nhiều hơn lợi được rồi vậy chúng ta đảo mộ trôn cất hắn tiêu thanh tuyển cảm thấy có lý dùng xương người luyện pháp bảo là hành động quá mức tả môn ý nghĩa khác xa so với rèn đúc thân thể nàng cũng thấy không thích hợp lạc nam gật đầu giao vương kích xuất hiện trên tay hắn băng qua một lỗ hổng to tướng trên sàn thuyền hướng về đáy biển nện xuống một cái hô xuất hiện vẫn chưa đủ muốn hoàn toàn chôn bộ xương cốt này ít nhất phải đào sâu một thung lũng đào 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 trước sự ra sức của lạc nam đáy biển xuất hiện cái hố to sâu gần ngàn mét có kẻ tìm đến rồi sao hết sức đột ngột một âm thanh trầm thấp như tự hỏi khiến hai người rợn cả tóc gáy tiêu thanh tuyền nắm chặt tay lạc nam nhìn chằm chằm vào nơi vừa phát ra âm thanh dưới lớp bùn đất do lạc nam đào đới một khối ngọc đang lấp loay ánh sáng âm thanh kia chính là từ nó phát ra lưu ảnh ngọc lạc nam giật mình túi xuống nhặt lấy khối lưu ảnh ngọc này thậm chí lớn hơn thân thể lạc nam nhiều lần quả nhiên người lớn thì chơi đồ lớn hình ảnh bên trên lưu ảnh ngọc xuất hiện một nam tử khổng lồ diện mạo huy nghiêm toàn thân cơ bắp lực lưỡng y phục rách nát thân mình đầy dày vết thương dữ tợn máu tươi nhuộm đỏ không gian nơi hắn ngồi chính là một căn phòng đổ nát nằm trong biển chính là vị trí lạc nam và tiêu thanh tuyền vừa đến không cần biết ngươi là ai nếu đào sâu đến tận đây phát hiện lưu ảnh ngọc này chính là người có lòng dạ mê ngông đáng giá tin tưởng âm thanh trầm thấp từ miệng nam tử khổng lồ phát ra mặc dù ở tận cùng đáy biển chịu sức ép kinh người nhưng lời nói vẫn rõ ràng vang vọng tràn đầy khí phách nam nhân hiển nhiên hắn chính là chủ nhân bộ xương cốt khi còn sống lạc nam có thể cảm nhận được nam tử cự đại trong ảnh đã trọng thương cực độ nghiêm trọng đồng thời tràn ngập tử trí ta gọi cự phách thiên phó tộc trưởng cự nhân tộc đời thứ sáu trong lúc cùng lượng lớn tộc nhân chinh chiến và khai thác khoáng sản nơi tinh không xui xẻo gặp phải tinh không thú đột kích lại vớn vào hư không loạn lưu vô tình truyền tống đến nơi này cũng biết số mình đã tận. nam tử khổng lồ tên cự phách thiên mặc kệ có người nghe hay không vẫn nhìn vào lưu ảnh ngọc trầm thấp nói giọng điệu tràn ngập tan thương chi ý trong trận đại chiến hàng vạn tộc nhân đồng hành anh liệt mà chết. Bản thân ta cũng trọng thương khó sống, hư không loạn lưu mang theo tinh không thuyền xuyên qua không gian, vô tình chuyển đến nơi này. Toàn bộ khoáng sản và tài nguyên đạt được cũng bị hư không nghiền nát. Bất quá bản thân ta còn ít thứ lưu lại cho người hữu duyên có lòng dạ bất phàm, sẵn sàng bỏ qua mong muốn chiếm đoạt thân thể, xương cốt ta mà chấp nhận chôn cất. Cự nhân tộc sinh sống tại man hoang tinh cầu, người hữu duyên ngày sau có đến, vui lòng thông cáo tộc nhân ta một tiếng. Nói đến đây, hắn dốc hết sức bình sinh lột xuống chiếc nhẫn nặng nề cùng khối lưu ảnh ngọc nắm vào bàn tay cánh tay lực lượng mang theo vô hạn lực lượng xuyên thủng đáy biển sâu chôn vùi trong mặt đất mà cùng lúc đó lưu ảnh ngọc trên tay lạc nam rốt cuộc vỡ nát tiêu thanh tuyền nhanh nhẹn túi người bàn tay trắng như phấn cấp tốc đảo đới bùn đất rốt cuộc phát hiện một nhẫn chữ vật khổng lồ bằng ngọc thạch chính là nhẫn của cự phách thiên chôn vùi dưới đáy biển trong lưu ảnh ngọc kích cỡ chiếc nhẫn thậm chí to hơn cơ thể tiêu thanh tuyền một vòng khiến lạc nam dở khóc dở cười không ngờ hành động trong vô tình của mình lại nhặt được bà bối nếu hắn tham lam xương cốt của cự phách thiên sẽ chẳng thể phát hiện lưu ảnh ngọc và nhận chữ vật nhớ lại lời nói của cự phách thiên lạc nam ngứa ngay trong lòng mở miệng hỏi thăm kim nhi tinh không thú và hư không loạn lưu rốt cuộc là thứ gì ngay cả cường giả đỉnh cao như cự phách thiên cũng bị ép bỏ mạng kim nhi xuất hiện trên bả vai hắn mở miệng cảm thán tinh không thú là đám quái vật sinh sống trong tinh không chính là thiên địch của tất cả chủng tộc bởi thực lực của tinh không thú rất khủng bố linh trí lại không cao sẵn sàng tấn công bất kỳ mục tiêu chúng nó nhìn thấy với thực lực của công tử hiện nay một giọt nước bọt của nó cũng có thể hòa tan ngươi lạc nam khỏe miệng co giật nha đầu ngươi thích đả kích ta làm sao kim nhi mặc kệ hắn biểu cảm thản nhiên nói tiếp về phần hư không loạn lưu có thể hiểu là dạng tồn tại giống lỗ đen vũ trụ của công tử ở kiếp trước lực hút của nó hết sức khủng bố sẵn sàng nuốt chừng bất kỳ kẻ nào xui xẻo tiến vào nạn nhân có thể bị nghiền nát hoặc có thể bị chuyển đến một không gian bất kỳ nào đó. Lạc Nam gật đầu, đem thông tin bổ ích này chia sẻ với Tiêu Thanh Tuyền. Vị cự phách thiên này xem ra chính là bị hư không loạn lưu mang đến nơi này, số phận cũng thật nghiệt ngã, chết ở một nơi hoàn toàn xa lạ, Tiêu Thanh Tuyền cảm khái thở dài nói: "Đúng vậy, dựa theo lời kể của hắn, Man Hoang tinh cầu có lẽ là thế giới cao cấp hơn Việt Long tinh cầu của chúng ta." Thật thú vị, Lạc Nam ánh mắt tỏa sáng, hận không thể lập tức ngao du tinh không, thám hiểm vạn giới. Trước hết bá chủ băng thiên đại lục rồi tính nha. Kim Nhi rội một gáo nước lạnh. Lạc Nam giận đến nghiến răng, mặc kệ nha đầu ngày càng bướng bình này, quan sát nhẫn chữ vật nặng nghề. Trên nhẫn có khắc hai chữ to tướng, cự phách. Nhận chủ đi tiêu thanh tuyền nhìn hắn cười nói. Lạc Nam không khách khí, của nàng chính là của hắn mà. Vội vàng nhỏ một giọt máu huyết lên trên nhẫn. Rất nhanh, theo ý niệm của Lạc Nam, chiếc nhẫn có rút lại vô số lẫn, dễ dàng đeo vào ngón tay không gian bên trong nhẫn lớn gần trăm trượng vông, rộng rãi vô cùng không hề có nhiều vật phẩm xem ra phần lớn đều được cự phách thiên đem ra sử dụng trong trận đại chiến với tinh không thú rồi bằng không nhẫn chữ vật của cường giả như hắn cũng không thể ít đồ như vậy lạc nam đem một vật lấy ra ẩm hư không đột ngột tan vỡ biển cả chấn động lạc nam cùng tiêu thành tuyền bị đánh bay ngược ra ngoài khỏe miệng dỉ máu chân cấp cực phẩm pháp bảo sư phụ của tiêu thanh tuyền hét lên một tiếng thất thanh âm điệu rung dày đến cực hạn, đó là một đôi găng tay lấp lánh như kim cương khí tức nó tỏa ra khiến không gian đột ngột đổ nát thành từng mảnh. Phách Thiên giả thủ chân cấp cực phẩm pháp bảo, thích hợp với tu sĩ luyện thể cấp cao. Một quyền Phách Thiên, nhất thủ giả Thiên Kim Nhi nhìn đôi pháp bảo có hình găng tay kia, lập tức cho ra thông tin nói. Lạc Nam và Tiêu Thanh Tuyền nhìn nhau cười khổ, với thực lực của bọn họ hiện tại, muốn khống chế pháp bảo này chẳng khác nào người si nói ngọng. Hắn vội vàng đem nó thu vào, trong đầu xuất hiện thân ảnh cường thế của nữ nhân sư phụ. Thứ này rất thích hợp với bát chuyển thể tu như nàng khí thế đè ép biến mất tiêu thanh tuyền thở phào một hơi mở miệng cảm thán phát bảo khủng bố như vậy sao vị cự phách thiên không mang ra chiến đấu kim nhi bĩu môi lẩm bẩm thứ này chỉ là đồ không dùng của hắn mà thôi muốn đả thương tinh không thú còn kém xa lắm lạc nam nghe vậy xem chút phun một ngụm máu chân cấp cực phẩm còn không đủ dùng sao ta có cảm giác mình ngày càng nghèo nhỉ hít sâu một hơi cố nén đả kích kim nhi mang lại mình hiện tại chỉ là nguyên anh mà thôi lo mấy thứ này còn xa lắm vội vàng lấy ra các thứ còn lại trong nhẫn đây là hai khối bia đá lớn cao trọc trời sắp xuyên thùng nốc thuyền bên trên điêu khắc lấy từng mảng văn tự huyền ảo ây ra tiêu thanh tuyền đột ngột thốt lên một tiếng nhắm chặt mắt lại thuyền nhi sao vậy lạc nam lo lắng ôm chặt nàng không biết chỉ cảm thấy có một lực lượng nào đó ngăn cản không cho ta quan sát văn tự này tiêu thanh tuyền xoay người sang nơi khác cảm giác đau rát biến mất đá này được ra chỉ pháp quyết của cự nhân tộc chỉ có thể tu mới được quyền quan sát kim nhi giải thích hai thứ này chỉ thể tu mới được xem nàng đừng nhìn lạc nam lập tức hướng tiêu thanh tuyền an ủi được rồi ngươi xem đi rồi nói với ta tiêu thanh tuyền bĩu đôi môi nhỏ nhắn lạc nam cười cười tập trung quan sát khối bia đá thứ nhất cự nhân tộc ký sử man hoang là tinh cầu hình thành ngay thời điểm khai thiên lập địa từ cổ trí kim chỉ chú trọng thể tu tại man hoang tinh cầu địa vị của thể tu vượt trên tất cả đối với các lực lượng khác không hề có hứng thu tục chuyển qua vô vàn tháng năm Bách tộc hào hùng tranh phong, vô số chủng tộc yếu kém chôn vùi trong dòng sông lịch sử, cự nhân tộc là một trong các chủng tộc huy hoàng bất diệt, tộc nhân trời sinh tu thể, thực lực càng mạnh, cơ thể càng lớn, cự nhân tộc tổ tiên từng. Phi thân tiên giới, gia nhập thiên đỉnh, danh hiệu cự vương. Là sử ký của cự nhân tộc sao? Cự phách thiên này cũng thật trung tâm, ra ngoài không quên mang theo giai thoại hào hùng của chủng tộc Lạc Nam độc lớn toàn bộ cho Tiêu Thanh Tuyền nghe. Tiêu Thanh Tuyền đôi mắt sáng ngời, đối với kiến thức mới mẻ như vậy tràn ngập thích thú. Lạc Nam sau khi xem một vòng, phát hiện không còn thông tin nào khác, thu lại bia đá. Lúc này, hắn tiếp tục dồn lực tập trung vào bia đá còn sót lại. Theo sau đó, một dòng chữ đập thẳng vào mắt. Luyện thể bí thuật bắt môn độ giáp. Chương 239, bắt môn độ giáp. Bắt môn độ giáp. Thể tu bí thuật sao? Lạc Nam mừng rỡ nhảy dựng lên, hắn đã có bí thuật linh tu là thiên đế tam biến thuật, hiện tại có thêm bí thuật của thể tu, đây không thể nghi ngờ buồn ngủ gặp chiếu manh a. À. Một nguyên nhân khác khiến hắn vui mừng là bí thuật này được điêu khắc trên bia đá, có nghĩa là tất cả nữ nhân tu thể bên cạnh hắn đều học được, không phải dạng ngọc bội chỉ truyền cho một người như đồ của hệ thống. Trong lúc nhất thời, hứng thú tăng mạnh, lập tức quan sát toàn bộ từ trên xuống dưới. Bát môn độn giáp, không có đẳng cấp là loại bí thuật kích phát lực lượng của toàn bộ thân thể, gia tăng khả năng chiến đấu, người học thuật này có thể vượt cấp tác chiến, cùng cấp vô địch thủ không phải thể tu, cấm học. Thân thể được ví như một vũ trụ thu nhỏ, là thứ thần bí mà sinh linh không thể chạm đến cực hạn bắt môn tượng trưng cho tám cánh cửa đi đến cực hạn đó kích phát chúng nó đến giới hạn cao nhất cửa đầu tiên khai môn kích phát trí não trở nên nhạy bén gia tăng khả năng xử lý tình huống trong chiến đấu cửa thứ hai cơ môn kích phát cơ bắp phát triển gia tăng sức mạnh cửa thứ ba thể môn kích phát độ cứng cấp của da thịt tăng lực phòng ngự cửa thứ tư tốc môn kích phát độ linh hoạt của đôi chân tăng tốc độ cửa thứ năm huyết môn kích phát mạch máu mở rộng đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu, gia tăng chiến lược tổng thể. Cửa thứ 6 cốt môn, kích phát độ cứng cấp và linh hoạt của xương cốt, có thể dùng chính xương cốt của mình để làm vũ khí. Cửa thứ 7 không môn, kích phát khả năng tác động của toàn thân lên hư không, bất kể là phá hủy hư không hay di chuyển trong hư không. Cửa cuối cùng tử môn, kích phát toàn bộ thất môn cùng lúc mạnh hơn gấp vô số lần, cái giá thi triển tử môn là bạo thể mà chết. Độ mạnh yếu của từng môn phụ thuộc vào tu vi thể tu của người sử dụng. Cảnh cáo, thử môn chỉ được sử dụng khi quyết tử lạc nam xem xong hít mạnh một hơi trái tim đập thình thịch cảm thấy lỗ chân lông toàn thân dựng đứng hô hấp trở nên dồn dập hơn bao giờ hết nghịch thiên môn bí thuật của cự nhân tộc này thật nghịch thiên hắn lầm nhầm con mắt sáng ngời nóng rực nhìn vào bia đá như nhìn một mỹ nữ trần chuồng đang uốn néo mời gọi vậy bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó đầy thích thú bất kể là môn nào trong bắt môn đều mang lại lợi ích quá mức to lớn trách không được dám tự xưng người học được thuật này trong cùng cấp vô địch thủ nếu kết hợp khai môn với bạch nguyệt đoạt hồn nhãn trong cùng cấp ai nhạy bén bằng ta nếu kết hợp tốc môn với tiêu giao mị ảnh bộ cùng bát hoang hoành thiên viêm trong cùng cấp ai nhanh bằng ta lạc nam hưng phấn lẩm bẩm trong miệng chỉ với hai môn vừa đề cập đã gia tăng chiến lực của hắn trong phạm vi lớn các môn còn lại cũng rất khủng bố nếu toàn bộ vận dụng lạc nam không dám tưởng tượng có thể đánh bại luyện hư hay không đây bởi vì nếu mở được không môn hắn có thể di chuyển trong hư không đấy luyện hư kỳ cũng không thể chạy trốn khỏi truy đuổi của hắn những gì lạc nam vừa xem qua cũng chỉ là công dụng của bắt môn độn giáp mà thôi cách thức tu luyện được khắc ở mặt sau bia đá cự nhân tộc sở hữu bí thuật mạnh mẽ như vậy quả thật làm người ta kinh ngạc bất quá muốn tu luyện không đơn giản nha dù là cự phách thiên này cũng chỉ tu đến cửa thứ năm mà thôi công tử muốn đạt đủ bắt môn sẽ là chặn đường gian nan đấy kim nhi âm thầm quan sát xương cốt của cự phách thiên ngồi trên vai hắn đung đưa hai chân mở miệng cảm khái nói cự phách thiên không được không có nghĩa là lạc nam không được nàng cứ chờ mà xem lạc nam tự tin vỗ vô, vô ngực không trần chờ đem bia đá thu luôn vào linh giới châu cho an toàn tuyền nhi nàng đúng là bảo bối phúc tinh của ta hạ hạ hắn mừng hớn hở ôm lấy nàng xoay vòng vòng tiêu thanh tuyền đỏ mặt xấu hổ bộ dạng đáng yêu vô cùng bất quá nghe những công dụng hắn vừa nêu của bát môn đột giáp nàng cũng cảm thấy mừng rỡ thay hắn đạt được bí thuật nghịch thiên như vậy quả thật là chuyện vô số người hao ước mà không được chúng ta chôn cất phách thiên tiền bối rồi tiếp tục săn trương ngư Lạc Nam thoải mái trong lòng, đem thân hình Tiêu Thanh Tuyền đặt xuống nói: "Được, ta đào giúp ngươi." Nàng móc ra cự đao, từng chạm bổ xuống tiến hành đào đới. Lúc này Lạc Nam mới có dịp quan sát rõ cự đao trên tay Tiêu Thanh tuyển, thân đao đen tuyển như đêm tối, kích thước to như cánh cửa lớn, lại bốn cong sắc bén, lực lượng như có thể chém nát thương khung. Đây là thiên trọng đao, vũ khí do nhị sư phụ truyền lại cho ta là thiên cấp trung phẩm pháp bảo Tiêu Thanh Tuyền thấy tên này tò mò, mở miệng cười nói: "Lạc Nam gật đầu, nhị sư phụ trong miệng nàng chính là vị hiệu trưởng thánh linh học phủ đời thứ tư để lại vũ khí cấp cao cho truyền nhân cũng không phải chuyện lạ sau sự hợp tác của hai người một thung lũng sâu không thấy đáy hiện ra lạc nam và tiêu thanh tuyền nhìn nhau gật đầu dùng toàn lực bình sinh đem xương cốt đẩy xuống nặng quá nặng như hàng ngàn tòa núi lớn chất trống vậy lực cản của nước khiến hành động càng thêm khó khăn bất quá với thực lực của hai người nhanh chóng đem xương cốt của cự phách thiên đẩy xuống thung lũng ngay cả chiến thuyền vỡ nát cũng chôn cất theo cùng đương nhiên cùng hai vỏ rượu ngon nhất của trọng vô danh mặc dù không biết vị cự phách thiên thích uống rượu không nhưng đây là một phần tâm ý của hắn lạc nam vận dụng linh thổ đỉnh đến mức cực hạn nhất vô số đất cắt cấp tốc tiến về dưới đáy biển sâu nhanh chóng lắp đầy miệng thung lũng lăng mộ cát vũ ký địa cấp được sử dụng nhanh chóng hình thành một tòa lăng mộ cự đại dưới đáy biển trở thành nơi an nghỉ của vị cường giả khủng bố này chưa dừng lại ở đó Lạc Nam lấy ra bia đá ghi chép lịch sử huy hoàng của cự nhân tộc cắm xuống, ở phía sau mặt bia ghi chép dòng chữ. Phó tộc trưởng cự nhân tộc cự phách thiên tri mộ. Làm xong tất cả, hai người hướng về bia mộ cung kính túi đầu. Một ngày sau. Vận khí lần này làm sao vậy? Trương Ngư trốn đâu mất dạng rồi? Lạc Nam phàn nàn hỏi. Chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ hội đổi vật của Đa Bảo Các, hắn nhất quyết phải tham dự. Từ khi rời khỏi chiến thuyền của cự nhân tộc, chưa một con Trương Ngư nào xuất hiện trong tầm mắt động tĩnh xây mộ của chúng ta quá lớn sinh vật ngàn dặm xung quanh trốn mất dạng hết rồi tiêu thanh tuyền bất đắc dĩ lắc đầu nói tên này vừa đi vừa nắm tay nàng một bộ nhàn nhã dạo chơi dưới đáy biển hoàn toàn không có chút dáng vẻ làm nhiệm vụ bởi vì tâm tình của hắn đang rất tốt khi đạt được bắt môn độn giáp đấy lạc nam nghe lời của của tiêu thanh tuyền đồng ý với nàng lập tức thi triển bị ảnh tiêu giao bộ gia tăng tốc độ vô số sinh vật trợn mắt nhìn hai người đi trong biển thậm chí có ra hỏa bạo dạn còn lọt vào trong bong bóng của tị thủy châu trở thành cá mắc cạn giữa lòng biển khiến lạc nam và tiêu thanh tuyền buồn cười tị thủy châu chỉ ngăn cách nước biển không hề ngăn cách thứ gì khác bất chợt một cái đuôi nhỏ xuyên qua màn chắn đâm phập vào cơ thể lạc nam chất động cực mạnh màu lục cấp tốc truyền qua muốn đem hắn độc chết bỏ ra bạn ơi ta chỉ thích chơi với tố mai nhà ta đối với rắn biển không có hứng thú đâu lạc nam lắc đầu nói một tiếng di hỏa nhẹ nhàng bùng phát con rắn độc biển vừa tập kích hắn đã hóa thành hư vô Dị hỏa chính là vật khắc chế hầu hết độc tính trong thiên hạ, huống hồ hắn có tận ba loại. Lạc Nam không sợ nhất chính là độc đấy. Khúc khích, ngươi cũng thật là như vậy cũng đùa được. Tiêu Thanh Tuyền bị lời nói của Lạc Nam chọc cười, lườm hắn một cái. Còn không phải để ngắm nàng cười sao, ta đã nói khi nàng cười rất đẹp á Lạc Nam ra vẻ mê đắm. Hừ, hiện tại không phải lúc nói lời đừng mật. Tiêu Thanh Tuyền quay đầu sang nơi khác, tên này làm sao vậy? Giữa đáy biển sâu không sợ thủy quái khủng bố tập kích sao? như chứng minh cho suy nghĩ của nàng là đúng bên dưới chân hai người mười cái xúc tua đột ngột tua tủa mà lên phá tan lớp đất bùn hướng thân thể cả hai cuốn tới đánh lén ta là hành vi ngu xuẩn nhất của ngươi a lạc nam thong thả nắm lấy vòng eo tiêu thanh tuyển tốc biến né tránh con trương ngư vừa đánh lén thấy không hiệu quả lập tức rút trở về lớp bùn như chưa có gì xảy ra đánh lén xong trốn lạc nam cười lạnh xuyên tinh chỉnh ngưng tụ trên đầu ngón tay xuyên phá mạ qua xoẹt nước biển như bị xe đôi lực lượng khủng bố của thiên cấp vũ kỹ dễ dàng xuyên thủng đầu trương ngư thi thể nó trồi lên khỏi mặt bùn từng cái xúc tua vẫn ngạo ngoẹ trong ghê tởm vô cùng đáng thương cho trương ngư gặp phải con mồi đáng sợ nhất trong đời nó đôi khi có bánh tự rơi trên trời xuống lạc nam nhẹ giọng cảm khái một tiếng thu lấy yêu đan tương 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 hết sức đột ngột giữa đại dương minh ông âm thanh tiếng đàn nơi xa xăm truyền vào thai cái quỷ gì lạc nam giật nảy cả mình giữa biển khơi có tiếng đàn nhất mà sao tiêu thanh tuyền cũng ngơ ngác nhìn quanh hiển nhiên nàng cũng nghe được tương tương biển đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng tương 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 một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi tương 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 khi lý tưởng của biển rực sáng trong tim chúng ta tương tương âm thanh từ nơi xa xôi vẫn liên tục truyền đến không rõ phương hướng cụ thể là ai đàn hát thật êm thai nha tiêu thanh tuyền hai mắt mê ly cảm thấy linh hồn được thanh lọc linh khí tiến về cơ thể gia tăng đến cực điểm nàng cảm thấy thất thần đôi môi đỏ mọng lầm bẩm lạc nam cũng vô thức thả mình theo giọng hát và tiếng đàn cảm giác tốc độ thu nạp linh lực của mình vậy mà tăng lên kịch liệt trong đan điền bốn tôn cự đỉnh nhẹ nhàng chuyển động thích thú khả năng phụ trợ tu luyện này thật khủng bố kim nhi cũng hiếm thấy ca ngợi một tiếng lạc nam như nghĩ đến điều gì sắc mặt đột nhiên mừng rỡ như điên quay sang tiêu thanh tuyền hét lớn tuyền nhi nhất định là mỹ nhân ngư chỉ có mỹ nhân ngư mới hát hay như vậy lại ở giữa biển khơi tiêu thanh tuyền giật mình nhớ lại lời miêu tả mấy ngày trước của hắn biết mỹ nhân ngư trong miệng lạc nam chính là nhân ngư tộc không thể nào nhân ngư tộc đã tuyệt chủng từ lâu từng có độ kiếp kỳ cường giả muốn săn bắt đem về phụ trợ tu luyện nhưng không được sư phụ nữ nhân thốt lên đầy vẻ bất ngờ Tuy nhi chúng ta đẩy nhanh tốc độ ta muốn tận mắt thấy mỹ nhân ngư trong truyền thuyết lạc nam hương phân nói chúng ta đi nhanh theo tiếng hát tiêu thanh tuyển gật mạnh đầu lạc nam không trần chờ nữa ôm lấy eo thon của nàng mỹ ảnh tiêu giao bộ triển khai đến cực hạn trong lòng biển vô số khung cảnh xẹt qua với tốc độ chóng mặt tiếng ca hát ngày một xa xăm khốn kiếp làm sao càng chạy càng xa lạc nam cắn răng thầm mắng một tiếng thấu thị vạn lý mở rộng đến cực điểm dù là một hạt đùi cũng không thoát khỏi mắt hắn keng phát động chi nhánh nhiệm vụ nhân ngư phụ trợ thành công nhận được một công pháp tương ứng và một pháp bảo tương ứng vô thời hạn nên không có thất bại âm thanh của hệ thống khiến lạc nam giật mình nhiệm vụ chú thích tìm kiếm nhân ngư thuyết phục đối phương gia nhập hậu cung để phụ trợ các thành viên tu luyện Lạc Nam vừa nghe con mắt tỏa sáng, lầm bầm nói, quả nhiên ta đoán không sai, mỹ nhân ngư thật sự tồn tại nhất định phải tìm được nàng. Thật sự là nhân ngư sao? Tiêu Thanh Tuyển và nữ nhân sư phụ nghe hắn nói vậy, trong đầu cùng lóe lên suy nghĩ. Lạc Nam mặc kệ tất cả, di chuyển như điên, vô số sinh vật bị hắn xoay qua, vô số cảnh đẹp đáy biển hắn chẳng thèm ngắm. Ngay cả đám trương ngư cũng tiện tay nhất kích săn giết, hành động dứt khoát đến cực điểm. Một ngày sau, tiếng hát pha lẫn tiếng đàn hoàn toàn kết thúc, lạc nam sắc mặt khó coi đến cực hạn chẳng lẽ ta và mỹ nhân ngư vô duyên sao hắn cắn chặt răng tiếp tục lao nhanh vun vút tìm một kia hy vọng mỏng manh mỹ nhân ngư chính là truyền thuyết ở đời trước các nàng chỉ tồn tại trong phim ảnh trong cổ tích và tác phẩm nghệ thuật hư cấu thử hỏi ai không muốn gặp mỹ nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần như tinh linh của biển một lần trong đời dù không có khả năng phụ trợ tu luyện kia lạc nam cũng nhất quyết phải tìm được chỉ vì hoàn thành ước nguyện đời trước hai ngày sau lạc nam và tiêu thanh tuyền xuất hiện trên mặt biển gương mặt hắn buồn bã như mất hồn bởi vì sau những ngày cuối cùng đẩy nhanh tốc độ mỹ nhân ngư vẫn biệt vô âm tính duyên phận mà thôi nếu có duyên nhất định sẽ gặp được tiêu thanh tuyền nắm lấy tay lạc nam an ủi nàng ít khi gặp hắn chán trường như vậy biển cả bao la vô hạn lần này nghe tiếng hát còn không tìm được liệu bao giờ có duyên gặp được mỹ nhân ngư đây trách không được đây là nhiệm vụ không có thời hạn vèo 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 đông nhiên vô số thân ảnh mắt xanh tóc vàng lướt ngang đầu hai người, vội vàng đến cực điểm. Mục tiêu của toàn thể những tu sĩ này rõ ràng là quần đảo Nga Mỹ. Hay nói đúng hơn là lễ hội hoán vật được tổ chức tại Đa Bảo Cát. Lạc Nam hít sâu một hơi, gạt bỏ thất vọng sang một bên, kéo tay tiêu thành tuyển cười nói. Đi thôi, ta mang nàng đi săn đồ tốt. chương 240, Á Nhi tiểu nha đầu. Quần đảo Nga Mỹ diện tích bao la, gồm rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ tạo thành. Hòn đảo có diện tích to lớn nhất nằm ngay vị trí trung tâm, là nơi phồn hoa và thực lực tu sĩ tổng thể mạnh nhất. Chi nhánh lớn của đa bảo các cung chú ẩn tại đó. Hôm nay, chỉ mới lờ mờ sáng, vô số tu sĩ đã từ bốn phương tám hướng ngự không mà về, đương nhiên vẫn có không ít cường giả sẽ rách hư không, thậm chí một số bất chợt xuất hiện. Hiển nhiên lần lễ hội này, thu hút không ít luyện hư kỳ, thậm chí hợp thể kỳ cường giả. Trước vô số kiến trúc lộng lẫy xa hoa, cảnh tượng tại quần đảo đẹp như tranh vẽ, nhất nam tam nữ kéo tay mà đi, trông có vẻ nhàn nhã. Chính là lạc nam cùng tam nữ tiêu thanh tuyển, cơ nhã và thủy nương khanh. Thương thế của hai nữ mặc dù chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng đã khôi phục 7-8 phần, có thể thấy đan dược của tiêu thanh tuyển luyện chế không phải dạng soàn, tốc độ điều trị chỉ, chỉ kém long tiên thánh điển một chút mà thôi lễ hội lần này náo nhiệt lớn như vậy, lạc nam đương nhiên muốn các nàng cùng tham dự mở mang kiến thức. Nếu không phải chúng nữ khác vẫn còn bế quan không ra, chưa có một động tĩnh, hắn đã mang theo toàn thể hậu cùng đang có tham dự lễ hội rồi bất quá mặc dù không có đầy đủ chúng nữ nhưng dáng người tuyệt mỹ của ba nữ tại đây đã thu hút vô số ánh nhìn nhất là tại một nơi đa phần là người tây phương như thế này thì việc nhất nam tam nữ người phương đông xuất hiện dễ dàng gây chú ý đặc điểm nhận diện người phương đông của các nàng không phải diện mạo mà là y phục và dáng người thanh thoát tuyển chuyển tam nữ từ lâu đã mang lên vô lệ mặt nạ mặc dù không thể che giấu trước mắt tu sĩ luyện hư kỳ nhưng cũng giảm bớt không ít ánh nhìn soi mói bản thân của lạc nam cũng đeo vô lệ mặt nạ thân phận văn lang tạm thời chưa cần thiết sử dụng riêng cơ nhã ngoài vô lệ mặt nạ bên trong còn có vô diện da mặt hóa thành hình dạng giống hệ tỷ muội sinh đôi của thủy nương khanh tránh thiên cơ điện phát giác còn một đối tượng gây chú ý của đám đông chính là tiểu sư nằm trên bả vai lạc nam nàng trong bộ dạng thú nhỏ quá mức khả ái không ít nữ nhân phương tây lắc lư thân hình nóng bỏng lại làm quen đều bị tiểu sư kiêu ngạo ngó lơ chẳng thèm để ý Cơ nhã và Thủy Nương Khanh là người Hải Châu, đối với quần đảo Nga Mỹ cũng không xa lạ gì, trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp cho Lạc Nam và Tiêu Thanh Tuyển. Nữ nhân phương Tây có phong tình quyến rũ đặc trưng riêng, nhìn thích mắt thật Lạc Nam âm thầm nghĩ, đảo quanh liên tục giữa các dánh ngực đổ sộ và từng đôi chân săn chắc mê người. Hắn vẫn còn tiếc nuối về tung tích Mỹ nhân ngư đấy. Tây ra, các nàng làm mèo sao? Bị véo mạnh vùng hông khiến Lạc Nam giật nảy mình. Thích nữ nhân ăn mặc lộ liếu như vậy sao? Cơ nhã hử một tiếng đương nhiên thích, bất quá là thích nữ nhân của người khác lộ liêu các nàng dám lộ liêu cẩn thận ta thi hành gia pháp. lạc nam ra vẻ hung dữ nói, nữ nhân của hắn chỉ được quyến rũ trước mặt hắn, đối với người ngoài các nàng phải là tiên nữ cao cao tại thượng. xì si. ba nữ âm thầm nhíu môi, ầm 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 đám người vừa đi vừa cười, trận bầu trời trở nên âm u dữ tợn, mây đen che phủ, âm thanh sấm chót vang rội. lạc nam nhíu mày, vừa nãy không phải trời còn đẹp sao? rất nhanh đáp án cho thắc mắc của hắn đã có trong vô tận mây đen vài thân ảnh quỷ dị hiện ra bọn hắn một thân áo choàng đen tung bay phấp phới diện mục được bao phủ trong mặt nạ có hình quỷ đỏ khí tức u ám bao trùm một vùng không trung tổng cộng chỉ có ba người hai cao một thấp lại liên tục đảo quanh lượn lờ như bóng ma hoàn toàn không xem ai ra gì khắc 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 thật nồng đậm khí tức của sinh mệnh nếu có thể đem toàn bộ giết sạch chật chật âm thanh rợn người từ tên lùn trong ba tên phát ra tiếng rít qua kẻ răng khiến người khác rợn tóc gáy hắc 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 nghề mặt đa bảo cát thu liễm một chút đi một tên cao cười hắc hắc bất quá khí thế luyện hư trùng kỳ phát ra mãnh liệt hoàn toàn trái ngược với lời nói của hắn im mồm lần này nhất định có nhiều vật hay ho so với sinh mạng càng ngon lành hơn tên thân cao còn lại khàn khàn quát mắng dường như tất cả mọi vật đều rơi vào tay bọn hắn theo sau đó mây đen đỡ lấy thân ảnh của từng tên cấp tốc bay đi mục tiêu chính là đa bảo cát phù đám quỷ ma này lại xuất hiện một đại hán da trắng mở miệng thở phào một hơi bại phân nào không có dấu răng của bọn chúng chứ bất quá muốn đến nga mỹ chúng ta dương ai còn non lắm một lao giả luyện hư kỳ cường giả bẩm trận nói đúng vậy chỉ giỏi cái mồm mà thôi dám động vào một mạng nào trong ngày lễ này xem đa bảo các nổ răng chúng nó một thanh niên thân cao tràn đầy nhiệt huyết nói ba người đen thui vừa nãy là ai mặc dù phách lối một chút nhưng cũng không đến mức bị căm ghét như vậy nha tiêu thanh tuyền nhẹ giọng hỏi là người của đảo bóng đêm một thế lực chuyên tu hắc ám thuộc tính cũng là nơi tập trung nhiều sát thủ khét tiếng, có lợi là sẵn sàng liều mạng, vì thế gây thủ chuốc oán không ít cơ nhã cười nhạt nói, đối với đảo bóng đêm nàng không xa lạ gì, trước đây từng vài lần va và chạm. Thực lực cường đại bằng thất sát giáo không? Lạc Nam hứng thú hỏi. Khá nổi bậc trong bát cấp thế lực. Ba người vừa nay có thân phận trưởng lão bất quá muốn cùng thất sát giáo so sánh, cần tu thêm vạn năm nữa Thủy Nương Khanh cũng khá hiểu rõ về thế lực này, mở miệng cười nói. Tiêu Thanh Tuyền gật đầu, cảm thấy thú vị riêng lạc nam lại âm thầm cười khổ hắn bị hát sát giáo để mắt đấy hí 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 lại có âm thanh chiến mã gầm vang trên không truyền đến vội ngẩng đầu lên quan sát một con hắc mã thần tuấn ngự không mà đến đôi cánh trên lưng như đại bàng bay lượn trong gió là hắc thiên mã lam cực công tử đến rồi một thiếu nữ tóc vàng hét trói thai lập tức vô số nữ nhân phương tây hai mắt tỏa sáng lạc nam quả nhiên nhìn thấy trên lưng hắc thiên mã một thanh niên anh tuấn tóc vàng tầm ba mươi tuổi mũi cao răng trắng toàn thân chiến đến giáp thản nhiên mà đến. Lam Cực, thiếu chủ của bát cấp thế lực Lam gia, xếp hạng 11 trên Bách Linh bảng thủy nương khanh nhàn nhạt nói, nhìn thành viên trên Bách Linh bảng khiến nàng nhớ lại tên đệ đệ không nên thân của mình. Hóa thần trung kỳ, quả nhiên thực lực của Hải Châu mạnh hơn Băng Thiên không ít. Lạc Nam âm thầm cảm thán. Hóa thần trung kỳ tại Thánh Linh học phủ có thể lọt vào top cao của Thánh Linh bảng tại Bách Linh học phủ chỉ có thể nằm ngoài top 10, trên lệch có thể thấy được lòng đóm. Tên thanh niên gọi là Lam Cực này rất được lòng nữ nhân, không ít thiếu nữ chạy theo hát thiên mã của hắn lạc nam nhìn hát thiên mã lại nhìn tiểu sư trên vai mà âm thầm so sánh cảm thấy tiểu sư của mình có thể dễ dàng xé nát con ngựa đen đó đương nhiên một cái tạp mao mà thôi làm sao bằng tiểu sư tiểu sư ngẩng cái đầu nhỏ hết sức ngạo kiểu lạc nam cười cười nhét một viên dưỡng thú đan cho nàng ăn lần trước tiểu sư hấp thu yêu đan của yêu thú lục giai viên mãn vẫn chưa tiêu hóa hết thực lực đang chậm rãi tăng lên từng chút một mà lúc này bên trên bầu trời một khe nước hư không xuất hiện. Bước ra là hai thân ảnh nữ tử một già một trẻ, khí độ bất phàm. Bà Lao có mái tóc trắng, mặc trang phụ quý tộc, đeo trang sức lấp lánh nhẹ nhàng quét mắt nhìn quanh, lắc đầu lầm bẩm. Xem ra mấy Lao ra hỏa kia vẫn chưa đến. Mà nữ tử trẻ tuổi bên cạnh càng thêm tươi thắm, như đóa hướng dương tiêu ngạo giữa trời, mái tóc ngắn màu vàng chiếu rọi lấp lánh, đôi mắt to tròn như sao trên trời, trong mắt lại xanh thẳm như đại dương mênh ngông, mũi cao một thân váy công chúa cao quý đến cực điểm là một cực phẩm thiếu nữ phương tây lúc này đây ánh mắt thiếu nữ đang dán chặt vào y phục trên người chúng nữ vây quanh lạc nam trong mắt lấp lánh ánh sao nàng chưa từng nhìn thấy y phục đẹp mắt như vậy bọn họ là người phương đông sao thiểu thư thích sao có cần lao thân hỏi mua cho ngươi lão bà bên cạnh cười hỏi thiếu nữ lắc đầu âm thanh như trung ngân từ đôi môi đỏ phát ra y phục đó như được dành riêng cho các nàng ta dù có khoác vào cũng như vật vô hồn mà thôi lạc nam nếu nghe được nhất định sẽ nâng lên ngón tay cái hắn quả thật chọn riêng y phục cho chúng nữ người khác mặc làm sao hợp chúng nữ tuy che mặt nhưng khí chất toàn thân như hòa quyện cùng y phục người có nghề nhìn qua là biết bà lao nghe tiểu thư nói thế gật đầu nàng cũng không bất lịch sự dò xét dung mạo của chúng nữ qua lớp mặt nạ làm gì à à à đó không phải là ái tâm tiểu thư sao nàng xuất hiện từ bao giờ một thanh niên nhảy dựng lên hai mắt lấp lánh hình trái tim nhìn thiếu nữ bên cạnh bà lão lập tức có vô số nam tử quý tộc nghe vậy ném đến ánh mắt ngưỡng mộ hiển nhiên nữ nhân tên ái tâm này danh tiếng không nhỏ lạc nam và chúng nữ một lần nửa bị thu hút ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp nữ nhân tóc vàng tên ái tâm kia đang nhìn xuống đám người mình hắn gật đầu lịch sự xem như chào hỏi âm thầm cảm thán diện mạo xinh đẹp của nàng điển hình của nét đẹp quý tộc phương tây ái tâm tiểu thư của ái gia xếp hạng thứ năm trên bách linh bảng Thực lực hóa thần hậu kỳ thủy nương khanh rất dành về bách linh bảng ở thế hệ này, mở miệng cười nói. Lạc Nam gật đầu, cũng không tiếp tục bất ngờ nữa. Đừng tưởng những người trẻ tuổi này đã là hóa thần hậu kỳ hay hóa thần viên mãn mà kinh ngạc cho rằng ngày đột phá luyện hư của họ không xa. Sự thật hoàn toàn trái ngược đấy, từ hóa thần đến luyện hư là một đạo khảm lớn như trời và đất, yêu cầu tu sĩ phải có đầy đủ cơ duyên, tài nguyên và khả năng lĩnh hội đối với không gian. Có những tuyệt thế thiên tài chưa đến trăm tuổi đột phá hóa thần viên mãn nhưng vạn năm dài của cả đời còn lại dù cố gắng đến mức nào vẫn không thể đặt chân vào luyện hư cuối cùng ở mức mà chết. Bất kể là thánh linh bảng, bách linh bảng hay thiên yêu bảng cũng chỉ là khởi đầu trên con đường cường giả mà thôi khi nào chính thức đặt chân vào hoàng kim bảng mới miễn cưỡng được xưng hai chữ cường giả. Câu nói dưới luyện hư tất cả chỉ là con kiến hôi không phải tự nhiên mà có. Nó là ám chỉ sự khắc nghiệt và những gì mà luyện hư tu sĩ xứng đáng nhận được. Tỷ lệ hóa thần tu sĩ thành công đột phá luyện hư, có thể xem là một trên nghìn vì thế khi nhìn thấy những thiên tài của bách linh bảng có tu vi cao lạc nam cũng chẳng thấy bị đả kích chút nào bởi vì hắn tự tin chính mình vô địch dưới luyện hư đơn giản thế thôi chỉ nhân vật trên hoàng kim bảng mới khiến lạc nam hứng thú về phần những vị công tử hay tiểu thư này chỉ mới hóa thần mà được luyện hư cung kính hộ tống chỉ vì lao cha hay lão mẫu bọn hắn là tồn tại càng mạnh hơn các luyện hư này mà thôi giống như tên mập bảo lập Phụ thân hắn cũng là luyện hư hậu kỳ đấy tỉ tỉ lại là thị nữ bên cạnh thánh nữ hợp thể kỳ không có quyền thế mới là chuyện lạ thu hồi ánh mắt lạc nam cùng chúng nữ tiếp tục di chuyển đến đa bảo các vô số tu sĩ vẫn hấp tấp mà đến không khí ngày càng trở nên nhiệt liệt ê nha âm thanh té ngã vang lên lạc nam và chúng nữ vừa vặn bắt gặp xú nha đầu ngươi định nhan trộm một trung niên dâu quay nón chủ quậy linh quả trương mắt nhìn trước mặt hắn là một tiểu nữ hài mặt mũi lấm lem bùn đất thân choàng áo vải phủ đầu ngã trên mặt đất. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, vội vàng tiến tới nâng đỡ tiểu nữ hài nhìn qua chỉ mới tháng 10 năm một một tuổi này không quên lột xuống mặt nạ có phần giữ tợn trên mặt mình tránh dọa sợ nàng. Nha đầu, muội đói lắm sao, muốn ăn trái cây không? Hắn phủi bỏ bùn đất lấm lem trên y phục của tiểu nha đầu, ân cần mở miệng hỏi. Á nhi không ăn cắp, ta muốn mua trái cây ta có linh thạch tiểu nha đầu xoay xoay nhìn xuống thân thể, bất chợt gương mặt nhỏ trắng nhợt, nếu máu nói. Á Nhi làm lạc mất túi linh thạch rồi. Hừ, Sú Nha Đầu muốn ăn trộm còn ngụy biện. Đại Hán bán linh quả hừ lạnh. Được rồi vị lão bản này, nàng cũng chưa lấy thứ gì của ngươi. Bán ta hai cân linh quả lạc nam cao mày, lấy ra một lượng linh thạch. Có ngay thưa khách quý. Đại Hán đổi sắc mặt, lập tức cười hề hề giao hàng. Linh quả này chỉ có tác dụng ăn vặt cho ngon miệng, khả năng phụ trợ tu luyện còn kém hơn linh thạch nên giá không cao. Tiểu Nha Đầu, tặng cho muội cầm lấy ăn đi. Lạc Nam đưa túi linh quả cho Á Nhi cười nói. Tạ ơn ca ca, mẫu thân Á Nhi nói không thể tùy tiện nhận đồ của người lạ. Thiểu cô nương phòng mà nói, có phần đáng yêu dù lấm lem mặt mũi. Tam nữ mỉm cười nhìn một màn này, xem Lạc Nam giải quyết thế nào. Ai nói ca ca là người lạ, muội không phải gọi ta một tiếng ca ca rồi đó sao, ca ca tên là Nam, muội gọi là Á Nhi, chúng ta không phải nhận biết nhau rồi sao. Lạc Nam mỉm cười hỏi ngược lại. Cái này đúng nha ca ca là Lạc Nam, Bất quá Á Nhi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Tiểu Nha đầu lắc đầu như chống bỏi. Không đúng ở chỗ là chúng ta vừa biết nhau, nếu chúng ta gặp nhau lâu rồi sẽ không còn là người lạ đấy. Lạc Nam Ôn Nhu xoa lấy nón vải trên đầu nàng. Tiểu Nha đầu nghe hắn nói vậy, trong mắt to tròn lúng liếng đảo quanh liên tục, cuối cùng mãi thanh mại khi nói. Chúng ta không phải người lạ, vậy ca ca có thể mang muội tham gia lễ hội tại Đa Bảo các được không? Đương nhiên, ca ca và các tỷ tỷ sẵn sàng thôi. Lạc Nam chỉ vào tam nữ, không biết vì sao hắn cảm thấy mình mới là người bị gạt. Ê nha, các vị tỷ tỷ thật thơm ái nhi hân hạnh làm quen. Tiểu nha đầu hai mắt sáng lên, nhảy trầm vào người thủy nương khanh rủi rủi. So với mẫu thân chỉ kém một chút mà thôi Á nhi cảm nhận quy mô của vòng ngực to tròn, hơi mở miệng nhỏ say mê nói. Thủy nương khanh sắc mặt đỏ bừng, vội vàng bế nàng trên tay, Lạc Nam mỉm cười nhìn tình cảnh này. Nhóm người có thêm sự gia nhập của tiểu cô nương, chính thức tiến về đa bảo các dưới lớp áo choàng á nhi rảo hoạt mỉm cười miệng nhỏ lẩm bẩm lần này trốn nhà đi chơi mẫu thân đừng đánh mông á nhi có đánh thì đánh lạc nam ca ca mới tốt chương hai trăm bốn mươi lễ hội bắt đầu trước đại môn đa bảo cát dù đã từng đến chi nhánh ở linh vũ thành và bình an thành nhưng lạc nam mỗi lần đến đều không nhịn được phải cảm thán độ xa hoa của nó ngoài những ưu điểm như an ninh tốt kiến trúc rộng lớn khủng bố cao chót vót đỉnh các trạm đến các đám mây được xây dựng toàn bộ từ ngọc thạch quý hiếm thì thứ khiến lạc nam tỏa sáng con mắt chính là vô số nữ nhân viên xinh đẹp mê người thân thể huyền chuyển ngực nở mông cong tươi cười niềm nở thái độ phục vụ vô cùng tốt hai hàng nữ nhân viên xinh đẹp có đến vài trăm người đứng ngay lối vào hai bên trái phải đại môn điều đáng nói là các nàng gồm nữ nhân tây và đồng phương xen kẻ thay nhau khoe sắc thích mắt vô cùng liên tục cung kinh túi đầu khi quan khách bước vào tần suất túi đầu hầu như không hề dừng lại bởi lượng quan khách thật sự là quá nhiều bất quá vẫn luôn giữ được nụ cười niềm nở trên từng đôi môi đỏ mọng ở giữa đại môn tên mập bảo lập toàn thân kim sắt trường bảo cao quý tay bắt mặt mừng các nhân vật có thân phận phía trên đại môn một bảng quy tắc được thiết lập từng chữ như dòng bay phượng múa khí thất bất phàm uy thế tận sâu linh hồn người khác lạc nam và tứ nữ chậm rãi đến xem quy tắc của đại hội dù sao nhập ra tùy tục để tránh bị đuổi ra ngoài thì nhục mặt càng đến gần uy áp do các hàng chữ kia càng thêm rõ ràng Khó có thể tin bút pháp của tu sĩ đạt đến cảnh giới cao thâm như vậy. Bảng quy tắc này nhất định do Hợp Thể kỳ viết ra, cơ nhã cảm nhận được một tia uy áp, ngưng trọng mở miệng. Thùy Nương Khanh và Tiêu Thanh Tuyền ngưng trọng gật đầu, khó có thể tin. Chính xác là Hợp Thể trung kỳ tinh thông thư pháp." Kim Nhi nhàn nhạt nói. Lạc Nam gật đầu, quả không hổ danh là đa bảo cát, thủ bút thật lớn a. Lúc này mới bắt đầu xem nội quy trên bảng. Quy tắc 1: Người tiến vào dự lễ hội phải che giấu diện mạo và thân phận lạc nam và tam nữ nhìn nhau cười quả nhiên đa bảo các đã suy tính rõ ràng quy tắc này xem như một hình thức bảo vệ quyền lợi cá nhân của mỗi người nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực ví dụ như ngươi là một chủ nhân của thất cấp thế lực trong lễ hội tình cờ đổi được một thứ tốt nào đó khiến người khác ngấp nghé chẳng phải thế lực của ngươi sẽ trở thành mục tiêu của vô số người sao che giấu thân phận là cách tốt nhất để ngăn chặn hành vi giết người đoạt bảo sau khi có người động tham nghiệm bất quá che giấu thân phận không chưa đủ bởi lẽ người khác có thể dùng thần thức hoặc thủ đoạn nào đó để thăm dò diện mạo, vì thế mới có quy tắc tiếp theo. Quy tắc 2, trước sự giám sát của Cường Giả Đa Bảo Các và cấm thức pháp trận được bố trí trong quảng trường, bất kỳ ai cũng không được phép thăm dò người khác khi tham gia lễ hội không được động thủ trong phạm vi ngàn dặm bên ngoài Đa Bảo Các. Đa Bảo Các này quả thật thay khách hàng cân nhắc rất kỹ, trách không được có uy tín cao như vậy, Tiêu Thanh Tuyền nhẹ giọng cảm thán nói. Lạc Nam và Tam nữ còn lại gật đầu. Quy tắc thứ nhì của đa bảo các đặt ra chính là nhằm để hoàn chỉnh quy tắc thứ nhất, ngoài ra còn bảo vệ an toàn của người tham dự trong ngàn dặm, tránh bị cường giả mạnh hơn ra tay cướp đoạt. Trong ngàn dặm này, nếu ngươi đạt được đồ tốt thì nên tranh thủ trốn đi, sẽ chẳng có ai dám thăm dò ngươi từ đó rất khó tìm ra tung tích để giết người đoạt bảo. Quy tắc cuối cùng, mọi vật phẩm xuất ra trao đổi phải là hàng thật, cấm sử dụng hàng giả gian lận, qua mặt người tham dự. Kèm theo một hàng chữ, kẻ làm trái quy tắc đặt ra, trở thành kẻ thù sống còn của đa bảo cát lạc nam và tứ nữ hít sâu một hơi trở thành kẻ thù của thế lực khủng bố này không khác gì ác ngộng lạc nam ca ca chúng ta mau vào thôi lễ hội sắp bắt đầu rồi tiểu nha đầu á nhi cắn một ngụm lính quả để lại dấu răng khả ái như chuột gặm bên trên đôi môi mọng nước nói không thành vấn đề muội cũng nên che mặt lại lạc nam cười lấy ra một vô lệ mặt nạ đeo cho nàng làm theo quy tắc của đa bảo cát đúng là chỉ có cường giả mới được quyền đặt ra quy tắc thủy nương khanh cảm thán một tiếng đổi lại là thế lực vô danh nào khác ai sẽ thèm đến xem quy tắc của người đặt ra chứ đa bảo các giám đặt ra quy tắc và dám trừng trị người vi phạm bởi vì bọn họ có thực lực áp đảo phần đông người ở đây chỉ đơn giản vậy thôi tiểu nam lần này có không ít luyện hư và hợp thể tham dự quy mô vô cùng lớn tranh đoạt cũng sẽ kịch liệt chẳng có chuẩn bị ổn thỏa chứ cơ nhã truyền âm cho hắn yên tâm các nàng thích thứ gì ta toàn bộ mang về lạc nam mỉm cười tự tin nói hắn đã bỏ ra một lượng không nhỏ điểm danh vọng mua hàng tá vật phẩm trên hệ thống, mục đích để tham dự lễ hội hôm nay. Đương nhiên những vật phẩm hắn mua đều không có công dụng quá lớn với sự phát triển của hậu cung, vì thế sẵn sàng mang ra trao đổi nếu gặp được đồ tốt. Trong quá trình làm mới cửa hàng, Lạc Nam cũng mua được một thứ khá thú vị đấy. Xin chào chư vị khách quý, vui lòng cho thiếp thân thu hồi thiếp mời một nữ quản sự có nhiệm vụ kiểm tra quan khách cung kính cười nói. Nhân vật được đa bảo các phát thiệp đều là người có danh tiếng nhất định, mỗi thiệp mời có thể mang theo năm người thân thủy nương khanh gật đầu lấy ra thiệp mời lần trước bảo lập đưa tạo nữ quản sự cung kính nhận bằng hai tay bắt gặp bên trên thiệp mời có ghi bốn chữ thủy linh tiên tử thái độ của nữ quản sự vẫn ung dung như cũ trong lần này đa bảo các thậm chí có mời hợp thể kỳ tham dự một luyện hư như thủy linh tiên tử không làm nàng quá kinh ngạc mời chư vị nữ quản sự thu hồi thiếp hạ lệnh cho một nữ nhân viên mang theo đám người đến dây ghế lạc nam đánh ra không gian bên trong đây là một quảng trường rộng lớn đến cực điểm kích cỡ thậm chí vượt qua sân vận động đời trước các dãy ghế như long ngai được sắp xếp theo hình xoán úc từ thấp đến cao khoảng cách giữa hai ghế vừa phải trung tâm quảng trường là một sân khấu lớn hiển nhiên chính là nơi diễn ra các quá trình giao dịch không có các phòng khách quý như lần đấu giá hội tại linh vũ thành bởi vì lần này tất cả khách nhân đều ẩn giấu diện mạo dù là những nhân vật ban đầu có vẻ kiêu ngạo như người của đảo bóng đêm lam cực hay Hái tâm đều ẩn giấu diện mạo khi tiến vào quảng trường không ai biết bọn hắn ở đâu chẳng có ai dám không tuân thủ quy tắc của đa bảo các tiểu sư núp sau nhật nguyệt trường bảo của lạc nam lần trước mua được từ cửa hàng khí tức thu liễm từ lần mua y phục này tới giờ đây là lần thứ hai hắn sử dụng lần đầu chính là văn lang mặc lấy người đến ngày một đông nhưng bầu không khí lại yên tĩnh đến cực điểm ngay cả tiểu nha đầu á nhi đều bị bầu không khí nơi này lây nhiễm ngoan ngoãn ngồi một chỗ đôi mắt to tròn tình quái giáo rắt nhìn quanh lần này khác với đấu giá hội linh thạch có khi lại trở nên vô dụng tiêu thanh tuyển truyền âm nói lạc nam gật đầu hoán vật lễ hội là hình thức dùng vật đổi vật theo ý muốn của hai bên linh thạch rất khó có đất dụng võ trong môi trường như vậy tạm thời vẫn chưa biết chắc được không chừng có tên nào yêu thích lượng lớn linh thạch đấy cơ nhã thản nhiên cảm thán nói nàng tiếp xúc với đủ loại người rồi rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường để hình dung mắt thấy lễ hội tạm thời chưa bắt đầu lạc nam mở ra hệ thống hắn còn hai lần triệu hoán chưa sử dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đồ hắc cá mập tiến hành triệu hoán hồn kỹ đi keng bắt đầu triệu hoán hồn kỹ, đến ngược, 30 29 28 27 một Ken, chúc mừng ký chủ đạt được thiên cấp thượng phẩm hồn kỹ tạc hồn thuật. Lạc Nam gật đầu hài lòng, với tu vi hồn tu của hắn hiện tại thiên cấp đã đủ dùng, chưa kể bản thân vẫn còn một hồn kỹ khác là siếng xích linh hồn chưa có cơ hội mang ra sử dụng đấy. Thân phận hồn tu quá mẫn cảm, nói không chừng gây nên thiên cơ điện chú ý, không phải tình huống bắt buộc, tốt nhất không cần sử dụng. Tiếp tục triệu hoán huyết mạch đi một lần nữa hạ lệnh cho hệ thống. Keng bắt đầu triệu hoán huyết mạch đến ngược 580-570. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, lần trước triệu hoán huyết mạch nghịch long cần đến tận 1.000 giây đến ngược, hiện tại chỉ cần 580 giây. Xem ra huyết mạch lần này không thể sánh ngang với nghịch long, tuy nhiên đã rất lợi hại rồi. Trong sự chờ đợi của hắn, hết sức đột ngột sân khấu giữa trung tâm quảng trường sáng rực lên. Theo sau đó, hư không nứt ra, bên trong đi ra hai thân ảnh nữ nhân diễm lệ đến cực hạn, một đông một tây hai loại vẻ đẹp kết hợp lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Mà vừa nhìn thấy một người trong số đó, ánh mắt lạc nam lập tức co rụt lại. Chỉ thấy thiếu phụ tầm tuổi 30, thân thể đầy đặn luyện chuyển quyến đến rũ, một thân sườn sám màu tím ôm sát lấy cơ thể, bộ ngực như muốn nổ tung khỏi lớp áo, như trái đào chín chờ nam nhân đến hái. Nàng chính là chấp sự của đa bảo các ở Linh Vũ Thành, Thành Bích. Điều khiến lạc nam kinh hãi không phải vì nàng có mặt ở đây, mà là tu vi của nàng. Hắn nhớ rất rõ, khi ở Linh Vũ Thành thành Bích chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Vậy mà hiện tại chỉ hơn 2 năm, nàng đã là Hóa Thần viên mãn. Chuyện này quá mức khủng bố đi chứ. Tốc độ đột phá nghịch thiên như vậy, làm sao có thể? Nhã Nhi, thành Bích này khi đó không phải chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ sao? Hiện tại là Hóa Thần viên mãn rồi. Lạc Nam hít sâu một hơi, quay sang hỏi Cơ Nhã. Bởi lần đầu hai người gặp nhau cũng chính ở đấu giá hội đó, Cơ Nhã dường như có quen thuộc với thành Bích. Nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt cơ nhã lâm vào mê ly vô thức nắm bàn tay hắn nhuận miệng cười nói thành bích tu vi vốn không hề yếu lần đó chẳng qua tu luyện xảy ra sự cố nên bị thương làm thụt lùi mà thôi hiện tại chắc đã hoàn toàn chữa khỏi lạc nam cười khổ thì ra mọi chuyện là như vậy vốn hắn còn thắc mắc vì sao thị nữ bên cạnh hợp thể kỳ lại chỉ có tu vi nguyên anh đấy bên cạnh thiên diệp giao có tứ đại thị nữ các nàng đều là nhân vật thiên tài thậm chí có hai người trong hoàng kim bảng cơ nhã nhìn về sân khấu mở miệng nói tiếp người đứng cạnh thanh bích chính là bảo kiều con gái gia chủ bảo gia xếp hạng sáu mươi trên hoàng kim bảng đồng thời cũng là thị nữ bên cạnh thiên diệp giao lễ hội lần này khá lớn cần hai vị thị nữ chủ trì lạc nam nghe nàng nói lúc này mới chú ý đến nữ nhân tên bảo kiều xuất hiện cùng thanh bích một mái tóc màu lục nhạt xoa ngang vai làn da trắng như tuyết đông mũi cao môi đỏ đôi mắt to tròn đen lấy có hồn là một mỹ nhân có vẻ đẹp phương tây đan xen một chút á đông thân mặc lam sắc vái dài ôm sát cơ thể xương quai xanh tinh xảo lộ ra bộ ngực căng đầy hùng vi eo chặt tạo thành khe danh sâu hút quyến rũ đến cực hạn lạc nam thích thú đánh giá tu vi của nàng đạt đến luyện hư sơ kỳ là nhân vật trên hoàng kim bảng có thể thấy thực lực của các thị nữ bên cạnh thiên diệp giao cũng có sự tranh lệch để nhân vật hoàng kim bảng làm thị nữ thủ đoạn của thiên diệp giao này thật khủng bố thủy nương khanh khâm phục nói một tiếng mặc dù cùng nằm trên hoàng kim bảng nhưng năm người tốt đầu thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác chúng ta rất khó so sánh cơ nhã cũng không chán nản bởi vì tuổi tác của những người kia cao hơn các nàng. Hai tỷ tỷ thật xinh đẹp nha, bất quá còn kém Mâu Thân Á Nhi không ít đâu, tiểu nha đầu đánh giá thành bích và Bảo Kiều, lại thanh mại khi nói. Hiển nhiên đối với nhan sắc của Mẫu Thân nàng rất tự tin đấy. Mẫu Thân muội đẹp làm sao? Tiêu Thanh Tuyền không nhịn được cười hỏi. Bản thân nữ nhân xinh đẹp luôn tò mò về nữ nhân xinh đẹp khác, Cơ Nhã và Thủy Nương Khanh cũng vệnh thai nhỏ. Đương nhiên có người còn nói nàng là đệ nhất mỹ nhân Hải Châu đấy, Á Nhi ngạo kiểu nói tam nữ liếc mắt nhìn nhau chỉ cảm thấy nha đầu này quá tự tin rồi mắt thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác vì thế chẳng ai dám tự xưng là đệ nhất mỹ nhân của một đại lục cả ngay cả tiên tử như tô nhàn cũng chưa dám xưng đệ nhất mỹ nhân băng thiên đại lục đấy thấy đám người tỏ vẻ không tin á nhi hừ một tiếng không phục nhất định á nhi sẽ giới thiệu mẫu thân cho các người đến lúc đó đừng há hốc một nha. rốt cuộc trước ánh mắt mong đợi của vô số người thành bích và bảo kiều nhẹ nhàng con người hai bộ ngực sửa này này khiến lạc nam chép miệng chắc hẳn chư vị cũng đã xem qua quy tắc được treo bên ngoài bảo kiều mở đôi môi đỏ thẩm lời nói vang vọng toàn trường đúng vậy nha tiểu kiều tiên tử đám nam nhân lập tức mở miệng giống to dường như không đáp lại nàng là một tội lôi đáng chém vậy bảo kiều mỉm cười thanh bích tiếp tục thổ khí như lan nói ngoài ba quy định chung bên ngoài chúng ta còn có quy định cụ thể cho lần lễ hội này mỗi người trong số các vị được phép lên sân khấu một lần đưa ra vật phẩm của bản thân và yêu cầu vật mong muốn trao đổi. Các vị quan khách phía dưới ai có vật thích hợp thì xuất ra, để người trên sân khấu lựa chọn. Mỗi bảo vật đưa ra phải nêu rõ tên và công dụng không được khai báo gian dối, vì có giám định sư chuyên nghiệp của đa bảo các gâm thầm quan sát. Giao dịch sẽ tiến hành trên sân khấu, do chính cường giả đa bảo các và vô số quan khách làm chứng nhằm tránh biến cố diễn ra. Người trên sân khấu sau khi thành công giao dịch, có thể trở về ghế ngồi tiếp tục tham gia trao đổi các vật phẩm tiếp theo nếu có hứng thú vì lễ hội lần này quy mô lớn nên thời gian có thể kéo dài rất lâu trong quá trình diễn ra lễ hội bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện rời đi tránh làm ảnh hưởng thời gian quý báu của chư vị thanh bích nói xong đám người lập tức gật gù đối với quy tắc của đa bảo các không có ý kiến gì bảo kiêu nhìn tình cảnh này nhuận miệng cười rực rỡ âm thanh vang vọng toàn trường lễ hội hoán vật chính thức bắt đầu mời vị quan khách muốn đổi vật đầu tiên lên sân khấu cũng cùng thời điểm đó âm thanh máy móc của hệ thống vang lên bên thai lạc nam Ken, chúc mừng ký chủ triệu hoán được huyết mạch. Chương 242, phái đẹp điên cuồng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán huyết mạch thủy kỳ lân. Âm thanh hệ thống vừa kết thúc, con mắt Lạc Nam cấp tốc sáng rực. Không ngờ lại là kỳ lân. Một trong các loài thần thú tồn tại trong truyền thuyết. Tương truyền, kỳ lân là loài có đầu nửa rồng nửa thú, đỉnh đầu có sừng ngoài phong, toàn thân được bao phủ bởi lân giáp khôi ngô, là một trong các chủng tộc có khả năng thống ngự thuộc tính mạnh mẽ nhất nhiệm vụ lần này chỉ là cấp chi nhánh mà thôi chẳng thể ngờ ra được quả khủng như vậy xem ra có tứ nữ bên cạnh vận khí ra không ít ta thấy lạc nam cười tủm tỉm một mình tứ nữ âm thầm kỳ quái bất quá không hỏi nhiều bởi vì bên trên sân khấu giữa trung tâm quảng trường một hắc ý nhân nhìn qua khá cao lớn phi thân mà lên hiển nhiên hắn sung phong trở thành người đổi vật đầu tiên vô số ánh mắt tập trung về sân khấu vị đạo hữu này mời thanh bích gật đầu nhàn nhạt cười hắc ý nhân cao lớn thoáng ngẩn ngơ hiển nhiên bị dung nhan của thành bích ảnh hưởng bất quá hắn cũng là một tên hóa thần viên mãn rất nhanh lấy lại tinh thần hít sâu một hơi từ trong người lấy ra một vật trong mắt vô số người là một viên ngọc cỡ trứng gà trong suốt vỏ viên ngọc này trong ngần như thủy tinh bên trong đựng đầy dịch thể màu làm sắc lấp lánh huyền ảo khi tức thủy thuộc tính nồng đậm đến cực hạn hắc y nhân thấy mọi người chăm chút thay đổi âm giọng vốn có của bản thân dùng một loại âm thanh khàn khàn phát ra tiếng nói đây là thủy cực châu bên trong lần chứa thủy cực dịch thể, là pháp bảo có thể sử dụng duy nhất một lần, nhưng lại chính là khắc tinh của vạn hỏa trong thiên hạ, dù người bị dị hỏa thiêu cháy cũng có thể dập tắt, đương nhiên trừ dị hỏa nằm trong top năm trở lên. Không ít người âm thầm đổi sắc mặt, vừa ra đã là đồ tốt rồi bất quá Hắc Y nhân chưa ra điều kiện trao đổi, cả đám chỉ có thể tiếp tục quan sát. Tại hạ muốn dùng thủy cực trao đổi với một loại linh dược có thể gia tăng thuộc tính thổ hệ đẳng cấp càng cao càng tốt Hắc Y nhân dứt khoát nói, hắn là tu sĩ si thổ hệ đang lâm vào bình cảnh vì thế dứt khoát đem thủy cực châu ra đổi. Hắc y nhân vừa dứt lời, toàn trường lập tức đứng lên hơn 10 thân ảnh. Trong tay mỗi người cùng lúc xuất hiện các loại linh dược thổ thuộc tính đẳng cấp khác nhau, lần lượt nhanh chóng giới thiệu công dụng. Hắc y nhân không có quá nhiều do dự, lập tức lựa chọn đổi với một người sở hữu gốc linh dược gọi chân thổ đẳng, đẳng cấp là địa cấp thượng phẩm. Những người còn lại thấy mình không được chọn, chỉ có thể thở dài đầy tiếc nuối ngồi xuống. Mà tu sĩ sở hữu chân thổ đằng cũng nhanh nhẹn phi người lên sân khấu, trước sự chứng kiến của đám đông đem chân thổ đẳng trong tay giao dịch với thủy cực châu hắc y nhân khôi ngô nhận được chân thổ đằng lập tức rời khỏi quảng trường hiển nhiên đã không nhịn được trở về bế quan trước khi ra khỏi đại môn phải cống nạp cho đa bảo các một lượng linh thạch nhất định chính là phí dụng của lễ hội lần này chỉ trong chưa đầy vài phút giao dịch đầu tiên thuận lợi hoàn thành gây nên hứng thú của không ít người không hổ là lễ hội quy mô lớn lần đầu tiên đã chơi hàng địa cấp rồi lạc nam nhẹ giọng cảm thán đối với thủy cực châu kia hắn chỉ cười nhạt thứ đó ngăn cản được một loại dị hỏa thì còn được nếu gặp cùng lúc ba loại có khắc chế được hay không là chuyện khác chưa kể là vật chỉ có thể dùng một lần đảo nga mỹ là nơi phồn hoa bậc nhất hải châu đại lục vật phẩm cấp cao sẽ còn xuất hiện không ít chưa kể người được mời toàn là nhân vật có danh tiếng đấy cơ nhã nhẹ giọng nói tam nữ còn lại bắt đầu chờ mong nhất là tiểu nha đầu á nhi đôi mắt dưới mặt nạ lấp lánh như bóng đèn trên sân khấu rất tốt vị đạo hữu này có nhu cầu đổi vật hay không bảo Kiêu nhàn nhạt hướng tu sĩ còn lại hỏi tu sĩ vừa thành công nhận lấy thủy cực châu gật đầu nhanh chóng lấy ra vật thể cự đại ẩm sân khấu bị rung lên một thi thể hình dạng con trâu yêu thú xuất hiện khôi giáp toàn thân lực lưỡng móng vuốt sắc nhọn dù chết đi nhưng khí thế lục giai vẫn còn động lại thi thể của lục giai yêu thú tên yêu toàn thân đều là bảo vật có thể luyện chế pháp bảo sừng châu có thể luyện chế vũ khí Gia Châu có thể đúc thành bảo giáp tu sĩ lập tức giới thiệu, không để mọi người đợi lâu, hắn lập tức nói: Tại hạ muốn đổi một môn thủy hệ vũ kỹ, đẳng cấp càng cao càng tốt. Lần này toàn trường khá vắng lặng, hiển nhiên nơi này phần lớn người đều có bối cảnh, sắc của Lục Gia yêu thú thấy qua không ít. Tại hạ dùng phách giang trường, địa cấp trung phẩm vũ kỹ để trao đổi, tưởng chừng chẳng ai đáp lại, chủ nhân của sát châu đang ảo nào trong lòng, lập tức có một âm thanh trầm thấp vang lên, nhìn đấy là một nam tử mang mặt nạ có bộ dạng khá lùn ta đồng ý chủ nhân của sát châu mừng rỡ gật đầu nam tử lùn phi thân lên sân khấu thu hồi sát châu đồng thời ném ra một quyển sách cổ giao dịch hoàn tất đạo hưu có nhu cầu tiếp tục hay không thanh bích hài lòng gật đầu hướng về nam tử lùn hỏi thăm nam tử lùn lắc đầu trở về hàng ghế khách ngồi mà chủ nhân ban đầu của sát châu cũng không có ý định rời đi một lần nữa trở về vị trí quan khách mời vị đạo hữu kế tiếp bảo kiểu lịch sự cười nói phân phật bóng tay háo tung bay một thân hình nguyện chuyển xuất hiện trên sân khấu, dù đã che mặt nhưng nhìn qua rõ ràng là một nữ nhân. Nữ nhân phất tay, đột ngột móc ra một khối ngọc bội, khí tức hỏa thuộc tính lưu chuyển mãnh liệt. Thiên cấp trung phẩm vũ kỹ hỏa hệ thập tự thiên hỏa khi sử dụng bắn ra một ngọn lửa hủy diệt có hình thập tự giá, thiêu đốt mọi đối thủ trên đường đi của nó. Nữ nhân thần bí nhàn nhạt nói, ngắn gọn xúc tích vô cùng. Ta muốn đổi với vật làm đẹp, chữa trị dung nhan cho nữ nhân lời nói tiếp theo của nàng khiến không ít nam nhân cường giả định đứng lên trao đổi ngã quỵ bọn hắn làm gì có thứ đó chứ cách lao thảo địa cấp cực phẩm linh dược có khả năng làm chậm quá trình lao hóa của cơ thể theo âm thanh khàn khàn cất lên bên trong quảng trường một thân ảnh đứng lên lấy ra gốc dược thảo của mình theo sau đó lại có vài ba người đứng lên muốn trao đổi thậm chí xuất hiện cả thiên cấp linh dược có thể cải lão hồi xuân trong vài chục năm nữ tử trên sân khấu đảo mắt nhìn quanh đang muốn làm ra lựa chọn cực phẩm dưỡng nhan đan năm viên một âm thanh thản nhiên vang lên cắt được sự lựa chọn của nàng vô số thân ảnh chấn động thậm chí có vài nữ cường giả rung lẩy bẩy sau lớp áo rộng thùng thỉnh vô số ánh mắt tập trung về người vừa phát ra âm thanh toàn thân áo bảo trắng đen sen lẫn như nhật nguyệt tinh thần khí tức thu liễm đến cực hạn mặt nạ buồn kẻ lại không có nước mắt không phải lạc nam thì là ai không biết từ lúc nào đôi mắt tròn xoe của tiểu nha đầu á nhi sáng hơn trăng rằm giữa đêm hận không thể lập tức chấn lột dưỡng nhan đan của hắn thời gian gần đây dưỡng nhan đan ngày càng khan hiếm dù là đa bảo các mỗi năm cũng chỉ luyện chế được số lượng trên đầu ngón tay cũng không đủ cầu khiến vô số nữ cường giả muốn cầu một viên mà không được trong chiến đấu không tránh khỏi phát sinh vết thương nhất là các thương thế khó lành trên dung mạo của nữ tử thường trở thành tâm bệnh trong lòng các nàng có tin đồn rằng hơn hai năm trước đa bảo các từng bán ra ba viên dưỡng nhan đan trong một lần đấu giá hội tại linh vũ thành để gia tăng danh tiếng không lâu sau đó giá cả lập tức tăng lên hàng vạn lần những nữ nhân may mắn mua được kia vẫn kiên trì không bán, trái lại không trần chờ phục dụng. Lập tức đổi nữ nhân thần bí trên sân khấu gật mạnh đầu. Đây là lạc nam đánh trúng tâm lý của nàng đấy, nếu chỉ keo kiệt dùng vài viên dưỡng nhan đan, chưa chắc nàng chịu đổi vì thế một lần dùng tận năm viên, hiệu quả mang lại rất tốt. Huống hồ hắn nhìn ra nữ nhân này là luyện hư kỳ, thiên cấp vũ kỹ có lẽ là cái giá cao nhất nàng đưa ra rồi. Tốc. Theo âm thanh kỳ quái vang lên, một thân ảnh đã xuất hiện trên sân khấu. Cái gì? vô số người không kìm được đứng bật dậy bọn họ thậm chí không kịp nhận ra tình huống vừa rồi người kia đã thay đổi vị trí tên này sau một lớp mặt nạ hoa lệ lam cực trong mắt hiếp vào ngay cả hắn cũng không nhìn ra manh mối trường lão vừa rồi là ái tâm ẩn sau lớp áo đen truyền âm với người bên cạnh một loại thân pháp đăng phong tạo cực dưới luyện hư kỳ không ai sánh bằng đáp lại nàng là một âm thanh hít thở đầy vẻ ngưng trọng thú vị ái tâm lẩm bẩm nói một tiếng không ít người cũng âm thầm điều động trí não dù suy nghĩ như điên vẫn không phát hiện lai lịch của loại thân pháp vừa rồi trong lúc nhất thời toàn trường lâm vào yên tĩnh mà bên trên khán đài lạc nam nhìn điểm danh vọng liên tục tăng lên âm thầm đắc ý biểu diễn vài đường cơ bản là có tiền quá thoải mái hạ hạ đồng thời hắn có dịp quan sát hai vị mị nữ chủ trì lễ hội say mê hít một hơi thơm ngát từ cơ thể các nàng công pháp của đạo hữu đây nữ nhân thần bí đã không nhịn được vội vàng đưa qua thập tự thèn hỏa dưỡng nhan đan của nàng lạc nam từ tốn gật đầu lấy ra một bình ngọc chứa đựng năm viên đan dược màu hồng phấn bảo kiêu và thành bích liếc nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự khiếp sợ đa bảo các của các nàng cũng luyện chế được số ít dưỡng nhan đan nhưng chỉ đạt thượng phẩm mà thôi còn trong tay người này chính là hàng cực phẩm a trong lúc nhất thời ngay cả hai nàng đều có ý muốn sở hữu đa bảo các chúng ta còn tích chữ bao nhiêu dưỡng nhan đan thanh bích bí mật truyền âm chỉ có ba viên nhưng thánh nữ đã phục dụng tháng trước một viên rồi nguyên liệu của đan dược này ngày càng khan hiếm dù dược điển của chúng ta cũng khó cung cấp đủ bảo kiểu cười khổ đáp Thanh bích hít sâu một hơi bản thân nàng cũng từng dùng dưỡng nhan đan mỗi lần dùng là mỗi lần thích chưa bao giờ muốn dừng lại nó như mỹ phẩm cao cấp nhất thế giới là thuốc phiện của mọi nữ nhân mà vô số nữ tử ẩn giấu trong quảng trường càng là hô hấp dồn dập thành tiếng gắt gao nhìn vào bình đan dược kia hận không thể lập tức đoạt lấy sắc đẹp luôn là vũ khí trí mạng nhất của nữ nhân a à đương nhiên cũng là của nam nhân lạc nam thầm cảm thán một câu cùng nữ tử hoàn thành giao dịch đa tạ nữ tử kia mừng rỡ phát khóc nàng có một thân nhân bị thương hủy mất dung mạo đau đến không muốn sống lần này tìm được dưỡng nhan đan tất cả đều đáng giá dù nếu suy xét ra thiên cấp vũ kỵ giá trị vẫn hơn dưỡng nhan đan rất nhiều dưỡng nhan đan không thể nghi ngờ là đan dược có thể chữa trị dung nhan tốt nhất dù là định nhan đan cũng không thể sánh bằng trong hoàn cảnh này thuận mua vừa bán mà thôi lạc nam tiếp nhận vũ kỹ thập tự thánh hỏa mỉm cười một tiếng vị công tử này có cần tiếp tục giao dịch không Thanh Bích nhìn nam nhân bí ẩn trước mặt mở môi thơm nói, không hiểu vì sao trực giác làm nàng cảm thấy người này có điểm quen thuộc. Không nội tại hạ trước hết nhường các đạo hữu khác lạc nam bỏ lại một câu, thân hình trở về khán đài. Phân phật. Hắn chưa kịp đặt ngông ngồi xuống. Thiên cấp trung phẩm thủy hệ vũ kỹ phiên giang đào hải, người thi triển tung hoành ngang dọc trong nước, khủng bố vô cùng ta muốn đổi mười viên dưỡng nhan đan một âm thanh quát lạnh vang vọng toàn trường, hai mắt nhìn đăm đăm vào người lạc nam. Ta ít ít ít, nữ nhân đúng là một đám não tản vô số nam cường giả trong lòng mang to bọn hắn vĩnh viễn không thể nào hiểu được sắc đẹp quan trọng thế nào trong mắt phái nữ ta đồng ý đổi lạc nam một lần nữa xuất hiện trên khán đài trước ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của đám nam nhân khác tên này là nhà sản xuất dưỡng nhan đan sao phải biết dù là thế lực khủng bố như đa bảo các cũng rất ít xuất phẩm loại đan dược hiếm có này a à. một lần nữa đơn giản hoàn thành giao dịch cầm lấy một môn thiên cấp thủy hệ vũ kỹ thân hình trở về vị trí đám người chưa kịp định thần một thân ảnh khác lần nữa xuất hiện trên sân khấu địa cấp thượng phẩm thổ hệ công pháp đại địa quyết ta muốn đổi một viên dưỡng nhan đan lời nói vừa ra vô số âm thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn về thân ảnh lạc nam thật xin lỗi tại hạ hết dưỡng nhan đan rồi lạc nam nhún nhún vai ra vẻ vô tội nói nếu tiếp tục lấy ra dưỡng nhan đan chỉ sợ ngay cả đa bảo các cũng không nhịn được điều tra hắn a à an toàn là trên hết phụ quảng trường vang lên âm thanh thở phào nhẹ nhóm tên này rốt cuộc cũng hết đan vô số người thầm nghĩ lạc nam đầu cơ tích chữa dưỡng nhàn đan đã lâu đợi đến thời điểm khan hiếm mang ra kiếm lời không thể không nói vô số người ghen ghét với hắn bỏ túi hai loại thiên cấp vũ kỹ có thể không ghét sao dù đây là nơi phồn hoa bậc nhất đại lục nhưng thiên cấp cũng là hàng cao cấp đấy bất quá cơn sốt dưỡng nhàn đan qua đi vô số người cũng chờ đợi vật phẩm tiếp theo đáng tiếc hay dái tâm tiếc nuối thở dài bản thân nàng cũng từng cầu đan dược này ở đa bảo cách nhưng vẫn chưa được với dung nhan tuyệt trần của tiểu thư cần dưỡng nhan đan làm gì nha bà lão ngồi cạnh an ủi chỉ là trong mắt nàng xuất hiện một tia hối tiếc nếu khi còn trẻ có được dưỡng nhan đan nàng cũng không có bộ dạng già mua như ngày hôm nay đợi lễ hội kết thúc chúng ta treo giá cao mua dưỡng nhan đan hai nữ tử vừa rồi có khả năng bán ra ái tâm truyền âm chắc lịch được cứ làm theo ý tiểu thư bà lão gật mạnh đầu rất nhiều lần tiếp theo lạc nam không gặp thứ gì cần thiết để ra tay hai ngày cứ thế dễ dàng trôi qua các nàng không cần vật gì sao lạc nam quay sang nhìn tứ nữ thắc mắc các nàng vẫn ngồi im từ đầu đến cuối chỉ thỉnh thoảng quan sát chẳng bận tâm thứ gì chưa gặp thứ thích hợp cơ nhã mỉm cười mà lúc này lại một tên tu sĩ lưng còn xuất hiện trên sân khấu không biết còn thật hay cố tình ngụy trang hán đảo quanh toàn trường một vòng đột ngột lấy ra một kiện cự đỉnh bằng ngọc thạch nằm trên lòng bàn tay khí thế nó phát ra khiến không gian rung dậy Thiên cấp thượng phẩm pháp bảo lục ngọc bảo đỉnh do chính tay tộc trưởng ải nhân tộc luyện chế, chuyên dùng để luyện đan. Ta cần đổi với pháp bảo một hệ có khả năng phòng ngự đẳng cấp tương xứng. Vừa nghe hắn nói xong, lạc nam cảm giác được tiếng hít thở của tiêu thanh tuyền nặng nề một chút. Hắn mỉm cười, xoay người đứng dậy. Chương 243, dám nuôi hay không? Một liên giáp thiên cấp thượng phẩm pháp bảo, khả năng phòng ngự cực cao, lại nhẹ nhàng linh hoạt, mặc như không mặc. Ta muốn đổi với lục ngọc bảo đỉnh của vị đạo hữu này. Lạc Nam vừa mới đứng dậy, đã có người đi trước hắn một bước. Chỉ thấy người vừa lên tiếng là một tu sĩ mặc đạo bào màu xám cho trùm kín diện mạo, chỉ để lộ một đôi mắt đục ngầu nhìn qua có vẻ giàn mua. Trên tay hắn cầm là một kiện áo giáp có khắc hoa sen trước ngực lấp lánh, đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Lục Ngọc Bảo Đỉnh. Hắn là một tên luyện dược sư cấp cao, đối với các đỉnh tốt để luyện đan hầu như không có sức kháng cự, lại có sở thích siêu tầm bảo đỉnh. Chưa kể Lục Ngọc Bảo Đỉnh do đích thân tộc trưởng của tộc cải nhân, người lùn, luyện chế, đáng giá để hắn bỏ ra một liên giáp này. Bất kỳ ai ở đây cũng biết, ải nhân là chủng tộc tinh thông bậc nhất về luyện khí thuật trên toàn bộ tinh cầu, tương truyền có câu ải nhân xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm không phải nói chơi. Mà tộc trưởng của ải nhân tộc chính là một vị bát cấp luyện khí sư, đan đỉnh xuất xứ từ tay hắn nhất định tốt hơn hàng cùng cấp một bậc. Người ở đây phần lớn đều có kiến thức, đương nhiên cũng hiểu được điều này nhất là tại quảng trường hàng và người, luyện đan sư có không ít đấy lại một luyện đan sư toàn thân mặc lục sắc áo choàng đứng dậy chăm chú nhìn lục ngọc bảo đỉnh từ nhẫn chữ vật lấy ra một tấm khiên tròn lục nâu sen kẻ cầm trên tay vô tận linh lực luân chuyển nhìn chủ nhân của lục ngọc bảo đỉnh là tu sĩ lưng còng trên sân khấu người mặc áo choàng lục sắc từ tốn nói đại điệu mục thuẫn pháp bảo thiên cấp thượng phẩm ý niệm vừa động có thể biến lớn đến vạn trượng là pháp bảo song thuộc tính mục và thổ lời vừa nói ra không ít luyện đan sư có ý đứng lên âm thầm thở dài bởi lẽ vật bọn họ muốn lấy ra không thể sánh bằng đại địa mộc thuẫn này sở hữu hai loại thuộc tính đã là một ưu thế lớn ngay cả người mặc đạo bào màu xám cho cũng thở dài một hơi tiếc nuối hiển nhiên cũng biết mộc liên giáp của mình còn kém đại địa mộc thuẫn một chút bên trên sân khấu thanh bích và bảo kiều đang tập trung ánh mắt xinh đẹp về một thân ảnh bởi vì hắn đã đứng lên động tính này không thể nghi ngờ lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý lại là hắn vô số người nhận ra chính là tên gian thương tàn chữ dưỡng nhan đan kia cả đám âm thầm thốt lên trong lòng chủ nhân của lục ngọc bảo đỉnh cũng chờ mong nhìn qua nếu người này không đưa ra được thứ tốt gì hắn sẽ lập tức đổi với đại địa mộc thuần đấy tiêu thanh tuyền trái tim ấm áp nàng biết lạc nam muốn đổi cho nàng đấy mặc dù hắn hứa sẽ tìm dị hỏa tốt mười nhưng hy vọng này quá mức xa vời lấy cái đỉnh này cho nàng dùng tạm đỉnh thiên diễm ta sẽ tìm sau lạc nam cười nhạt nói một tiếng vâng tiêu thanh tuyền ngoan ngoãn nhỏ giọng hô lạc nam lập tức từ nhận hắc lâu lấy ra một tòa bảo bình tròn vo màu xanh lục quanh thân bình có dây leo bốn lượng, nhỏ gọn cầm nắm được trên tay bảo bình vừa ra tất cả mọi người đột ngột cảm ứng được vô vàn một hệ linh khí từ bốn phương tám hướng ùa về cấp tốc như bị nó nuốt gọn cả đám hít sâu một hơi cả đám một hệ tu sĩ dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn về bảo bình chờ đợi lạc nam cung cấp thông tin không một bình thiên cấp cực phẩm pháp bảo ngoài việc phóng to thu nhỏ để ngăn cản công kích nó còn có một công dụng khác đó chính là thu lấy chủ nhân vào bên trong tu luyện tốc độ hấp thụ một linh khí gấp 3 lần so với bên ngoài đương nhiên chỉ có thể thu được chủ nhân, không chứa được người khác. Hít. Lời vừa nói ra, vô số một hệ tu sĩ đứng bậc người dậy, gắt gao nhìn vào không một bình bọn hắn thầm hận nếu đây không phải địa bàn của đa bảo các, cả đám sẽ ra tay cướp đoạn rồi. Pháp bảo thật tiện lợi. Toàn bộ người ở quảng trường lên tiếng cảm thán, pháp bảo vừa có thể phòng ngự, vừa có thể gia tăng tốc độ tu luyện quả thật là hấp dẫn. A duy chỉ có một mặt hạn chế chính là chỉ có chủ nhân mới được vào bình. Tuy nhiên đây đã là công dụng rất tuyệt vời rồi. Bình thường muốn gia tăng tốc độ tu luyện lên ba lần, chỉ có thể sử dụng tụ linh trận. Nhưng tu sĩ chẳng ai dánh mang theo tụ linh trận trong người làm gì, có muốn cũng mang không được. Vì thế nên không một bình lập tức trở thành bảo vật trong ngộng của không ít tu sĩ một hệ tại đây. Dùng thiên cấp cực phẩm đổi thiên cấp thượng phẩm, người này đúng là phá ra chi tử bảo kiểu cùng thành bích nhìn nhau âm thầm mắng một tiếng. Thương nhân như các nàng chú trọng nhất chính là lợi ích, việc không có lợi như vậy đừng mong các nàng làm. Nhưng đối với bản thân là nam, có đỉnh tốt cho tiêu thanh tuyển luyện đan là lợi ích vượt xa tất cả. Luyện đan sư của hậu cung phải được bồi dưỡng trong điều kiện tốt nhất. Vị đạo hữu này, tại hạ có một kiện thiên cấp cực phẩm đan đỉnh không biết có thể đổi với không một bình của ngươi không. Trong lúc chủ nhân của Lục Ngọc Bảo đỉnh đang rung rẩy vì hưng phấn trước không một bình, một âm thanh vang lên khiến toàn trường nhíu mày chỉ nhìn thấy bên trong khán đài một tu sĩ thân khoác bạch đi đứng lên nhìn chằm chằm vào lạc nam vị bằng hữu này ngươi đang làm trái quy tắc của đa bảo các nếu muốn trao đổi lát nữa có thể lên sân khấu thành bích nhìn về bạch lý tu sĩ vừa đứng lên trầm giọng nói chấp sự nói lời ấy sai rồi chủ nhân của lục ngọc bảo đỉnh chưa đồng ý đổi với không một bình nên ta có quyền thương lượng a bạch lý tu sĩ trong lòng hổ thẹn nhưng vẫn cố không nhanh không chấm nói bản thân thèm muốn không một bình đến cực độ vì hắn là một hệ tu sĩ nhưng không phải luyện đan sư lại từng may mắn đạt được một thiên cấp cực phẩm đan đỉnh trong động phủ cổ vốn lần này định dùng để đổi vật vừa lúc gặp được không một bình quả thật buồn ngủ gặp chiếu manh a à. hắn tin rằng lạc nam sẽ chọn đỉnh của hắn vì đẳng cấp cao hơn mà chủ nhân của lục ngọc bảo đỉnh lúc này tức giận bạch lý tu sĩ muốn chiếm mối ngon của mình đến tím người quay sang nhìn lạc nam thành khẩn nói ta đồng ý dùng lục ngọc bảo đỉnh đổi với không một bình hy vọng vị đạo hữu này chấp nhận không ít người hứng thú quan sát một màn này xem đa bảo các sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào thanh bích và bảo kiều chỉ chăm chú nhìn về lạc nam đang đợi hắn làm ra lựa chọn chỉ cần lạc nam không đổi lục ngọc bảo đình nữa các nàng sẽ lập tức yêu cầu trưởng lao xuống tay với bạch y tu sĩ vì dám làm ảnh hưởng quy tắc giao dịch của đa bảo Cát. tuy nhiên tội của bạch y tu sĩ không quá lớn sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng bạch y tu sĩ cắn chặt răng vì hồi hộp chỉ cần thành công đổi lấy không một bình dù bị ném ra ngoài hắn cũng chấp nhận trước sự chú ý của đám đông lạc nam ung dung cười nhạt nói tại hạ tôn trọng quy tắc của đa bảo cát đổi với lục ngọc bảo đỉnh của đạo hữu nói xong thân hình hắn lại xuất hiện trên sân khấu cùng tu sĩ lưng còn làm giao dịch đa tạo đạo hữu đa tạo đạo hữu tu sĩ lưng còn thở phào nhẹ nhõm liên tục cảm ơn cẩn thận thu lấy không một bình không quên nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch dĩ tu sĩ lúc này lập tức phi thân rời khỏi lễ hội hắn chỉ là một luyện hư trung kỳ rất sợ bị chặn cấp không một bình về trước cho chắc cú hắn vừa rời đi không lâu tại quảng trường lập tức có gần mười thân ảnh theo sát mà ra hiển nhiên chưa chịu từ bỏ ý định giết người cấp không một bình kết quả như thế nào không quan trọng bởi vì trong ngàn dặm xung quanh đa bảo các không thể nhìn thấy một màn này bên trên sân khấu thanh bích và bảo kiều nhoẹn miệng cười nhìn lạc nam đối với lời nói tôn trọng quy tắc của đa bảo các của hắn rất được lòng các nàng thành công nhận lục ngọc bảo đình lạc nam quay người nhìn bạch lý tu sĩ đang lúng túng cười nói vị đạo hữu này ta đối với đan đỉnh của ngươi khá hứng thú ngươi có thể lên sân khấu pháp bảo một hệ ta vẫn còn. Nói xong, hắn xoay người đi xuống. Bạch đi tu sĩ mừng rỡ như điên, Lạc Nam vừa mới đặt chân, hắn đã bay đến sân khấu rồi. Không đợi thành bích và bảo kiều ra hiệu, tên này vội vàng móc ra một tôn hấp đỉnh, toàn thân thuần một màu đen tuyển, còn có ba cái đầu sói phân biệt ở các góc chu lên. Tam Lang Vương đỉnh thiên cấp cực phẩm pháp bảo, được luyện từ xương cốt của địa ngục Lang Vương, vô kiên bất thoái, có thể luyện chế đan dược linh cấp. Bạch Y Tu Sĩ mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng đối với vật mình đạt được tìm hiểu hết sức rõ ràng, vội vàng giới thiệu công dụng của đan đỉnh. Lạc Nam con mắt tỏa sáng, không nói không rằng dùng một kiện thiên cấp cực phẩm khác là một linh châu, có tác dụng tương tự với không một bình tiến hành trao đổi. Bạch Y Tu Sĩ gọn gàng dứt khoát hoàn thành giao dịch, lúc này biết điều túi người trước thành bích cùng bảo kiểu chân thành nói. Lần này quả thật xấu hổ, sau khi lễ hội kết thúc tại hạ sẽ đến đa bảo các nói lời xin lỗi. Bảo Kiêu và Thành Bích tạm chấp nhận gật đầu, có thể như vậy đã là kết quả tốt nhất. Bạch Y Tu Sĩ không hề biết rằng, chỉ xém chút nữa hắn đã bị hợp thể kỳ ra tay rồi có thể nói quyết định của Lạc Nam cứu hắn một lần. Trong lúc nhất thời, Lạc Nam một lần nữa thể hiện độ đại phú hào của mình, đổi cùng lúc hai tôn thiên cấp đan đỉnh. Lần trước tên này đổi hai loại thiên cấp vũ kỹ đám người còn tưởng hắn là gian thương đầu cơ trục lợi tàn trữ dưỡng nhan đan, hiện tại người ta vậy mà một lần móc ra hai thiên cấp pháp bảo đổi lấy hai đan đỉnh. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu đoán giả đoán non thân phận của hắn. Một số người còn khẳng định rằng Lạc Nam nhất định là luyện đan sư. Đổi cùng lúc hai tôn đan đỉnh. Người này thừa thiên cấp pháp bảo đến thế sao? Ái tâm mở đôi môi đỏ mọng lầm bẩm không biết nói gì cho phải. Bà lao bên cạnh nàng nhún vai bất đắc dĩ, không biết phải trả lời thế nào. Tại một góc quảng trường, ba thân ảnh đen tuyền ngồi cùng một chỗ, tiến hành chuyên âm. Khắc khắc tên này thật có tiền á ngay cả ta cũng cảm thấy ghen ghét sau lần này nhất quyết phải điều tra hắn, không thể tra ra thân phận hắn thì điều tra mặt nạ của hắn, ý phục của hắn he he, hắc hắc, đảo bóng đêm chúng ta từ lâu chưa có con mồi béo bở như vậy, bọn hắn chính là ba tên trưởng lão của đảo bóng đêm, hiển nhiên với lòng tham của thế lực này, kẻ giàu có như lạc nam trở thành mục tiêu số một. bất quá có thể điều tra được không lại là một chuyện khác. ở một nơi khác của khán đài, hai thân ảnh một già một trẻ ẩn sau lớp áo choàng và mặt nạ màu thiên thanh, khí tức thu liệm đến cực hạn phụ thân người này liệu có phải thuộc đan cốc không chỉ có đan cốc mới giàu có và ham muốn đan đỉnh như vậy người trẻ tuổi quan sát lạc nam lên tiếng hắn là một nam tử anh tuấn có đôi mắt lam sáng ngời đồng thời cũng là nhân vật xếp hạng thứ năm trên bách linh bảng hải mệnh một thiên tài nổi bậc của hải cung cựu cấp thế lực tại hải châu đại Lục. tiểu mệnh ngươi nói có lý chỉ có đan cốc mới có thể cùng một lúc xuất ra mười lăm viên dưỡng nhan đan bất quá đan cốc không có thói quen làm việc rêu dao như vậy à ngồi cạnh hải mệnh là một lão già dâu trắng hải vô nhị trưởng lão của hải cung có tu vi luyện hư viên mãn cường giả hải cung bọn hắn là một cựu cấp thế lực thiên cấp pháp bảo có không ít nhưng nếu muốn xuất ra cùng một lúc hai kiện như vậy phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng mà người kia hầu như không có bâng quân gì đan cốc trong miệng bọn hắn là một thế lực thần bí trên tinh cầu toàn bộ thế lực do luyện đan sư tạo thành chỉ có bắt cấp thế lực trở lên mới có tư cách nhận biết thành viên của đan cốc nếu nói thất sát giáo chuyên về ám sát ngự thú chiến tông chuyên về ngự thú thiên cơ điện chuyên về bói toán dò xét thiên cơ thì đan cốc chính là thế lực chuyên về luyện đan nghe nói cốc chủ của đan cốc còn là khách khanh trưởng lão tại đa bảo các bất quá đây chỉ là tin đồn chưa có người xác thực mặc dù như vậy nhưng độ giàu có của đan cốc không cần bàn cãi bọn hắn không tranh đấu cấp đoạn không thu nạp lãnh thổ chỉ ngồi ở nhà trồng dược và luyện đan cũng có thể dùng tiền đẻ chết người lạc nam đương nhiên không biết vô số kẻ đoán già đoán non thân phận của hắn tên này vừa về chỗ ngồi đã cởi hề hề nhét hai tôn đan đỉnh vào tay tiêu thanh tuyển ân cần truyền âm nói ta tặng hai đỉnh cho nàng sử dụng thích cái nào dùng cái đó chán cái này thì dùng cái kia về phần sư phụ nàng sau khi thành công đúc lại thân thể ta sẽ mua thêm cho các nàng luyện tiêu thanh tuyền dáng người nhẹ dung mắt đẹp rơm rớm ngay cả sư phụ nàng cũng trầm mặt không nói nâng niu hai tôn đan đỉnh như bảo vật vô giá cẩn thận từng ly từng tí vớt ve cuối cùng mới luyến tiếp thu vào nhận chữ vật Lạc Nam đã đem nhận lấy được từ cự phách thiên đưa cho nàng dùng, hắn có nhận hắc lâu và trọng nhẫn của trọng vô danh là đủ. Một màn này rơi vào mắt toàn trường, cả đám một lần nữa xoa xoa mắt mình xem có nằm mơ hay không. Tên này một lần mua hai thiên cấp cực phẩm bảo đỉnh là để tặng người khác. Tao ít ít ít, có để người khác sống hay không? Người được tặng đỉnh nhất định là nữ nhân. Thanh Bích và Bảo Kiều liếc nhau, nhìn bên ngoài Tiêu Thanh tuyền thấp hơn Lạc Nam một cái đầu không khó nhận ra là nữ lúc này lại có người khác xuất hiện trên sân khấu giao dịch vẫn tiếp tục diễn ra lạc nam ca ca thật xấu mua quà cho tuyền tỷ tỷ mà không mua cho nương khanh tỷ tỷ cùng nhã tỷ tỷ có chân ngồi trên ghế tiểu nha đầu á nhi ưu hoán truyền âm vào thai bốn người thùy nương khanh cùng cơ nhã nhìn nhau lắc đầu nha đầu này thật tinh quái muốn quà thì nói thẳng ra còn mượn các nàng làm bia đỡ đạn xú nha đầu nội thích gì cứ nói ca ca ta không keo kiệt đâu nha về phần các nàng cũng vậy hiếm có dịp như hiện tại phải vơ vét phần lớn thứ tốt của hải châu đại lục xem như kỷ niệm lạc nam ung dung cười ca ca đúng là đại phú hảo có muốn bao nuôi á nhi hay không tiểu nha đầu sáng rực hai mắt như mặt trời bé con kéo lấy bàn tay hắn phúc lạc nam xem chút nữa phun một ngụm ra ngoài ngay cả tam nữ cũng ném cho hắn ánh mắt sắc bén hình viên đạn như muốn hỏi ngươi dám gật đầu thử xem không được ca ca không có hứng thú với tiểu hài tử như mọi lạc nam dở khóc dở cười xoa đầu á nhi Hừ! người ta đã 11 tuổi rồi á nhi thở phì phò, cố gắng nâng lên bộ ngực mới nhú của mình. Thấy lạc nam vẫn một dạng bình thản, tiểu nha đầu giận đến nghiến răng ken két, bàn tay nhỏ siết chặt, quyết định ném ra át chủ bài cuối cùng. Ta không được thì mẫu thân thay thế nàng là đệ nhất mỹ nhân hải châu đấy, ca ca ngươi dám nuôi hay không? chương 245, vật phẩm cuối cùng. Qua lần lễ hội lần này, danh vọng của đa bảo các nhất định sẽ lại tăng lên một bậc. Nhưng đó không phải là điều người tại quảng trường này chú ý, thứ khiến bọn hắn quan tâm và tò mò nhất bây giờ, không thể nghi ngờ là thân phận của đại phú hào Lạc Nam. Bởi lẽ trong vài ngày vừa qua, tên này lại tiếp tục đổi được hai thứ mới. Một khối nguyên liệu luyện khí linh cấp có tên Thạch Thiên Lôi Lạc Nam muốn dùng nó để chữa trị lôi đỉnh quần trượng. Vật thứ hai hắn đổi được chính là một thiên cấp cực phẩm vũ khí Hàn Mai Loạn Vũ. Đối tượng được tặng vũ khí này không thể nghi ngờ là Cơ Nhã. Mặc dù Cơ Nhã tu luyện tầng thứ nhất của Băng Thủy Lang Ba Công, từ trong đó lĩnh ngộ được các loại vũ khí siêu phàm, nhưng lạc nam sau khi cùng nàng chiến đấu và quan sát trận chiến của nàng cùng thủy lưu đã nhận ra một điều hạn chế đó chính là thiếu hụt vũ kỹ có phạm vi công kích quần thể các loại vũ kỹ của cơ nhã phần lớn là công kích đơn mục tiêu bất kể là lăng ba song trường lăng ba tù thiên thủ hay băng thủy kết giới đều như vậy trường hợp nếu cơ nhã bị vây công rất khó đó phó vì thế sau khi gặp hàn mai loạn vũ lạc nam không chút do dự mang về cho nàng đối với được hắn quan tâm cơ nhã đương nhiên cảm động nhưng cũng bắt đầu xuất hiện một tia lo lắng khi lễ hội gần kết thúc, nàng nắm tay hắn mím môi hỏi. Lần này nhất định chúng ta trở thành con ngồi trong mắt vô số người, chẳng có dự tính gì không. Mặc dù bọn hắn đang che giấu thân phận, nhưng người khác muốn chặn giết ngươi cũng chẳng cần quan tâm ngươi là ai, huống hồ nơi này quá nhiều người nhắm vào, chỉ sợ có kẻ có thủ đoạn đặc biệt nào đó tìm ra manh mối. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể, không thể xem thường được. Thủy Nương Khanh cũng nghiêm túc gật đầu, nàng là người của Hải Hồng Phái, nếu bị truy ra lai lịch sẽ liên lụy đến toàn bộ một phái. Việc tìm lại được Thủy Hải chân quyết đã khiến không ít thế lực đang nhìn chằm chằm Hải Hồng phái, nếu lộ ra nàng đi cùng đại phú hào như là nam, hậu quả khôn lường trước một bầy sói đói rình mồi, Hải Hồng phái chỉ sợ không thể đứng vững. Tiêu Thanh Tuyền không có quá nhiều lo lắng như vậy, bản thân nàng đã là người mất đi tất cả, chỉ cần có Lạc Nam và sư phụ bên cạnh, dù sống dù chết cũng được, đương nhiên nếu có thể sống để diệt đi huyết linh tông, nàng sẽ không chọn cái chết. Lạc Nam trầm ngâm, đối với chuyện này hắn cũng có một vài đối sách dùng ánh mắt chấn an các nàng mở miệng hỏi nhã nhi nàng đối với thành bích có vẻ quen thuộc có thể lập tức liên lạc các nàng ấy gặp ta khi lễ hội kết thúc không chàng muốn gặp thành bích và bảo kiều thùy nương khanh hai mắt tỏa sáng cầm lái hải hồng phái thời gian dài khiến nàng đoán được một phần suy nghĩ của hắn đúng các nàng có thể liên hệ không lạc nam xác nhận cỡ nhã gật đầu thở ra một hơi nói thật ra quan hệ giữa thiếp và thành bích cũng không quá thân mật chỉ ở mức nhận biết nhau mà thôi bởi vì trước đây thiên diệp giao từng có ý thu tỉ mội thiếp về dưới trướng bất quá khi đó nghĩa phụ còn sống nên đã từ chối bất quá muốn gặp riêng các nàng ấy không thành vấn đề thiên diệp giao muốn thu nàng và băng nhi làm thị nữ lạc nam ánh mắt lóe lên vị thánh nữ đa bảo các này quả nhiên không phải người thường a à khí phách thật lớn thật ra thiếp cũng được mời thủy nương khanh lắc đầu cười khổ nàng từng nhận được đề nghị trở thành thị nữ bên cạnh thiên diệp giao nhưng vì không an tâm đệ đệ và mẫu thân nên khước tử ta thật tò mò về thiên diệp giao đấy lạc nam niết miệng muốn thu hết nữ nhân trên hoàng kim bảng về làm thị nữ sao chỉ sợ ngay cả mộng ảnh hay tô nhan cũng từng được mời như vậy a à. không biết thiên diệp giao này có can đảm mời nguyệt kỳ của ta làm thị nữ hay không đây được rồi chàng cần gặp riêng thành bích và bảo kiều làm ớn cơ nhã mắt đẹp lấp lánh nàng cũng mơ hồ đoán ra ý định của hắn chính là như vậy lạc nam cười nhạt thân thân bí bí nói cái gì nha kẻ nào dám cướp mâu thân á nhi đánh bay hắn tiểu nha đầu thấy lạc nam và tam nữ không để ý đến nàng nũng nịu hừ một tiếng thời gian lại dần trôi qua hai ngày tiếp theo lạc nam chẳng đổi thêm thứ gì mà số lượng người còn lại chưa lên sân khấu chỉ còn vài chục người ngay cả ba người của đảo bóng đêm cũng tiến lên trao đổi khiến người khác hết trô nói chính là mấy tên này đưa ra vật phẩm gọi là sát lệnh một lệnh bài mà người sở hữu có thể yêu cầu sát thủ đảo bóng đêm ám sát cường giả cấp luyện hư viên mãn trở xuống sát lệnh lập tức được trao đổi với thiên cấp vũ kỹ có thể thấy người muốn đoạt mạng kẻ thù có không ít lạc nam vốn có ý lấy sát lệnh bất quá nghĩ đến thất sát giáo khiến hắn dẹp ý định qua một bên có thuê sát thủ thì hắn cũng thuê người của thất sát giáo đám đảo bóng đêm này nhìn qua không đáng tin cho lắm rốt cuộc cảm thấy thời điểm thích hợp chỉ còn khoảng mười người lạc nam xoay người đứng dậy hắn không muốn trở thành người cuối cùng. Soạn. vô số ánh mắt tập trung lên người hắn lạc nam thong thả đặt chân gật đầu chào hỏi với thanh bích bảo kiều một cái lúc này đảo mắt nhìn quanh toàn trường thình thịch vô số người trái tim đập nhanh không biết tên này muốn trao đổi thứ gì ái tâm lam cực đảo bóng đêm hải cung thủy thiên tông thiên cơ điện các loại thế lực đều tập trung chú ý ngay cả cường giả của đa bảo cắt trong bóng tối cũng âm thầm quan sát cách, cách, cách. ba âm thanh vang lên toàn bộ quảng trường muốn lòi ra trong mắt bởi vì ba kiện vật phẩm vừa lấy ra ngay cả thành bích và bảo kiều cũng liên tục lùi bước khí thế áp bách quá mức kinh khủng vô tức bảo linh cấp hạ phẩm y phục che giấu khí tức và diện mạo người mặc dưới hợp thể không phát hiện lạc nam chỉ vào áo choàng đen nằm trên đất nhàn nhạt nói hít đám người hít sâu một hơi tham lam thèm thuồng nhìn chằm chằm phần thiên truy linh cấp hạ phẩm vũ khí thích hợp hỏa thuộc tính tu sĩ một truy vừa ra thiên cũng bị đốt chỉ vào một hỏa hệ chiến truy hừng hực liệt diễm tiếp tục nói ba tên đảo bóng đêm vô thức nhỏ người dậy linh lực chuyển động hư một âm thanh hừ lạnh vang lên chấn nhức màn nhỉ tất cả mọi người ba tên đảo bóng đêm giật mình nghiêm nghị ngồi xuống hiển nhiên vừa rồi là cường giả của đa bảo các lên tiếng cảnh cáo lạc nam không bận tâm tiếp tục chỉ vào vật cuối cùng có hình con thuyền từ tốn nói thủy phong chu linh cấp trung phẩm pháp bảo rộng lớn hàng trượng có khả năng phi hành và đi trong nước tốc độ không kém luyện hư kỳ phi hành có trận pháp phòng ngự mạnh mẽ đương nhiên không thể xé rách hư không vô số ánh mắt gắt gao trừng lớn nhất là người có thế lực đông đúc, nếu sở hữu thủy phong chu không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh A. Vị đạo hữu này, một lần đổi ba vật phẩm có vẻ như trái với quy định của đa bảo các ca một tên đeo mặt nạ hoa lệ đứng lên nói, chính là Lam Cực. Hắn đã sớm ghen ghét phát điên rồi, mặc dù trong lễ hội này cũng đạt được một thiên cấp vũ khí, nhưng so với tài sản của lật Nam, chỉ cảm thấy mình như ăn mày vậy. Bất quá lời nói của hắn rất có lý, ngay cả Thanh Bích và Bảo Kiều cũng ném ánh mắt nghi ngờ đến lật Nam đúng là nếu trao đổi ba lần sẽ phạm quy tắc nhưng ta muốn dùng cả ba kiện linh cấp này để đổi một vật mà thôi không thể nói phạm quy được lạc nam đã có suy tính từ trước không nhanh không chậm trả lời cái gì vô số người cảm giác mình sắp điên rồi dùng ba kiện linh cấp để đổi một vật còn thứ gì điên cuồng hơn sao quả thật không phạm quy mỗi người được quyền giao dịch một lần khi lên sân khấu mặc dù đạo hữu đưa ra ba vật phẩm nhưng chỉ thực hiện được trong một lần giao dịch mà thôi hoàn toàn phù hợp thanh bích gật đầu đồng ý ánh mắt tò mò mãnh liệt hơn bao giờ hết nàng và bảo kiều cũng muốn biết thứ tên này muốn đổi a à? mời đạo hữu nói ra vật mình muốn một lao già đứng lên chắp tay hiển nhiên đã không chờ được nữa mời đạo hữu đám người hò hét bị kích thích đến cực điểm lạc nam nâng lên một ngón tay trỏ đi thẳng vào vấn đề tại hạ muốn đổi lấy một thiên điệu dị vật bất kể là thuộc tính nào bất kể đẳng cấp nào nếu cái giá hiện tại là chưa đủ ta có thể cho thêm tĩnh tĩnh lặng đến cực hạ bầu không khí im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở một số người cảm giác lạc nam điên rồ muốn cười to trêu tức hắn nhưng không thể làm được bởi cái giá hắn đưa ra dùng để trao đổi là ba kiện linh cấp không ai cười được trong hoàn cảnh hiện tại chưa kể người ta còn sẵn sàng thêm giá người cười nổi sao đáp án là không nổi toàn trường hai mặt nhìn nhau chẳng ai nghĩ thứ hắn muốn là như vậy thiên địa dị vật bất kỳ một loại đều mang đến công dụng phi phạm gia tăng chiến lược trên lượng lớn và quan trọng là theo thực lực của ngươi mạnh lên, nó cũng sẽ mạnh lên. Công pháp hay pháp bảo có thể bị đào thải khi ngươi mạnh lên và không dùng đến nó nữa, nhưng thiên địa dị vật là thứ phát triển theo thực lực của ngươi, ngươi mạnh nó sẽ mạnh. Người có thiên địa dị vật thường vô địch trong cùng cấp ai sẽ ngu đem ra trao đổi. Bất quá với cái giá ba kiện linh cấp, không ít người tự hỏi lòng, nếu sở hữu thiên địa dị vật, liệu có đem ra đổi với Lạc Nam hay không? Lạc Nam đảo mắt một vòng, thấy tất cả đều đang im lặng nhìn hắn, đành phải mở miệng lặp lại một lần bất kể là dĩ hỏa dị thủy dị kim dị thổ chỉ cần là thiên địa dị vật ta sẽ không từ chối nếu các vị cảm thấy ba kiện còn ít ta có thể bù thêm không ai đáp lại lời hắn bảo kiêu và thanh bích liếc nhau đều thấy trong mắt đối phương sự ngưng trọng lạc nam trong lòng thất vọng thở dài một hơi quả nhiên thiên địa dị vật là một thứ gì đó khó nói khi ngươi không nghĩ đến có thể may mắn phát hiện nhưng khi ngươi ra sức tìm kiếm lại chẳng thấy đâu ra bất quá đã chuẩn bị tâm lý từ trước lạc nam lắc lắc đầu muốn đem ba kiện linh cấp pháp bảo thu lại khoan đã một âm thanh đêm thai như nguồn suối vang lên lạc nam giật mình xoay người nhìn lại bảo kiêu hít sâu một hơi làm ra quyết định quan trọng nói dị thủy ta có ta đồng ý đổi bảo ra của các nàng từ lâu đã khai thác được một dị thủy dưới đáy biển sâu nhưng tu sĩ bảo ra lại thiên về thổ hệ thuộc tính vì lẽ đó chưa từng sử dụng dị thủy ta đồng ý đổi lạc nam sắp nhảy dựng lên mặc dù không thể tụ đỉnh, nhưng có thêm là tốt rồi. Thiên địa dị vật là thứ mà cửa hàng may mắn không bán, có tiền mua không được khiến hắn luôn bức dứt trong lòng, hiện tại có thể tìm được, không thể tốt hơn. Dị thủy này công dụng không quá mạnh, nên ta chẳng cần đạo hữu bù thêm bảo kiều mở miệng nói luôn. Lạc Nam gật đầu, cảm thấy có hảo cảm với tính cách khẳng khái của nàng. Bút bút. Bảo kiều vô vô bàn tay trắng như phấn. Bịch bịch. Thân ảnh mập mạp của bảo lập hối hạ chạy đến, trong tay cầm theo một hộp đá màu đen lạc nam phát hiện hộp đá này cùng loại với thứ dùng để đựng vệ thiên mục trước đây cướp của doãn trí bình chuyên dùng để chứa thiên địa dị vật dị thủy đây tỉ tỉ bảo lập cung kính đặt hộp đá vào tay bảo kiều nàng đã sớm truyền âm cho hắn quay về gia tộc lấy thứ này khi lạc nam vừa nói ra vật muốn đổi bảo kiều gật đầu giao hộp đá cho lạc nam vô số người ánh mắt phức tạp nhìn một màn này có được ba kiện linh cấp pháp bảo thực lực của bảo gia trong thời gian tới sẽ tăng mạnh địa vị trong đa bảo các nhất định tăng thêm không ít. Thanh Bích cũng âm thầm tiếc nuối mình không có được dị vật để trao đổi A thành gia của nàng bình thường còn yếu hơn bảo gia một chút đấy. Lạc Nam không chần chờ đưa ra ba kiện linh cấp, được Kim Nhi xác nhận bên trong hộp đá quả thật chứa dị thủy, không thèm mở ra xem, thu luôn vào nhận chữ vật. Bảo Kiêu mắt đẹp lấp lóe, hành động của Lạc Nam không thể nghi ngờ là tin tưởng tuyệt đối uy tín của bảo gia cùng lòng dạ hào phóng của hắn, khiến nàng ấn tượng sâu sắc, cũng càng thêm tò mò về hắn lạc nam một lần nữa trở về ghế quan khách tiếp tục theo dõi lễ hội tính đến hiện tại lễ hội đã diễn ra khá lâu rồi chỉ còn vài người lên sân là chính thức khép lại lần lượt từng người hoàn thành giao dịch cũng có người tiếc nuối thở dài vì không đổi được thứ mình muốn người tu sĩ cuối cùng đã đến vật hắn mang ra đồng nghĩa là vật cuối cùng của lễ hội trọng đại lần này sau lần lễ hội thực lực của vô số người sẽ có chuyển biến lớn lao thay đổi toàn bộ thế cục của đại lục là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra ví dụ như hai cựu cấp thế lực hải cung và thủy thiên tông đều từ tay lạc nam nhận được linh cấp pháp bảo đấy phía trên sân khấu một nam tử thần bí thân mặc tử sắc y phục dựa vào thông tin kim nhi cung cấp tên này lại là hợp thể trung kỳ cường giả thuộc tầng lớp cường giả mạnh nhất ở đây điều này khiến lạc nam hứng thú nồng đậm hợp thể kỳ sẽ đưa ra thứ gì đây trong ánh mắt tò mò của đám người tử y tu sĩ trầm mặt không quyết như đang phân vân có nên lấy ra món đồ của mình hay không Thứ gì có thể khiến hợp thể kỳ do dự đến như vậy? Lạc Nam cao mày càng thêm nghiêm túc quan sát. Vị đạo hữu này, xin mời lấy ra vật phẩm bảo kiểu thấy hắn trần trờ không quyết, ra sức thúc giục một tiếng. Xin cho ta suy nghĩ thêm một chút. Tử Y Tu Sĩ nhàn nhạt nói, chỉ là ai cũng nghe ra trong lời nói của hắn có một tia không bỏ. Thanh Bích cao mày, trưởng lão đa bảo các truyền âm cho nàng biết Tử Y Tu Sĩ này là một trưởng lao của Bách Linh Học phủ, có thể khiến một người thân phận cao quý như vậy đắn đo, sẽ là vật gì đây? vài giây qua đi tử y tu sĩ hít sâu một hơi cắn thật chặt rằng như làm ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình từ nhẫn chữ vật móc ra một thứ đây là vật có thể tác động đến thời gian âm thanh kim nhi vang bên thai khiến lạc nam bật người đứng dậy chương hai trăm bốn mươi sáu chắc hắn chửa mình ra nhìn thấy lạc nam bật người đứng dậy tứ nữ giật mình mà toàn bộ quảng trường cũng cảm thấy kỳ lạ tên này làm sao vậy từ đầu đến cuối luôn hết sức bình thản ngay cả giao dịch cùng lúc ba kiện linh cấp cũng không nhíu mày lấy một cái. Có thể khiến một đại phú hào như hắn thất thố như vậy sẽ là vật gì đây? Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt chuyển về sân khấu, nhìn vào vật tử y tu sĩ vừa lấy ra. Đó là một vật hình tròn giống cái mặt bàn tròn màu trắng, bên trên điêu khắc vô số phù văn huyền ảo đang chuyển động một cách kỳ dị, không nhận ra thứ độ gì. Trận pháp sao? Một số tu sĩ có kiến thức lẩm bẩm, nhưng vẫn không biết trận pháp này dùng để làm gì bản thân tử y tu sĩ cũng cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ người kia nhận ra vật trên tay hắn nên cảm thấy kích động như vậy không thể a à thứ này hắn phải mạo hiểm cựu tử nhất sinh mới từ một hiểm địa lưu chuyển từ viễn cổ đạt được bất quá không tiếp tục suy nghĩ nhiều nếu đã quyết định lấy ra hắn sẽ không dây dưa không quyết như chư vị đã thấy trên tay ta là một trận bàn trận pháp được khắc trên bàn có thể phóng to thu nhỏ tùy ý tử y tu sĩ trầm âm nói đám người ngưng thần nghe tiếp công dụng của trận bàn này chỉ có một chính là gia tốc thời gian gấp 10 lần nói cách khác ngồi bên trong tu luyện 10 ngày chỉ bằng một ngày thời gian thực mà thôi tử ý tu sĩ khàn khàn nói. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường bậc người đứng dậy, ngay cả thanh bích và bảo kiều cũng trợn mắt há mồm, bàn tay tinh xảo che lấy cái miệng nhỏ nhắn. Hít! Cơ nhã tam nữ hít sâu một hơi, trách không được nam nhân nhà các nàng kích động như vậy. Đã từ rất lâu, các vật phẩm hay tu sĩ có khả năng ảnh hưởng đến thời gian đã tuyệt tích trên tinh cầu này, chỉ còn là tồn tại trong truyền thuyết được ghi chép trên cổ tịch. Thời gian và không gian luôn là hai loại lực lượng thần bí và khó lĩnh hội nhất. Đừng thấy luyện hư kỳ tu sĩ có thể xé rách, đánh vỡ không gian hay thậm chí ngăn không cho Lạc Nam dùng na di phù mà cho rằng họ hoàn toàn lĩnh ngộ được lực lượng của không gian đó là sai lầm. Việc xé rách hay phá vỡ không gian chỉ đơn giản là nắm bắt được một chút quy tắc của nó lại dùng lực lượng mạnh mẽ của bản thân tác động lên không gian mà thôi, giống như dùng sức đập phá hay xé rách một món đồ nào đó mà chẳng phải nắm bắt được lực lượng của món đồ đó để bản thân sử dụng. Bản thân luyện hư kỳ tu sĩ chỉ dám di chuyển hoặc gần nút trong hư không mà chưa từng phát sinh chiến đấu bên trong đó. Bởi ngay cả chính họ nếu xảy ra sơ suất cũng có thể bị không gian tại hư không nghiền nát thành tattered bả. Người lĩnh hội được không gian chân chính phải là kẻ có không gian hệ linh căn, tu luyện công pháp sở trường về không gian có khả năng lấy lực lượng không gian để bản thân sử dụng giống như linh lực chẳng hạn như dùng không gian để trói chặt cơ thể kẻ thù hay dùng không gian hình thành vòng xoáy nghiền nát kẻ địch thành mánh vụn hoặc đáng sợ hơn chính là có thể lập tức dịch chuyển đến vùng không gian bất kỳ khác mà không cần xé rách rồi chui vào hư không di chuyển đó mới là người lĩnh hội được lực lượng không gian chân chính luyện hư kỳ chỉ có thể tác động mà không thể thao túng so với không gian thời gian càng thêm huyền diệu càng thêm thần bí khôn lường bởi nó quá hư vô mờ mịt chẳng thể dùng tay nắm bắt được như không gian chỉ có tu sĩ sở hữu thời gian linh căn hay các loại thể chất có dính líu đến thời gian mới cảm nhận được loại lực lượng thần bí này người như thế một nơi cấp thấp như việt long tinh cầu hoàn toàn không có đó là lý do vì sao khi nghe trận bàn trên tay tử y tu sĩ vậy mà có thể gia tốc thời gian công dụng này quá mức lịch thiên thử nghĩ trong một ngày ngươi và đối thủ của mình đều là nguyên anh viên mãn cả hai chẳng ai có thể đánh bại ai quyết định trở về tu luyện ngươi may mắn sở hữu trận bản thời gian này đồng nghĩa ngươi tu một ngày bằng người khác tu mười ngày trong vòng một tháng ngươi đột phá hoa thần mà đối thủ của ngươi phải mất tận mười tháng để làm được điều đó chuyện này nghịch thiên đến cỡ nào đây chỉ cần có não đều sẽ biết lúc này toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào tử y tu sĩ trong lòng cả đám đều xuất hiện ý nghĩ kẻ này điên rồi sao lại đem vật nghịch thiên như vậy ra trao đổi ta không điên như hiểu được ý nghĩ của mọi người tử y tu sĩ bình thản mở miệng ta quá nghèo không đủ sức sử dụng gia tốc trận này nghèo trong mắt đám người xuất hiện vẻ cổ quái mà lạc nam nhận ra tử y tu sĩ là một hợp thể trung kỳ sắc mặt càng thêm ngưng trọng một hợp thể trung kỳ tự nhận mình nghèo người sẽ tin sao một ngày bên trong gia tốc trận với số lượng một người sẽ nuốt gọn một nghìn linh thạch cực phẩm tử y tu sĩ thở dài nói tiếp thời gian thực tế trôi qua một ngày đồng nghĩa ngươi tu luyện trong gia tốc trận 10 ngày phải tốn mười nghìn cực phẩm linh thạch từ khi ta có được gia tốc trận này chỉ tu luyện được đúng một tháng, đã trở nên không một xu dính túi. Đám người khỏe miệng co quắp đây cũng quá phá của đi. Một ngày thời gian thực tế có giá một vạn cực phẩm linh thạch. Tu luyện một tháng 30 ngày thời gian thực tế, bằng với tu luyện 300 ngày bên trong gia tốc trận, đồng nghĩa phải bỏ ra 30 vạn cực phẩm linh thạch. Con số này đủ để mua một kiện linh cấp pháp bảo bình thường tại hải nhân tộc. Tu một tháng thời gian thực tế, có giá bằng một kiện linh cấp, chuyện này quá mức phá tài sản, chẳng khác nào đốt tiền. Trong lúc nhất thời vô số người dùng ánh mắt đáng thương nhìn tử y tu sĩ, trách không được tên này đem vật nghịch thiên như vậy ra trao đổi. Nếu là bọn họ cũng không chịu nổi a Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng âm thầm tính toán, lần trước khi giải tán một thất cấp thế lực như Thanh Vân Tông, tổng số cực phẩm linh thạch của toàn tông hắn thu được là 51 vạn. Không tính các mỏ linh thạch vì đã dùng để gia tăng linh khí trong linh giới châu rồi. Một tháng tu luyện tốn 30 vạn cực phẩm linh thạch, nói dễ hiểu chính là dù bán toàn bộ thất cấp thế lực như Thanh Vân Tông, cũng không đủ để tu hai tháng. Đây rõ ràng là một cổ máy đốt sạch tài sản của người sở hữu. Lạc Nam âm thầm tính toán, ngay cả khi sử dụng tất cả linh thạch của một độ kiếp kỳ như trọng vô danh, cũng chỉ đủ hắn tu luyện 8 tháng thời gian thực tế, tương đương với 80 tháng bên trong gia tốc trận mà thôi. Nếu đổi lấy trận bàn này, một mình hắn tu luyện đã đốt tiền như thế, nếu để đám thê tử cùng nhau vào tu, số linh thạch tiêu hao còn khủng bố hơn ít 3 ít 4 ít 5 ít 10 thậm chí ít 20 lần. Lạc Nam siết chặt nắm tay, Lần đầu tiên hắn thật sự chân chính có cảm giác nghèo. Thanh Bích và Bảo Kiều nhìn nhau, chắc không được vị tử y tu sĩ là một trưởng lão của Bách Linh Học phủ cũng chịu không nổi tiêu hao phải đem ra tốc trận ra đổi. Mặc dù lương bổng hàng năm của hắn cũng rất nhiều, nhưng để tu luyện bằng gia tốc trận còn xa xa không đủ. Chỉ sợ chỉ có đa bảo cách như các nàng mới đủ khả năng duy trì gia tốc bản trưởng kỳ người tu luyện. Mặc dù gia tốc trận hạn chế rất lớn về mặt linh thạch, nhưng công dụng nghịch thiên nó mang lại không cần phải bàn đến cũng có không ít người tự tin cho rằng chỉ cần bản thân sử dụng biết kiểm soát, sẽ không đến mức phá sản. Âm thầm chờ đợi cái giả mà tử y tu sĩ si đưa ra. Thứ gì có thể vào mắt hợp thể kỳ đây? Lạc Nam cao mày lẩm bẩm, hợp thể kỳ chắc linh cấp cũng có sở hữu. Mặc dù ra tốc trận tiêu hao tài sản một cách khủng bố, nhưng Lạc Nam quyết định không bỏ qua. Hắn đã tính đến một con đường khác để thu về linh thạch rồi. Tử y tu sĩ si đảo mắt quanh toàn trường một vòng, cuối cùng rơi vào người Lạc Nam, quyết tuyệt nói ta muốn đổi ra tốc trận lấy dị thủy, loại nào cũng được. Hạt dị. Vô số người thở dài một hơi, cảm thấy tiếc hận. Ánh mắt của số đông một lần nữa tập trung vào Lạc Nam, chờ đợi quyết định của hắn. Thân thể Lạc Nam lần đầu xuất hiện tia rung dậy nắm đấm siết chặt. Nếu có dị thủy, chiến lực của hắn cùng một thê tử có thủy thuộc tính sẽ gia tăng, vốn hắn muốn luyện hóa dị thủy này cùng cơ nha đấy. Bởi thủy nương khanh có dị thủy rồi, lại thêm huyết mạch của thủy kỳ lần tương lai hắn sẽ cho nàng không cần dị thủy nữa cũng được. Tiên Nhược Tuyết cũng có huyết mạch của Thủy Hoàng, một chủng tộc mạnh mẽ dị thủy có thể tìm sau. Nhưng nếu hiện tại đạt được ra tốc trận, ngày sau sẽ trở thành một chấn cung chi vật có ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của hậu cung. Một bên là lợi ích của hắn và cơ nhã, bên còn lại là lợi ích của toàn thể hậu cung. Ba bàn tay mềm mại chợt nắm lấy hắn. Lạc Nam giật mình, xoay người lại bắt gặp ba đôi mắt xinh đẹp chân thành. Trang là chủ của hậu cung, mọi thứ bọn thiếp đều nghe chàng tam nữ đồng lòng mở miệng lạc nam trong lòng chạy qua một dòng nước ấm bàn tay xuất hiện hộp đá chứa đựng dị thủy nhẹ nhàng vuốt ve kim nhi có đáng hay không hắn không quên hỏi ý kiến của nha đầu này đây là một loại tôn trọng đáng dị thủy này tên là băng hàn thủy là loại thủy mang theo lực lượng giá lạnh của hàn băng giúp tu sĩ dù không có băng linh căn vẫn thi triển được băng hệ vũ kỵ nhưng đối với công tử không quá cần thiết vì ngày sau ngươi có thể tự mình tụ ra băng đỉnh kim nhi nghiêm túc phân tích hơn nữa gia tốc trận còn có thể tiếp tục nâng cấp khi đó gia tốc gấp trăm lần, ngàn lần thời gian thực mặc dù để làm được như vậy còn rất khó khăn, nhưng nếu tương lai nâng cấp được công tử chẳng khác nào người tiên. Lạc Nam thở phào, xem ra tất cả là ý trời, băng hàn thủy đối với cơ nhã không có tác dụng gì quá lớn ngoài việc tăng tu vi bởi nàng đã có băng thuộc tính sẵn rồi. Tốc biến lên sân khấu. Tại hạ dùng băng hàn thủy đổi với gia tốc trận nhìn tử ý tu sĩ, Lạc Nam rất khó nói. Ồ, là băng hàn thủy sao? Tử y tu sĩ ồ một tiếng, cảm thấy hài lòng khi lạc nam quang minh chính đại nói ra lai lịch của dị thủy đối với băng hàn thủy hắn rất hài lòng bản thân hắn chỉ là thủy hệ tu sĩ mà thôi có thêm khả năng sử dụng băng vũ kỹ chẳng khác nào chiến lược gia tăng không ít bất quá vì để chắc chắn tự ý tu sĩ vẫn yêu cầu mở ra hộp đá lạc nam gật đầu hộp đá vừa mở ra không khí cấp tốc xuất hiện từng đông hoa tuyết nhiệt độ giảm mạnh bên trong hộp một dòng nước lạnh lẽo chầm chậm trôi nổi khi thì ở dạng lỏng khi thì kết thẳng băng thần kỳ vô cùng chính là băng hàn thủy bảo kiêu cười khổ nhìn một màn này dị thủy nàng vừa đưa ra đã bị đem đổi mất tránh không được cú hoán nhìn lật nam hắn lập tức cảm nhận được chỉ có thể ném đến nàng một tia tiếc nuối trong ánh mắt thanh bích che miệng cười khẽ dị thủy trong tay người ta người ta muốn đổi thứ gì có liên quan đến kiểu kiểu ngươi sao rất tốt lần này cẩn thận không ít kẻ săn mồi nhìn chằm chằm ngươi đấy từ y tu sĩ nhận lấy băng hàn thủy đưa ra tốc trận cho lật nam tốt bụng nhắc nhở một câu với khí độ của một hợp thể trung kỳ cùng bách linh trường lão hắn chưa đến mức tham nghiệm tài sản trên người lạc nam làm gì đa ta tiền bối lạc nam lịch sự chắp tay đem ra tốc trận bản thu vào linh giới châu cho an toàn cáo tử Tử y tu sĩ thân hình thoát cái biến mất không quên giao nộp linh thạch cho đa bảo cát hắn cần nhanh chóng trở về luyện hóa dị thủy từ y tu sĩ vừa rời đi lại có hàng chục tên bám theo trong đó còn có một tên người thân cao của đảo bóng đêm hiển nhiên muốn cướp đoạt dị thủy đáng tiếc bọn hắn không biết rằng người mình sắp đánh cướp là hợp thể kỳ thật đáng thương a à. tại quảng trường này ngoài lạc nam và đa bảo cát chẳng ai nhìn ra tu vi thật sự của tử y tu sĩ theo bản năng cho rằng hắn chỉ là luyện hư kỳ lễ hội lần này thành công tốt đẹp chính thức khép lại tại đây đa tạ toàn bộ chư vị đã nể mặt đa bảo cát thanh bích và bảo kiều hành lễ nhuẩn miệng cười rực rỡ vô số người xoay lưng đứng dậy đáp lễ lần lượt bước ra giao nộp linh thạch lạc nam cùng tiêu thanh tuyển và á nhi cũng không ngoại lệ cơ nhã và thủy nương khanh đã lặng lẽ đi đâu mất tổng cộng là hai nghìn cực phẩm linh thạch cho mỗi người sao lạc nam gật đầu giao nộp mười nghìn cho cả năm người tính luôn phần của cơ nhã và thủy nương khanh lễ hội lên đến hàng vạn người nói cách khác trong thời gian này đa bảo các bỏ túi một con số khủng bố khoảng hai mươi triệu cực phẩm linh thạch dù chỉ đơn giản đứng ra làm trung gian và tổ chức lễ hội tốc độ kiếm tiền làm người khác liếu lưới bên ngoài quảng trường hàng loạt tu sĩ không vội rời đi trái lại chăm chú chờ đợi không ít tên ẩn mình trong hư không như sói đói rình mồi có trên có dưới đủ mọi thể loại tu sĩ chờ đợi lạc nam đi ra trong vòng ngàn dặm không được động thủ nhưng có thể theo đuôi ai chỉ cần lạc nam rời khỏi đa bảo các ngàn dặm lập tức trở thành con mồi ngon béo bở Cục cộp cộp tiếng bước chân truyền đến lạc nam một tay kéo tiêu thanh tuyển tay còn lại bế tiểu nha đầu á nhi thông dong bước ra cảm tạ các vị chào đón thật nồng nhiệt khiến ta ngại quá lạc nam quỷ dị cười bàn tay nâng lên chào hỏi chào đón ngươi cái quỷ đám người phi một tiếng hừ chết đến nơi còn ra vẻ vài tên cười lạnh trong lòng không ít luyện hư kỳ thậm chí có hai tên hợp thể ẩn nút trong hư không dù ngươi có xé rách không gian bọn hắn cũng có thể dựa vào quỷ tích dao động bám theo hợp thể kỳ cũng tùy từng loại không phải ai cũng quân tử như tử ý tu sĩ đấy d... đạo lý mang ngọc có tội cũng không hiểu người này nhất định là con ông cháu cha nhà nào đó chưa trải sự đợi một lao già hóa thần ở lại tham gia náo nhiệt nhìn lạc nam cảm thán tu sĩ hải châu chúng ta từ bao giờ trở nên xấu xa như vậy ái tâm đứng trên không trung cau mày hừ một tiếng những tên thanh niên từng tiếp cận nàng đều ra vẻ chính nhân quân tử không ngờ hôm nay cả đám đều có mặt muốn giết người đoạt bảo lợi ích quá lớn hay dự trưởng lão của ái ra thở dài lạc nam nhấc chân nắm lấy tiêu thanh tuyển cùng ái nhi muốn bước đi đám người tập trung cao độ đề phòng tên này bỏ trốn bằng tốc độ khủng bố thấy tình cảnh này lạc nam siết chặt nắm tay đa bảo các giàu hơn hắn gấp vạn lần sao không ai vào cướp bọn họ? Còn không phải vì đa bảo các mạnh mẽ đến khủng bố sao? Nếu hậu cung của hắn cũng mạnh như vậy, thử hỏi ai dám chặn cướp công khai như vậy? Suy cho cùng, thực lực là thứ quyết định tất cả. Đạo hữu xin dừng bước. Một âm thanh hối hả vang lên cắt ngang ý niệm của đám người. Chỉ thấy thân ảnh mập mạp của bảo lập ngự không mà đến, khách sáo hướng lạc nam chắp tay. Hai vị chấp sự muốn gặp riêng công tử. Lạc nam nghe vậy nết miệng cười nhạt, hướng về mặt đất nhỏ một ngụm nước bọt đám chó ngoan mau lại liếm đừng quên đứng đó chờ chủ nhân về nhà nói xong thản nhiên kéo hai nữ vào trong đa bảo cát bỏ lại hàng vạn tu sĩ tức muốn nổ phổi hắn dám nói tất cả người ở đây là chó sao trong lúc nhất thời một số cường giả có lòng dạ kiêu ngạo mãnh liệt xoay người bay đi phần đông kẻ không biết liêm sỉ vẫn tiếp tục ở lại trong lòng không ngừng tự nói chắc hắn chừa mình ra chương hai trăm bốn mươi bảy hậu cung vs đa bảo cát bên trong phòng nghị sự đa bảo cát lạc nam cùng hai nữ theo thân ảnh mập mạp của bảo lập tiến vào bắt gặp thủy nương khanh cùng cơ nhã đang an tĩnh ngồi tại đó trên mặt vẫn phủ lấy mặt nạ đối diện các nàng chính là hai vị chấp sự xinh đẹp tuyệt trần của đa bảo cát thanh bích cùng bảo kiều thanh bích là mỹ nhân phương đông còn bảo kiều lại là con lai giữa tây và đông có một loại phong tình đặc biệt mời đạo hữu ngồi thanh bích hướng lạc nam ra hiệu bảo kiều bắt đầu pha vài cốc trà lạc nam gật đầu thong thả ngồi xuống Bên trái hắn là nương khanh cùng Cơ Nhã, mà bên phải là thanh Tuyển cùng Á Nhi. Bảo lập thức thời cáo lui ra ngoài, nơi đây đã không có chuyện của hắn. Nghe nói đạo Hưu muốn làm ăn với Đa Bảo Các. Người lên tiếng là Bảo Tiểu dứt khoát gọn gàng không dài dòng. Sau khi lễ hội kết thúc, Cơ Nhã và nương khanh lập tức tiếp cận hai nàng, bảo rằng muốn hợp tác làm ăn lớn. Điều này lập tức khiến thương nhân như hai nữ cảm thấy hứng thú, Đa Bảo Các chú trọng nhất thứ gì? Không thể nghi ngờ chính là kinh doanh mà tài lực của lạc nam tại buổi lễ cũng thể hiện được một phần nào đủ tư cách bàn chuyện với họ tuy nhiên chỉ là bàn chuyện mà thôi có thật sự hợp tác được hay không phải xem cái giá mà song phương đưa ra là gì đa bảo các quả thật hứng thú với kinh doanh nhưng chỉ đối với những mối kinh doanh lớn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ mới đủ tư cách để họ hợp tác lạc nam nhận lấy cốc trà từ tay bảo kiều vô ý liếc sang thủy nương khanh với ánh mắt trêu tức Hứ! nàng yêu kiều gắt một tiếng hiển nhiên nhớ lại trước kia hắn uống nhầm cốc trà của mình gương mặt từng hồng trước ánh mắt của đám người vô lệ mặt nạ tháo xuống để lộ diện mạo tuấn lãng nhưng tràn ngập tà mị kia con mắt bạc trắng nhấp nháy khẽ hút một ngụm trà gật đầu khen ngợi là ngươi âm thanh kinh hãi vang lên thanh bích xoay người đứng dậy ánh mắt xinh đẹp trợn tròn nhìn người nam nhân vừa để lộ dung mạo bảo kiêu nhíu chặt lông mày nàng không hiểu vì sao đồng bạn của mình biểu lộ thất thố như vậy hơn nữa diện mạo của lạc nam mặc dù anh tuấn bất phàm nhưng lại quá mức xa lạ nàng hầu như không có ấn tượng gì đã lâu không gặp nàng thành bích lạc nam gật đầu mỉm cười chào hỏi một tiếng nữ nhân này có quen biết với mẫu ảnh hắn cũng rất có hảo cảm với nàng làm sao có thể là ngươi thành bích thất thần ngồi xuống đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt lạc nam hơn hai năm trước người này chỉ là một thiếu niên tìm đến đa bảo các bán xác yêu thú đổi lấy từng đồng sau đó phải vào trường đấu thú để tiếp tục kiếm tiền tham gia đấu giá mặc dù thành bích rất ấn tượng với thiên phú hơn người của hắn nhưng không thể nào ngờ được có một ngày hôm nay nói về thiên phú bản thân thành bích nàng không kém thiên tài gặp qua cũng toàn dạng kinh thiên động địa vì lẽ đó mặc dù lạc nam khi đó rất ưu tú nhưng nàng cũng chỉ để tâm một chút mà thôi khiến nàng tò mò về hắn chỉ có duy nhất một điều người này thủ đoạn cao minh vậy mà tán đổ bách diện tiên tử tuy nhiên tò mò thì tò mò bản thân nàng trăm công nghìn việc từ sau khi chủ trì đấu giá hội tại linh vũ thành lại được điều động đến hải châu trợ giúp bảo kiều thiết lập lễ hội đổi vật từ khâu chọn lửa khách mời đến khâu chọn ra thời điểm thích hợp cũng tốn quá nhiều thời gian nhân vật được chọn toàn là người vang danh đại lục chẳng còn dành để tâm đến một thanh niên thiên tài ở thành trì nhỏ khi đó nào ngờ hôm nay hán đường hoàng xuất hiện trước mặt nàng là một đại phú hào giàu có vung tiền như rác biến hóa quá mức nghiên trời lệnh đất khiến thành bích khó thể tiếp nhận đúng lúc này một âm giọng từ hư không bí mật chuyển vào thai nàng. Bẩm thành chấp sự, theo điều tra người này còn là quán quân thánh linh bảng kỳ vừa rồi, có quan hệ thù địch với khá nhiều thế lực cũng dây dưa không rõ với không ít nữ thiên tài nổi tiếng. Thành bích hít sâu một hơi âm thầm ghi nhớ, người vừa truyền âm là một trưởng lão đắc lực của nàng, chuyên phụ trách điều tra thông tin tình báo. Trên mặt ta có gì sao? Lạc Nam thấy Thành Bích chăm chú nhìn, mở miệng trêu chọc một tiếng khanh khách chỉ là không ngờ tới con cá chép ngày nào hôm nay đã vượt long môn bay lượn trời xanh mà thôi thành bích rất nhanh lấy lại bình tĩnh quyến rũ cười nói không hổ danh là người có kinh nghiệm trên thương trường bảo kiều hai mắt lóe lên một tia thú vị bởi vì vừa rồi nàng cũng lập tức nhận được thông tin từ lạc nam qua truyền âm có thể thấy khả năng tình báo của đa bảo các kinh khủng đến mức nào hắn vừa lộ mặt lập tức như bị lột trần trước mặt bọn họ nàng nói đùa ta hiện tại vẫn còn là cá chép khoảng cách long môn còn xa lắm lạc nam nhún vai cười khổ Hờ mờ 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 để ta đoán xem ngoại trừ tiểu cô nương này ba vị còn lại đều là nữ nhân của ngươi trong đó nhất định có một người là bách diện thành bích mở miệng cười nói ẩn ý nhìn sang tam nữ vẫn mang mặt nạ về phần nha đầu á nhi vừa nhìn bên ngoài đã biết trẻ con không tính làm gì không tệ bất quá mộng ảnh không coi ở đây nàng đang bận rộn với nghề giáo viên cao cả lạc nam cười một tiếng nhìn sang tứ nữ các nàng hiểu ý lột xuống mặt nạ ba gương mặt nghiên nước nghiên thành xuất hiện khiến không gian bừng sáng cộng thêm hai đại mị nữ vốn có toàn bộ căn phòng rực rỡ hơn rất nhiều duy chỉ có nha đầu á nhi vẫn mặt đầy bùn đất lấm lem lạc nam cũng mặc kệ nàng hoa wow, ba tỷ tỷ thật sự xinh đẹp á nhi vừa nhìn thấy dung mạo thật sự của tam nữ lập tức hai mắt hiện hình trái tim thế nào Còn dám khoác lác mẫu thân muội đẹp hơn sao lạc nam cười trêu xoa xoa cái mũi vải trùm trên đầu nàng đương nhiên các tỷ tỷ mặc dù xinh đẹp nhưng mẫu thân vẫn hơn một bậc á nhi phồng má trong lạnh tự tin không giảm lạc nam hết nói nổi rồi nhã băng sao lại là cô thanh bích một lần nữa bật thốt lên nhìn chằm chằm vào cơ nhã nàng không biết chuyện hai người này có khế ước đồng sinh cộng tử càng không biết quan hệ vi diệu của hai người thấy một người vốn lạnh lùng như cơ nhã đang ôn nhu khoác tay lạc nam sao có thể không kinh ngạc ngay cả bảo kiều cũng giật mình trước đây tiểu thư muốn mời nhã băng về bên cạnh bị từ chối hiện tại nhã băng lại trở thành nữ nhân của một thanh niên chuyện này quá mức hoang đường đa tạng nếu không có cô tỷ mội chúng tôi cũng không gặp được tiểu nam cơ nhã hướng thành bích túi người chân thành nói năm xưa chính nàng hướng thành bích nhờ hỗ trợ tìm người có khả năng trị thương cho cơ băng từ đó mới nảy sinh quan hệ với lạc nam khi đó được thành bích nhiệt tình giúp đỡ cơ nhã vẫn luôn trân trọng trong lòng mà thành bích lúc này đang dùng bàn tay tinh xảo che lấy đôi môi đỏ mọng nhìn ngang nhìn dọc lạc nam không biết nói gì cho phải cuối cùng thốt lên một câu cơ băng khỏe rồi chứ đa tạ nàng quan tâm băng nhi tình hình rất tốt hiện tại đang bế quan lạc nam cũng nhớ lại chuyện xưa trong lòng tràn ngập lưu tỉnh nắm bàn tay nhỏ nhắn của cơ nhã hôn xuống cơ nhã mỉm cười hạnh phúc mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm thật là một nam nhân kỳ lạ bảo kiều chép chép miệng nàng vừa nhận được truyền âm tin tức về trận chiến tại u nguyên ngay cả sự xuất hiện của diễm nguyệt kỳ cũng biết tiêu kiều, kiều tiên tử trợn đối với lạc nam tò mò hơn bao giờ hết người nam nhân này liều mạng đến u nguyên cứu cơ nhã trách không được mỹ nhân cảm động gửi gắm cả đời Thủy Nương Khanh và Tiêu Thanh Tuyền mơ mơ màng màng, đối với chuyện xưa của Lạc Nam hoàn toàn không biết, chỉ có thể vệnh thai nhỏ lắng nghe. Vậy xem ra người thanh niên trợ giúp Hải Hồng phái diệt băng cá mập cũng là công tử đây. Bảo Kiêu nhuẩn miệng cười duyên hỏi. Chính là tại hạ Lạc Nam mở miệng với khả năng của đa bảo cát, dù hắn không nhận cũng lập tức bị tra ra thôi. Thủy Nương Khanh cũng gật đầu xác định lời của hắn. Đúng là một giai thoại anh hùng và mỹ nhân công tử thật biết cách chinh phục người đẹp tha bất quá bách diện của ngươi có biết không? thanh bích khanh khách cười hỏi bộ ngực sửa rung động sau làn áo ta chưa từng giấu các nàng bất cứ điều gì sớm muộn sẽ biết lạc nam cười nhạt nói một bộ chẳng sợ ghen tuông là gì thủ đoạn thật cao minh a à. bảo kiều yêu kiều nhất miệng lúc này bắt đầu đi vào chính sự công tử muốn cùng đa bảo các hợp tác kinh doanh chúng nữ lập tức vịnh hai không phải ta cùng đa bảo các hợp tác kinh doanh mà là thế lực của ta hợp tác cùng các vị chính là hậu cung hợp tác cùng đa bảo các lạc nam đính chính lại hậu cung thế lực quỷ gì hai nữ liếc nhau một mặt một bước. hậu cung là một thế lực đang trên đà phát triển của chúng tôi cơ nhã thay lạc nam từ tốn nói đang phát triển đa bảo các chúng tôi chỉ hợp tác với đối tượng có đủ tài lực thành bích thành thật nói thẳng làm ăn điều quan trọng nhất là song phương phải tin tưởng và thành thật với nhau tha mất lòng trước được lòng sau mới có thể duy trì lâu dài được đương nhiên hậu cung sẽ không để đa bảo các thất vọng ít nhất mỗi năm ta cam đoan các vị thu được không dưới hai mươi vạn cực phẩm linh thạch lạc nam chắc chắn nói một năm hai mươi vạn thanh bích và bảo kiều trong mắt xuất hiện vẻ không tin đừng thấy đa bảo các vừa tổ chức một lễ hội đã kiếm được hàng triệu nhưng đó chẳng qua là cơ hội cực hiếm gặp mà thôi lễ hội không thể thường xuyên tổ chức được ít nhất phải mười năm mới diễn ra một lần thậm chí lâu hơn chi nhánh của đa bảo các tại từng thành trì lớn mỗi năm chỉ đạt lợi nhuận khoảng hai vạn cực phẩm linh thạch mà thôi một mình hậu cung dám nói giúp đa bảo các lời được 20 vạn, tức là sánh ngang lợi nhuận của 10 thành trì lớn hàng năm. Điều này quá khó tin phải biết bên trong các thành trì kia có vô số thế lực từ nhất đến bắt cấp mang lại lợi nhuận như vậy. 20 vạn đã là con số khiêm tốn thậm chí vượt qua chỉ là không biết hai vị dám hợp tác hay không. Lạc Nam ý vị thâm trường nói. Hít. Người trong phòng toàn bộ hít sâu một hơi. Chỉ cần lời công tử nói là thật, hậu cung sẽ là thế lực hữu hảo nhất của đa bảo các thành bích và bảo kiều liếp nhau, nghiêm túc mở miệng rất tốt không biết thế lực hữu hảo của đa bảo các có quyền lợi gì lạc nam cười cười mở miệng hỏi chuyện này chưa thể tiết lộ ít nhất khi chúng ta chưa chân chính hợp tác bảo kiều nhoẻn miệng cười xinh đẹp thầm nghĩ nam nhân này hơi nóng nổi rồi thành bích nhanh nhẹn phụ hòa nói ít nhất công tử nên cho chúng ta biết hình thức hợp tác là như thế nào lạc nam gõ tay lên bàn không dây dưa dài dòng nhàn nhạt, nhạt mở miệng ta cung cấp hàng đa bảo các phụ trách bán ra các vị được quyền thu một phần mười giá cả bên trong đó không biết hàng công tử nói là gì bảo kiều hướng hư không gật đầu không quên mở miệng hỏi trong khoảng khắc đó không gian chấn động một kết giới cực mạnh lập tức phong tỏa căn phòng đem cuộc hội thoại tại đây bảo mật đến cực hạn thanh bích lấy ra lưu ảnh ngọc bắt đầu thu lại cảnh tượng hiển nhiên sau khi hoàn thành có thể mang lên cho toàn thể cao tầng của đa bảo các quan sát tiêu thanh tuyền cũng làm y như vậy đây là thời khắc quan trọng nếu thành công hợp tác đối với sự phát triển của hậu cung sẽ là một bệ phóng khủng bố thân phận của hai nữ tại đa bảo các cực cao vì thế có thể toàn quyền quyết định hàng của ta chính là lạc nam phất tay cộp cộp cụ, cộp cộp hàng loạt bình ngọc xuất hiện trên bàn khiến ánh mắt của chúng nữ liên tục nhảy lên dưỡng nhan đan thật nhiều dưỡng nhan đan số lượng lên đến mười bình mỗi bình có đến mười viên bảo kiêu và thanh bích đứng bật dậy cảm thấy bản thân như đang nằm mơ mà nha đầu ái nhi càng là nước bọt chảy ròng ròng hận không thể lập tức nuốt mất toàn bộ đan dược chỉ với 10 bình này tin tưởng đa bảo các có thể kiếm lời 20 vạn mỗi năm chứ. Lạc Nam cười cười hỏi. Có thể hai nữ gật mạnh đầu tự tin, ánh mắt xinh đẹp phức tạp nhìn hắn. Dựa theo độ hào phóng của tên này, trong tay hắn nhất định còn dưỡng nhan đan, chẳng qua chỉ xuất ra 10 bình tạm thời mà thôi. Chắc không được khi lễ hội, hắn chẳng thèm trả giá, nữ nhân kia yêu cầu 10 viên lập tức lấy ra 10 viên. Không phải tên này phá của, mà dưỡng nhan đan của hắn có quá nhiều đến mức không thèm chú ý nếu có người hỏi khi tung lượng lớn dưỡng nhan đan ra thị trường, liệu có làm giá của nó suy giảm không? Câu trả lời sẽ là không. Dưỡng nhan đan mặc dù nhìn như nhiều nhưng vĩnh viễn không bao giờ là đủ. Vì nữ nhân trên đại lục còn nhiều hơn hay nói đúng là nữ nhân mê sắc đẹp trên tinh cầu không thể đong đếm. Dù tung ra một lần hàng vạn viên, cũng chỉ như mối bỏ biển trước sự điên cuồng của nữ nhân mà thôi. Với 10 bình dưỡng nhan đan này, nếu thỉnh thoảng chỉ tung ra vài viên, bán cho các nữ cường giả lắm tiền nhiều của, lợi nhuận thu lại sẽ khủng bố vô cùng. Chưa để hai nữ kịp định thần, Lạc Nam lại vung tay. Hơn 10 bộ y phục lộng lẫy quý giá xuất hiện. Những thứ này ta cũng cần đa bảo các tiêu thụ các vị có thể thu lấy một thành linh thạch bán ra, Lạc Nam nhấn mạnh một lần nữa. Không thành vấn đề hai nữ đồng thanh đáp. Theo ánh mắt của các nàng, những y phục này đều là địa cấp cực phẩm, hơn nữa được thiết kế mới lạ cao quý, dù hai nữ kiến thức hơn người quen nhìn các vật quý giá cũng bị mê hoặc, hướng chi những nữ nhân ngoài kia đừng thấy lạc nam chỉ để đa bảo các đạt được một thành linh thạch bán ra mà cho là ít nhưng một thành linh thạch đó vượt qua lợi nhuận của hơn mười tòa thành lớn mang lại thậm chí càng kinh khủng hơn nếu biết cách tiêu thụ ví dụ như mang từng bộ y phục ra đấu giá chẳng hạn giá tiền bán được nhất định vượt qua bán trên thị trường vô số lần lạc nam thấy hai nữ chấp nhận hài lòng gật đầu nói mỗi năm hậu cung sẽ cung cấp một trăm viên dưỡng nhan đan cùng mười kiện y phục địa cấp viên mãn nếu hợp tác thuận lợi số lượng hàng cung cấp sẽ gia tăng Bảo Kiều cùng thành Bích Âm thầm suy tính. Ví dụ như một viên Dưỡng Nhan đan có thể bán với giá một vạn cực phẩm linh thạch. 100 viên là 100 vạn, đa bảo các sẽ nhận được 10 vạn cực phẩm linh thạch huê hồng đó chỉ là con số ước tính, rất có thể còn nhiều hơn. Đương nhiên có giá cao như vậy một phần là do Dưỡng Nhan đan của Lạc Nam đạt đến cấp cực phẩm. Bản thân thành Bích và Bảo Kiều cũng rất khó tin, chỉ qua thời gian ngắn mà giá của Dưỡng Nhan đan gia tăng đột biến như vậy. Còn 10 kiện địa cấp cực phẩm y phục là hàng quý hiếm nếu tung vào các đấu giá hội, lợi nhuận thậm chí vượt qua dưỡng nhan đan. Độ quý giá của y phục này không phải là đẳng cấp của nó mà là độ lộng lẫy và xuất trần như tiên tin tưởng một khi tung ra sẽ khiến phái nữ điên cuồng. Chưa kể đây chỉ là bước đầu hợp tác mà thôi. Lạc Nam nói có thể gia tăng lượng hàng đấy thậm chí tên này rất có thể đưa pháp bảo thiên cấp hoặc linh cấp cho đa bảo các tiêu thụ. Không biết công tử muốn nhận linh thạch hay thứ gì làm đặt có không? Bảo Kiều và Thành Bích liếc nhau, nhuẩn miệng cười rạng rỡ chỉ cần lần hợp tác này thành công địa vị của hai nàng sẽ cấp tốc gia tăng nhận linh thạch lạc nam không ngần ngại nói thẳng nếu trước đây linh thạch là thứ hắn không cần thì khi sở hữu ra tốc trận lại trở thành thứ cần thiết nhất bảo kiều và thành bích khách khí đứng dậy trên tay bảo kiều xuất hiện một tấm thẻ bài trong suốt có viết lấy ba chữ đa bảo các lấp lánh như tinh tú giữa bầu trời đêm đây là thẻ khách quý của đa bảo các người sở hữu thẻ này có quyền yêu cầu gặp người thân phận cao nhất ở tất cả các chi nhánh của đa bảo các bất kỳ lúc nào đồng thời khi mua hàng luôn được giảm 20%. linh thạch sẽ lập tức có người mang đến cho công tử trước hết công tử có thể nhận 90 vạn xem như đặt cọc thành bích mỉm cười nói lạc nam cùng tứ nữ vươn người đứng dậy hắn nhận lấy tấm thẻ đa bảo các hân hạnh được hợp tác cùng hậu cung của quý công tử thành bích nhoẻn miệng cười nói bảo kiêu đại diện đưa ra bàn tay trắng như ngọc ngà của mình lạc nam mỉm cười đưa tay nắm lấy mịn màn chân nhắn cùng mắt lạnh chẳng cần hợp đồng có lưu ảnh ngọc của hai bên làm chứng so với hợp đồng càng đáng tin cậy hơn không ai có thể nghĩ rằng tại căn phòng này một cột mốc lịch sử ảnh hưởng đến toàn tinh cầu được sinh ra chương 248, hai loại nguyên liệu thành công hợp tác lạc nam một lần nữa nhắc lại vấn đề không biết hậu cung trở thành thế lực hữu hảo của đa bảo các có được những ưu đãi gì thanh bích cùng bảo kiều lường hắn Tên này vừa hốt 90 vạn cực phẩm linh thạch đã tiếp tục hỏi lợi ít rồi bất quá đối với người thực tế như vậy các nàng càng thêm có hảo cảm so với đám ngụy quân tử thèm mà ngại mạnh hơn nhiều. Trở thành hữu hảo của đa bảo các quyền lợi không nhiều, vì đa bảo các chỉ chú trọng kinh doanh mà không nhúng tay vào tranh đấu bất quá những quyền lợi đó dù là bắt cấp thế lực cũng không có đâu bảo kiều nhuận miệng cười xinh đẹp. Thứ nhất có thể mua các vật phẩm giới hạn vốn không bán ra, thứ hai có thể đạt được những thông tin tình báo quan trọng với giá hữu nghị cuối cùng là được đa bảo các bảo vệ trong khả năng có thể, chỉ cần không vấn vào quy định tham gia tranh đấu trên đại lục là được thành bích đôi môi hẽ mở giải thích. Có thể giúp ta đánh chạy đám cho đói bên ngoài không? Lạc Nam cười hỏi. Không thể điều đó đã vấn vào tranh đấu với vô số thế lực, phạm vào quy tắc không tranh đấu của đa bảo các bảo kiểu ấy nấy lắc đầu đa bảo các có được như ngày hôm nay là nhờ tuân thủ quy tắc một cách hoàn hảo không thể vì bất kỳ ai mà thay đổi kể cả các chủ như sợ lạc nam thất vọng thành bích vội vàng nói mặc dù không thể giúp công tử đánh chạy đám đông nhưng có thể để cử cường giả hợp thể hộ tống các vị an toàn rời đi hoặc có thể cho công tử mượn truyền tống trận truyền đến thành trì cách nơi này vạn dặm bọn hắn sẽ rất khó tìm được ngươi truyền tống trận bên trong đa bảo các chỉ có thể truyền đến những thành trì khác loại có thể truyền tống phạm vi khủng bố cách một đại lục như lần trước lạc nam dùng để cứu cơ nhã chính là đồ hiếm đa bảo các cũng chỉ có một lạc nam trầm ngâm một chút quyết định chọn truyền tống rời đi dù sao thì không ai biết hắn là ai chỉ cần đến thành trì cách xa vạn giảm khôi phục diện mạo đám người bên ngoài cũng bó tay nhờ hợp thể kỳ hộ tống chẳng khác nào đao mổ trâu giết gà lạc nam không muốn nợ ân tình của đa bảo các quá lớn khi chưa thật sự cần thiết huống hồ đa bảo các không có trách nhiệm phải luôn bảo vệ hắn thực lực của bản thân mới là chân lý có lời cam đoan của sư phụ, Lạc Nam chưa từng sợ hợp thể kỳ tập kích. Lời hứa của một độ kiếp kỳ và bắt chuyển thể tu đáng giá để hắn tin tưởng. Ngày sau các vị muốn liên hệ với hậu cung cứ tìm đến Hải Hồng Phái nhưng ta muốn mọi chuyện phải diễn ra hết sức bí mật Lạc Nam hướng bảo kiều và thành bích nghiêm túc căn dặn. Không thành vấn đề việc bảo vệ tư mật của khách hàng đa bảo các chúng ta đảm bảo hai nàng tự tin nói công tử nếu chủ động muốn liên hệ với chúng ta có thể đến bất kỳ chi nhánh nào của đa bảo các dùng thẻ khách quý sẽ có người thay ngươi liên hệ thành bích gật đầu nói rất tốt ta rất hài lòng với đa bảo các lạc nam gật đầu trật từ nhẫn chữ vật lấy ra hai bình ngọc nhét vào tay hai nữ xem như quả ra mắt ta tặng các nàng cũng cảm ơn thành bích từng nhiệt tình hỗ trợ nhã nhi và băng nhi bên trong mỗi bình ngọc là 10 viên dưỡng nhan đan thuộc về riêng các nàng tam nữ thấy hắn lấy lý do hợp lý cũng chẳng thể ý kiến gì chúng ta không cùng ngươi khách khí hai nữ hé môi cười rạng rỡ biết tên này là đại gia chỉ có ngốc mới khách khí với hắn ngoài ra ta còn có việc cần nhờ đa bảo các lạc nam nhìn sang tiêu thanh tuyển nắm lấy bàn tay mềm mịn của nàng nói không biết là chuyện gì như đã nói chỉ cần không phạm quy tắc chúng tôi sẽ hỗ trợ hai nữ tò mò hỏi bản thân các nàng cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì có thể khiến hắn nhờ vả phải biết hậu cung nhìn như không nhiều người nhưng ở trước mặt đã có hai vị tiên tử trên hoàng kim bằng đấy thực lực này đủ quét ngang hầu hết thất cấp thế lực rồi tiêu thanh tuyền nhu tình nhìn lại là nam làm sao có thể không hiểu suy nghĩ của hắn lúc này hẹ môi nghiêm túc nói hậu cung muốn tìm một khung xương của nữ cường giả độ kiếp kỳ tụ huyết thảo tặng tiến quả triệu năm nhân sâm và một thiên cấp cực phẩm linh dược bất kỳ có thể khôi phục linh hồn hậu cung muốn rèn đúc thân thể độ kiếp bảo kiêu và thành bích cùng nhau giật mình với kiến thức của các nàng vừa nghe qua nguyên liệu đã đoán được công dụng không sai không biết đa bảo các có những thứ đó không lạc nam trầm giọng nói tiêu thanh tuyền lo lắng siết chặt tay sư phụ nàng mặc dù không nói nhưng cũng cảm động ngập trời đỗ nhi và nam nhân của nàng muốn giúp mình sống lại dù phải nhờ và đối tác vừa thành lập có thể không cảm động sao cơ nhã và thủy nương khanh ngoan ngoãn ngồi một bên các nàng không biết sự tồn tại của sư phụ tiêu thanh tuyền bất quá là chuyện của người trong nhà cũng dụng tâm ghi nhớ thanh bích và bảo kiều liếc nhau trong mắt xuất hiện một tia kinh sợ rất nhỏ khiến các nàng hoảng sợ đương nhiên là yêu cầu của hậu cung hậu cung không phải vô duyên vô cớ muốn đúc thân thể độ kiếp làm gì chỉ có một nguyên nhân duy nhất là bọn họ có linh hồn của độ kiếp kỳ nếu thành công tái tạo hậu cung sẽ trở thành một trong các thế lực tốt đầu đại lục đối tác này đa bảo các chọn đúng rồi hít sâu một hơi bảo kiều mở miệng những thứ các vị đưa ra đều là vật hy hữu thậm chí có thứ còn tuyệt tích trên đại lục bất quá đa bảo các hiện tại vẫn còn lại hai trong số đó thứ nhất là một gốc tụ huyết thảo còn lại là một quả thiên cấp cực phẩm phục hồn đảo có công năng khôi phục linh hồn thành bích tiếp lời thật tốt quá tiêu thanh tuyền kích động nhảy vào lòng lạc nam thân thể rung lầy bẩy không ngờ chỉ trong một lần hỏi thăm lập tức tìm thấy hai loại nguyên liệu lạc nam cũng vui mừng nhanh nhẹn mở miệng không biết có thể lập tức bán cho ta hai thứ này đều là vật phẩm hiếm có không bán bất quá như đã nói ưu đãi của hậu cung nhận được lập tức có công dụng chúng tôi chấp nhận bán cho công tử với giá hữu nghị thành bích cười mỉm nói đa tạ các vị tiêu thanh tuyển chân thành túi đầu sự vui mừng trong lòng không sao đẻ xuống được hai thứ này đều ở tổng bộ muốn chuyển đến nga mỹ đây tốn khoảng 3 ngày chư vị có thể nghỉ ngơi chờ đợi bảo kiều đưa ra đề nghị không thành vấn đề lạc nam cùng tam nữ nhìn nhau gật đầu Cà ca á nhi cũng muốn ở lại cùng ngươi tiểu nha đầu non nớt nói được rồi ngốc hữu tặng cho mọi thích ở thì ở lạc nam xoa xoa đầu nhỏ của nàng lại đưa một bình dưỡng nhan đan hết sức sủng ái đa tạ ca ca á nhi vui mừng hoan hô nhảy cầng lên ôm bình đan dược vào trong lòng tiểu cô nương này không đơn giản bảo kiểu cùng thành bích âm thầm nghĩ hai nàng phát hiện quanh thân thể nha đầu này vậy mà có một lực lượng vô hình ngăn cản mọi người dò xét ít nhất dưới hợp thể rất khó nhìn ra manh mối các nàng cũng chẳng dành đến mức yêu cầu cường giả hợp thể của đa bảo các dò xét một tiểu nha đầu làm gì cũng tạm gác qua một bên chúng ta sẽ thay công tử do tìm tin tức về hài cốt nữ đột kiếp cùng các nguyên liệu còn lại hai nữ đưa ra hứa hẹn một lần nữa cảm tạ lạc nam chắp tay lúc này mới mang theo tứ nữ theo sau thành bích rời đi đến phòng dành cho khách quý nghỉ ngơi chờ đợi hai loại nguyên liệu chuyển đến sau khi được kim nhi xác nhận không có ai giám sát lạc nam không chần chờ mang tứ nữ thu vào trong linh giới châu tiểu nha đầu á nhi tung tăng nhảy múa mắt sáng như sao trời nằm trên đám mây cung đỉnh thụ lằn qua lộn lại hồi lâu vậy mà mệt quá lâm vào ngủ say lạc nam sùng ái nhìn tiểu nha đầu lúc này quay sang tam nữ mỉm cười chúng ta trang trí nhà nào tam nữ hớn hở gật đầu tiêu thanh tuyền vung tay cách cung đình thụ về hướng đông một khoảng cách ném ra biển nhân tạo cực lạc suối vốn nằm ở hướng bắc của cung đình thụ trước ánh mắt của đám người một trượng trục trượng trăm trượng một đại dương cấp tốc được hình thành nước xanh trong veo có thể nhìn thấy đáy bãi cắt trắng mịn màng ngốn lợn hình vòng cung từng con sóng em rượu gì rào thỉnh thoảng ùa vào thật đẹp tam nữ không nhịn được khen ngợi chỉ thấy từng bãi san hô hoang sơ diễm lệ giữa biển thậm chí có hòn đảo nhỏ mọc không ít rửa các mỏm đá lớn giữa biển nhô cao chẳng khác nào khu du lịch biển bậc nhất thế giới đời trước điều quan trọng là biển không hề sâu từ mặt nước xuống tận đấy chỉ tầm trăm mét mà thôi dưới đáy được vô số hòn đá biển đủ loại màu sắc che phủ lấp lánh mê người mua thứ này không lỗ chút nào tam nữ si mê nói lạc nam nhìn biển nhân tạo hướng chúng nữ cười nói các nàng đặt tên cho nó đi trong đầu hắn đã nảy sinh ý tưởng ngồi trên bãi cát nhìn đám vợ mặc áo tắm tung tăng nô đùa như xứ sở thần tiên gọi biển cực lạc luôn đi tiêu thanh tuyển suy nghĩ không do dự nói lạc nam cười khổ nha đầu nàng nghĩ quá đơn giản đi cơ nhã tính cách vốn lạnh lùng trong trẻo chẳng nghĩ ra tên nào hay gọi hoan lạc hải đi đã có cực lạc thì có thêm hoan lạc thủy nương khanh ánh mắt lóe lên đôi môi màu tím khẽ mở rất hay hạ hạ hoan lạc hải không tệ chút nào lạc nam hài lòng cười to ôm lấy nàng hôn chụt một phát đám người tiếp tục đến hướng nam của cung đình thụ ném ra tứ quý sơn ầm 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 ngọn núi cự đại cao hàng trăm trượng cấp tốc hiện hữu sừng sừng mà lên chiều cao thậm chí gần sánh ngang tầng cao nhất của cung đình thụ bên trên tứ Quý sơn thời tiết được chia thành từng khu vực riêng biệt hết sức độc đáo chỉ thấy dưới chân núi thì từng cây hoa mai hoa đào nở rực rỡ không khí rượu mát có chút ấm áp tượng trưng cho mùa xuân lên trên một thoáng không khí có phần oi bức lá vàng hoe mùa hạ tiếp cận đỉnh núi là sự lãng mạn với thời tiết nhẹ nhàng lất phất những giọt nước của mưa phùn Tận cung đỉnh núi thì kết thành từng bông tuyết trắng, hàng loạt đóa tuyết liên trong suốt cao quý rõ ràng là mùa đông. Bốn mùa nằm ở bốn tầng núi khác nhau, cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong thần thoại nhưng lại là sự thật. Lạc Nam hét to một tiếng thoải mái, kéo lấy Tam nữ phi thân mà lên. Ở mỗi tầng núi đều có một đình viện trang nhã cổ kính được làm bằng gỗ, để chủ nhân có thể tận hưởng từng bầu không khí khác nhau. Thần kỳ đến cực điểm. Lạc Nam và Tam nữ ngồi bên trong đình viện trên đỉnh núi, đưa tay nhặt lấy từng đóa hoa tuyết mát lạnh chân thật vô cùng tiểu sư thích thú nằm dài trên tuyết bộ lông trắng xóa ẩn nút bên trong cái đầu nhỏ ló lên khả ái đến cực điểm đám người phát hiện tất cả hoa tuyết hay mưa phùn và nắng ấm trên núi đều được hình thành từ linh khí tứ quý sơn hấp thụ linh khí và tạo ra cảnh vật bốn mùa tóm lại chỉ cần linh giới châu còn linh khí tứ quý sơn sẽ mãi hoạt động theo quy tắc của riêng nó tuy bốn mùa chỉ thể hiện trên một ngọn núi mà không phải toàn bộ linh giới châu nhưng lạc nam đã cảm thấy thỏa mãn đôi chút rồi nếu mộng ảnh của hắn gặp được nhất định sẽ rất vui. Ngồi trên đỉnh núi lạnh, cùng tam nữ uống trà nóng thưởng thức các cảnh đẹp dưới thân núi còn gì tuyệt vời hơn. Tiểu Nam, nếu có thể đem một số yêu thú hoang dã hiền lành thả vào tứ quý sơn nhất định sẽ rất thú vị Thủy Nương Khanh cười nói. Đúng vậy, không những tứ quý sơn biển nhân tạo cũng có thể cho các loài cá đẹp sinh sống lạc Nam cười tán thành. Yêu thú chỉ cần đến nhị dai, bản thân chúng đã không cần ăn uống và bài tiết, thả bên trong này nuôi dưỡng là một ý kiến không tồi. Với lượng linh khí nồng đậm, chúng thậm chí còn trưởng thành nhanh hơn bên ngoài. Ngồi nghỉ trong chốc lát, cơ nhã hướng về phía tây của cung đình thụ, ném ra linh dược điển. Giống hai thứ còn lại, linh dược điển cũng cấp tốc biến lớn. Bất quá kích cỡ chỉ đạt đến 40 trượng vông, bên trên là đất đai hết sức màu mỡ dầu linh khí ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Tiểu Nam, chờ tiếp một chút tiêu thanh tuyển phi thân đến linh dược điển, từ nhẫn chữ vật lấy ra hàng trăm gốc linh dược. Nhanh nhẹn cắm xuống. Đây là một phần trong đám linh dược hắn mua cho nàng tại Bạch Ngọc Thành, đủ các chủng loại màu sắc khác nhau. Rất nhanh linh dược điển đã có chút quy mô, không còn buồn thể. Ken, dung hợp thành công linh giới châu đẳng cấp tăng lên siêu việt chân cấp tâm thanh hệ thống thông báo bên hai. Lấy cung đỉnh thụ làm trung tâm đông có hoan lạc hải, tây có linh dược điển, nam có tứ quý sơn, bắc có cực lạc suối lạc nam hải lòng nói. Tạm thời như vậy là đủ về phần ngũ hành tiểu thế giới, chỉ có thể xem vận khí của hắn. Thiếp mặc dù có kiến thức về linh dược, nhưng lại không có kinh nghiệm chăm sóc, nuôi trồng chúng nó no tiêu thanh tuyển trầm ngâm ở miệng. Hậu cung nếu muốn phát triển cần không ngừng linh dược các loại quý hiếm, cách tốt nhất là tự trồng mà muốn trồng phải có chuyên gia dành về mảng này. Chuyên gia trồng linh dược sao? Lạc Nam ánh mắt lấp lóe Cửa hàng may mắn thỉnh thoảng cũng xuất hiện linh dược, bất quá chỉ một gốc mà thôi. Nếu hắn từ hệ thống mua, sau đó đem gieo trồng và nhân giống linh dược sẽ dùng mãi không đoạn tiêu thanh tuyển và sư phụ nàng trong tương lai cũng thoải mái luyện đan mà không lo thiếu thốn. Chuyên gia chăm sóc linh dược, các nàng biết hay không? Lạc Nam nghiêm túc hỏi thăm. Chỉ cần đối với sự phát triển của hậu cung có trợ giúp, hắn sẽ không bỏ qua. Một linh tộc nha công tử chủng tộc đó nổi danh trong việc chăm sóc dược liệu trên toàn vũ trụ, thậm chí có thể rút ngắn thời gian trưởng thành của dược liệu bất quá không có mặt ở Việt Long Tinh Kim Nhi thở dài đáng tiếc nói. Có thể hòa hợp với thiên nhiên, thậm chí nghe được tiếng lòng của thực vật chỉ có một chủng tộc tại tinh cầu này có được năng lực đó đúng lúc này, cơ nhã và thủy nương khanh cùng nhau đồng thanh. Chủng tộc nào? Lạc Nam và Tiêu Thanh Tuyền không nhịn được hỏi nhị nữ nhìn nhau, môi son hé mở. Thinh linh tộc. Chương 249, Tuyết hồng. Thinh linh tộc sao? Lạc Nam cười cười, nhìn sang tiểu nha đầu đang ngủ mê trong lòng âm thầm ghi nhớ. Hơi suy nghĩ, hắn lấy ra gia tốc trận quan sát, chích nhẹ giọt máu nơi đầu ngón tay, nhỏ vào bên trong. Cảm giác liền kề được sinh ra, hết sức kỳ diệu dường như chỉ cần hắn muốn, có thể đem trận bàn bao phủ toàn bộ linh giới châu, chỉ là nếu làm như vậy, chỉ sợ số lượng linh thạch khổng lồ vừa có sẽ tan biến thành hư vô các vị lão bà nơi này khung cảnh hữu tình chúng ta có nên bàn luận một chút chuyện nhân sinh nhìn tam nữ xinh đẹp ngồi nơi đó lạc nam cười hề hề bắt đầu dở thói vô lại tam nữ vừa nghe giật thoát trong lòng ba gương mặt tuyệt mỹ đỏ bừng vội vàng đứng dậy ta ta cần luyện hóa hai tôn đan đỉnh ngươi tặng tiêu thanh tuyển chống ngực đập thình thịch thả người bay vọt về cung thiếp cũng nên tu luyện hàn mai loạn vũ trang đừng quay giày đó cơ nhã gắt giọng gương mặt trắng non nhanh chóng đường đỏ lăng ba vi bộ triển khai đến cực hạn chỉ thoáng chốc đã trở về nhã cơ cung ta ta cần ta cần thủy nương khanh chưa được hắn tặng thứ gì ấp á ấp đúng muốn xoay người chạy mất nàng không có thứ gì để cần ở lại bồi phu quân chơi đùa lạc nam cười khoái trí vươn tay trọc tới thủy nương khanh đã bị ôm vào trong ngực trong khoảng khắc đó hương thơm nữ tính lan tràn người người muốn làm gì thủy nương khanh sợ hãi vẩy vùng nhưng sao có thể thoát khỏi ma chảo của đại sát lang đương nhiên là cùng nàng bàn chuyện nhân sinh hành động vĩ đại duy trì nói giống lạc nam kể môi sắt vành hai nàng hà hơi thở nóng rực vô sỉ sao lại là ta thủy nương khanh cảm thấy toàn thân bị linh giới châu giữ chân bàn tay trắng như phấn đập thỉnh thịch vào ngực hắn hai nữ kia hắn để chạy mất sao không cho nàng chạy bởi vì nàng không thể cùng ta về ta đương nhiên phải tranh thủ yêu nàng lạc nam đem vòng eo như liếu xiết chặt đặt nàng ngồi trên bắp đùi nhu đu tình thủ thị ta thủy nương khanh sự lại trong lòng mềm nhũng tựa đầu vào lòng ngực săn chắc Hải Hồng Phái đang trong giai đoạn quan trọng, nàng ngồi bên cạnh hắn thời gian ngắn thì được nếu muốn theo hắn về băng thiên đại lục, là chuyện rất khó. Thùy mặc còn trẻ người non dạ cần người chỉ dạy, huống hồ tiểu tử đó còn là học sinh trong bách linh học phủ, không thể cai quản Hải Hồng Phái trong thời điểm này. Mẫu thân Thủy Sương Hoa cũng không đủ thực lực để chấn nhiếp một phái. Chưa kể còn chuyện làm ăn với đa bảo cát, phải thông qua Hải Hồng Phái liên hệ với hậu cung. Huống hồ nếu hiện tại nàng theo hắn về, cũng chỉ có thể ở trong linh giới châu thân phận của nàng không thích hợp xuất hiện trong thánh linh học phủ. Hàng ngàn hàng vạn nguyên nhân, để hai người phải tạm chia tay khi Lạc Nam quay về. Nghĩ đến sắp tới không nhìn thấy hắn trong thời gian dài, Thủy Nương Khanh toàn thân rung dậy, mặt đẹp vu buồn. Nóc nàng có lệnh bài truyền tống khi nào nhớ ta có thể lập tức truyền vào Thủy Linh cung sau đó lại có thể sẽ rách hư không trở về Hải Hồng phái mà Lạc Nam nhìn nàng mặt ủ mày chau, cương chiều nhéo nhéo cái mũi, mở miệng an ủi. Thủy Nương Khanh thở phào một hơi, là nàng lo quá nên bị loạn không kịp nghĩ đến phương án đó chừng mắt nhìn. Thì ra ngươi đã tính trước, nếu đa bảo các có liên hệ với hậu cung, ta sẽ là người truyền tin chứ gì. Không sai vai trò của nàng và hải hồng phái rất quan trọng đối với tương lai của hậu cung đấy lạc nam vuốt ve mái tóc mềm của giai nhân, gật đầu nói. Qua cho ta đâu? Đừng nói không có. Thủy nương khanh xuề ra bàn tay trắng như phấn, yêu kiểu mở miệng. Khôi vội nàng xem đây là thứ gì. Lạc nam cười cười, từ nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc cốc trà bên trên miệng cốc vẫn còn vết son mê người màu tím Người biến thái cất giữ làm gì thủy nương khanh đỏ mặt quát một tiếng tên này vậy mà đem cốc uống trà của nàng lưu giữ trong lòng xấu hổ không nói thành lời ta chỉ uống nhầm cốc của nàng đã cảm thấy ngọt ngào thấm ruột gan hiện tại sao có thể bỏ qua đoá hoa kiểu diễm này lạc nam cười hà hà trong ánh mắt hoảng loạn của thủy nương khanh nâng lên cái cằm chân bóng của nàng hướng về đôi môi tím diễm lệ kia hôn xuống ưng ừ. thủy nương khanh yêu kiều hư một tiếng hai đôi môi đã khóa kín lấy nhau đồng nghĩa nụ hôn đầu của nàng đã mất nhớ lại cảnh tượng mình dùng môi phục vụ trên tàu trái tim nàng đập mạnh nhắm chặt đôi mắt đẹp mặc hắn muốn làm gì thì làm Chụt. lạc nam say mê nhấm nháp đoá hoa tím diễm lệ mềm mại và ướt át vị ngọt ngào tự nhiên vị son môi như nho chín cùng vị đặc trưng của nữ nhân trong miệng nàng không ngừng phả ra bảo bối hé miệng nhỏ nào lạc nam bàn tay lần xuống bờ mông căn đầy truyền âm một tiếng thủy nương khanh vô thức nghe theo hai cánh môi hé mở hàm răng ngọc ngà tách rời chụp trụt. trong khoảng khắc đó đầu lưỡi trực chỉ tiến vào nồng nhiệt thám hiểm khám phá tận tình ngỏ ngách bên trong miệng thơm của thủy linh tiên tử lưỡi nàng bị xoắn lấy mút chùn chụt như khát nước đã lâu lạc nam chỉ cảm thấy toàn thân thư thái như muốn nổ nữ nhân cá tính kèm một chút kiêu ngạo này đã dâng mình cho hắn trao cho nàng nụ hôn sâu nhất có thể nước miếng hai người chảy dài quanh mép bàn tay đã như du long ra biển tận tình leo trèo thám hiểm trên cơ thể khỏe khoắn dẻo dai kia sau lớp áo êm rượu bầu ngực nàng nảy nở trong tay hắn bờ mông căn tròn bị xoa bóp không thương tiếc cảm giác đàn hồi cùng có giãn khiến lạc nam yêu thích không rời tiểu nam tiếp mọi miệng quá chàng hôn nhẹ một chút hử thủy nương khanh hồn hển truyền âm lười hắn như tiếp cận cổ họng nàng nàng thích rượu dàng một chút lạc nam xấu hổ hắn quả thật hơi phấn khích rồi đã lâu chưa được thân mật cùng nữ nhân khiến hắn hơi thô lỗ vội vàng nhả lưới nàng ra ôn nhu hôn lấy hai cánh ngôi liếm lắp mút nhẹ đúng rồi thiếp thích như vậy thủy nương khanh mở đôi mắt ngập nước vòng tay như rắn quấn lấy eo nam nhân hai người đang ở đình viện cao nhất của tứ quý sơn xung quanh là từng bông hoa tuyết xinh đẹp nhưng cũng có phần lạnh giá ôm chặt lấy nhau lạc nam cảm thấy không hài lòng tách ra môi nàng nhanh nhạy thoát y phục thân thể săn chắc khỏe mạnh lại hiện ra dương vật hùng dũng đầy gân xanh hiên ngang đứng thẳng thủy nương khanh vừa gặp lại nó gương mặt mê người hửng hồng vô thức vươn tay nằm lấy hít đúng rồi chăm sóc nó đi nàng lạc nam thoải mái hít thở không quên thay nàng cởi bỏ y phục chỉ thoáng chốc tuyệt phẩm của thiên nhiên xuất hiện cảnh tượng tiểu diễm không khác tối trên thuyền hôm đó mái tóc xám khói xòa tung thân thể trắng non như tuyết bạch yếm đào phủ lấy lượng giới sơn nơi tư mật được nội khố bảo vệ lạc nam chỉ cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung đem nàng bế phốc dậy chàng muốn làm gì thủy nương khanh giật mình đôi chân thon dài kẹp chặt hông hắn yêu nàng trong tuyết lạc nam nóng rực đáp trả lao xuống đống hoa tuyết trắng lạnh đệ nàng nằm xuống vậy cũng nghĩ ra được thủy nương khanh lườm tên này một cái tiếp tục dâng lên môi thơm Chụt chụt. Lạc Nam ngấu nghiến, nhanh nhẹn cởi bỏ áo nhỏ của nàng. Đôi gò đào so với tuyết còn trắng hơn nẩy bật ra hình thành từng con sóng lan tan, quần vũ hồng nhuận đều đặn cùng hạt anh đào nổi bật giữa làn tuyết trắng, thật sâu mê hoặc Lạc Nam. Chúng đẹp quá khanh nhi. Mới biết sao? Thủy Nương khanh tiêu ngạo hỏi, cố tình ngượn ngực khiến cặp vũ rung rung. Bàn tay Lạc Nam lập tức đem một bên nắm lấy xúc cảm tuyệt diệu truyền về, khiến hai người rên lên một tiếng. Không nhịn được kích thích, hắn rời khỏi môi nàng, vùi đầu hôn khắp các vùng da thịt từ má xuống cổ nốt chùn chuột để lại từng dấu huyết đỏ trên da thịt tuyết trắng của nàng nhất là vùng xương quai xanh tinh xảo bị phủ đầy vết răng của hắn nam nhân này cũng có một mặt thật trẻ con thủy nương khanh rung dày trước động tác chiếm hữu của nam nhân nhìn hắn vùi đầu vào vú mình trong mắt nhu tình ướt át lạc nam say mê mút lấy đầu nún cương cứng như pha lê hồng chỉ cảm thấy vị ngọt vào miệng không tan mỹ vị nhất trần chúng nữ mỗi người đều có vị đặc trưng riêng khiến hắn chơi hoài không chán ưm nắn nhẹ một chút chàng muốn chơi hỏng sao thủy nương khanh giật giật cơ thể đôi chân thon dài rẽ ruổi trong tuyết bầu vú nàng bị hắn nhào nắn thành muôn vàn hình dáng bảo bối yên tâm ta rất có kinh nghiệm sẽ chỉ giúp chúng nó to hơn và hấp dẫn hơn mà thôi lạc nam ngẩng đầu nhìn nàng cười hề hề tiếp tục cuối xuống bu liếm vú nàng săn chắc đàn hồi nữ nhân vùng biển tư vị tuyệt vời khiến hắn say mê chụp chụp ư ừ bên dưới thiếp ngứa thủy nương khanh chỉ cảm thấy hạ thân như có kiến bỏ nội khố đã sớm ướt cắn môi nỉ non lạc nam nghe vậy kích thích tột độ một bàn tay đang mân mê vòng eo co giãn thỉnh thoảng trêu chọc lô rốn tinh xảo của nàng cấp tốc di chuyển xuống dưới rất nhanh một mảnh lầy lội ở ướt vào tay hắn lột phăng nội khố của nàng đưa lên mũi ngửi một hơi sau đó thu vào nhận chữ vật làm kỷ niệm á à, tên biến thái này trang thu thứ đó làm gì Thủy nương khanh phát hiện động tác của hắn thần kinh trợn căng cứng âm đạo gì nước càng thêm dữ dội muốn vươn bàn tay tắt hắn muốn đánh phu quân ngay cả côn thịt của ta nàng còn ngầm được dám nói ta biến thái. Lạc Nam nít miệng, đem nàng đặt nằm ngang dưới tuyết, hắn từ phía trước ôm lấy thân thể trần chuồng, bàn tay thỏ ra sau, hướng về cặp mông đầy đặn vô xuống. Bút bút bút. Đáng ghét gây ra tê quá ngứa chàng điên rồi thủy nương khanh quằn mình kịch liệt trong lòng ngực săn chắc, bờ mông bị đánh khiến nàng tê dại nhưng cũng tràn ngập khoái cảm. Bầu vú nàng liên tục ma sát vào lồng ngực mình, khiến lạc nam thư thái vô cùng, càng thêm ra sức. Giữa từng đông tuyết trắng, hai cơ thể trần truồng quân lấy nhau, bàn tay kia vẫn vua xuống ngông nàng. Mau xin phu quân tha cho. Lạc Nam thích thú, vừa ôm nàng vừa ra tăng lực đạo trong tay, khiến bờ mông tròn trắng của nàng đỏ hoe. Trang nắm mơ thủy nương khanh vùng vẫy nhưng vô vọng, mỗi cú đánh của hắn, lỗ nhỏ của nàng lại dỉ thêm một chút. Bút bút bút. Lạc Nam đánh liên tục vài chục cái, cương cứng đến tột độ, nhấc một chân nàng lên. Khe thịt thần bí hiện ra, hai mảnh môi lầy lội không chịu nổi, từng nếp gấp tinh xảo co bớp, phía trên âm hạch chính là thảm cỏ non giống màu tóc nàng, khung cảnh hết sức hoàn mỹ bảo bối phu quân yêu nàng yêu rất nhiều lạc nam gầm thét một tiếng côn thịt đẩy sâu vào tương lớn quá á thủy nương khanh mắt mũi tem lem thở hổn hển cảm nhận vật lạ xâm nhập một cơn đau nhói bao phủ thân thể nàng lạc nam biết thủy linh tiên tử chính thức thuộc về mình hư 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 chật quá ấm nóng mềm mại muốn bóp chết phu quân sao hắn thở nặng nhọc một lần nữa khóa kín đôi môi diễm lệ dương vật cứng ngắc được khe thịt bao phủ hai người chính thức hòa làm một lớp tuyết trở thành một màu hồng đỏ diễm lệ thủy nương khanh cảm giác bờ mông đã hết tê dại bàn tay kia ôn nhu xoa nhẹ nhàng nơi nhạy cảm bị lấp đầy đôi môi bị khóa chặt nàng như hòa tan vào cơ thể hắn Ưm chàng có giỏi thì đánh tiếp khỏe mắt nàng long lanh cảm nhận lưỡi hắn nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi mình giận hờn chuyến âm ngốc ta là đánh yêu nàng sao nỡ thật sự ra tay lạc nam vỗ về tấm lưng chân tuột không dám động dương vật sợ nàng đau cơn nứng khiến hắn sắp phát điên chỉ có thể để mặc côn thịt giật giật biểu tình bên trong âm đạo thủy nương khanh chủ động nút lấy lười hắn bàn tay mềm mại giận hờn ngắt méo đầu ti lạc nam cảm nhận giây phút ẩn chứa ngàn vạn cảm xúc này lạc nam áp chế huyền thủy đỉnh đang rung ầm ầm trong đan điền đã có kinh nghiệm lần trước lần này hắn muốn cùng nàng thưởng thức trọn vẹn cũng may có diễm tâm đỉnh quá cường đại chân áp huyền thủy đỉnh không thể làm cản thủy nương khanh hôn hắn một hồi lúc này cảm giác cơn đau vơi đi dương vật kia kháng nghị trong cơ thể nàng muốn ăn tươi nuốt sống cô bé của nàng vậy điều này khiến nàng thích thú nhả môi hắn ra trêu tức nói mau cầu thiếp rồi thiếp cho động nín nhịn không tốt đâu nha lạc nam vuốt ve má nàng hôn nhẹ lên cái chán chân bóng ôn nhu hỏi nàng hết đau rồi đúng vậy bất quá chàng phải cầu thiếp mới cho thủy nương khanh kiều hừ nói tên này dám đánh mông nàng lạc nam trợn quỷ dị cười xấu xa thủy nương khanh giật thoát, chưa kịp phản ứng đã bị hắn xoay người đẻ ngựa xuống nàng là của ta ta muốn chơi khi nào thì chơi cần gì phải cầu lạc nam cười ha ha dương vật như được bùng nổ ra sức nhấp mạnh bạch 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 bắp đùi hai người liên tục chạm nhau âm thanh xấu hổ vang vọng đỉnh núi a tê sướng chàng sao có thể bá đạo như vậy thủy nương khanh rên rỉ yêu kiểu tức giận đến nghiến răng lạc nam vươn tay xuống nắn bóp bầu ngực sửa cảm nhận thành âm đạo ma sát kịch liệt với côn thịt thoải mái hét giải. ta chơi vợ mình còn cần cầu xin sao quá mất mặt chơi cho nàng phục luôn côn thịt đâm thật mạnh mỗi cu ra vào đều sâu đến tận cùng dung dịch lầy lội họ kẹp màu trắng đục tràn đầy nơi hai người kết hợp bộ ngực của thủy nương khanh đông đưa lên xuống nàng chỉ cảm thấy đất trời mơ màng phiêu phiêu dục tử phải vươn tay ôm hắn để giữ thăng bằng dù đang nằm dưới tuyết bên ngoài thì lạnh trong nàng thì ấm cảm giác này quá mỹ diệu lạc nam túi xuống ôm xiết cơ thể trần truồng của giai nhân sướng khoái thủ thị thiếp cũng sướng hừ hừ của chàng vào sâu quá thủy nương khanh nằm im tận hưởng mỗi lần đầu côn thịt chạm đến hoa tâm là cơ thể nàng bùn rùn không còn sức lực dâm thủy ướt đẩm làn tuyết hai con người thăng hoa trên đỉnh nhục dục nàng chuyển động vòng eo như thế sẽ càng sướng hơn lạc nam hướng dẫn vẫn không ngừng nghỉ đánh sâu vào. Thủy Nương Khanh rất có thiên phú, lắc lư vòng eo theo nhịp nhấp của hắn, quả nhiên chỉ cảm thấy dây thần kinh càng thêm tê dại, nhục động của nàng chật hẹp hơn bao giờ hết, tận tình để nam nhân tung hoành năng dọc. Lạc Nam túi xuống hôn lấy đôi môi một lần nữa, bên dưới nhấp dữ dội. Bạch 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 bạch. Sau hàng giờ hắn vẫn tận tình nhấp mạnh. Âm thanh rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc sảng khoái của nam nhân vang vọng khắp đất trời. A à Sương chết tiếp quá kêu chàng làm nhẹ rồi mà Thủy Nương Khanh truyền âm hoài hoái, miệng nhỏ bị hắn lấp đầy khiến nàng mơ mơ hồ hồ từ tận cùng nơi cơ thể một thứ gì đó sắp tràn ra xúc cảm lên đến tột độ lạc nam cảm nhận lỗ nhỏ co bóp kịch liệt như có lực hút muốn cướp mất côn thịt của hắn vậy sướng quá bảo bồi chúng ta đổi tư thế bế phốc thủy nương khanh dậy phi thân về đình viện để nàng tựa lưng vào cột đỉnh, nâng đôi chân thon dài lên kẹp lấy hương hắn lạc nam ở đối diện nhấp mạnh vào âm đạo bạch bạch thủy nương khanh nhìn thấy mình đang bay cơ thể nàng không còn nghe nàng sai khiến đang ra sức phối hợp với côn thịt kia a a a chết thiết rồi ở tư thế mới khiến thủy nương khanh khoái cảm lan tràn tức nước vỡ bờ thứ tận cùng bên trong cơ thể nàng đang tràn ra chúng ta ra cùng nhau nàng tuyệt vời quá lạc nam lưu luyến nhấp mạnh thêm vài chục cái gầm mạnh toàn thân đem vô số tinh hoa nồng cháy bắn thẳng mà vào nhiều quá nhiều tinh dịch khiến dương vật hắn giật mạnh liên tục cắm sâu vào tử cung nàng bắn mãi không hết lạc nam sung sướng nhắm mắt dư vị này khiến hắn say mê đã lâu rồi chưa được giao hoan, lượng tinh trùng quá mức khủng bố, Thủy Nương Khanh chỉ cảm thấy lỗ nhỏ của mình nóng hổi, nơi đó có vô số sinh mệnh tràn vào khiến nàng giả rời cũng đầy sung sướng. Thì ra làm chuyện này thật tuyệt diệu. Hừ 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 hừ, nàng há to miệng thở hồn hện, Lạc Nam yêu thương ôm chặt vào lòng lấy ra chặn nệm hai người cùng nằm xuống. Hắn ôn nhu vuốt ve từng tất da thịt từng đỏ, liếm láp mồ hôi trên mặt nàng côn thịt vẫn lấp đầy, tinh dịch tràn ra ngoài nhỏ thành giọt xuống sàn giúp nàng tận hưởng cao trào một cách trọn vẹn nhất một âm thanh rên dỉ nỉ non bên hai thiếp hạnh phúc lắm chương 250 vẫn bị theo đôi thích không? lạc nam sắp xếp mái tóc rối bời của thê tử trêu chọc hỏi tạm được thủy nương khanh xấu hổ cười cười mỉm mỉm phun ra hai chữ nơi tư mật của hai người vẫn gắn kết liền cảnh nàng đang muốn xoay người đứng dậy hành động của nàng khiến côn thịt sắp trượt ra khoan nào lạc nam nắm tay kéo lại một lần nữa đem côn thịt cắm sâu vào ứng thiếp cảm thấy hơi đau chàng khỏe quá vậy thủy nương khanh cao đôi mày liễu trừng mắt nhìn hắn yên tâm phu quân nàng biết thương hoa tiếc ngọc đấy lần này chúng ta làm chính sự lạc nam ôm nàng giải thích chính sự trong tư thế này thủy nương khanh lường tên này một cái nhéo mạnh đầu ti hắn ngoan nằm im tập trung tinh thần lạc nam nghiêm túc nói thủy nương khanh nghĩ hoặc thấy hắn không có vẻ là giả vờ ngoan ngoãn nằm im hắn liếc sang nha đầu á nhi còn đang ngủ ôm lấy thủy nương khanh bay vào thủy linh cung đóng chặt cửa hai người gắn khít trên giường bàn tay vừa lật đem ra tốc trận phóng to ra bao phủ cả hai người móc ra hai vạn linh thạch ném vào hạch tâm trận pháp trong khoảng khắc đó thời gian bên trong triệt để gia tốc rốt cuộc chàng muốn làm gì thủy nương khanh tò mò thật sự ta chuyển cho nàng công pháp song tu nhân tiện hấp thu một phần nhất bản linh thủy của nàng lạc nam chân thật nói ừm chàng làm đi thủy nương khanh gật đầu thả lỏng toàn thân nàng cũng không thắc mắc hắn muốn làm gì chỉ biết ngay cả trái tim cũng giao cho hắn còn sợ gì nữa. Lạc Nam trong lòng cảm động, không nhịn được khóa môi nàng lần nữa, dương vật nhẹ nhàng vận động. Khẩu quyết của Long Tiên Thánh Điển nhanh chóng truyền qua. Thủy Nương Khanh cảm nhận từng luồng kinh văn thần bí truyền vào tâm trí mình, cao thâm đến cực điểm. Làm xong tất cả, Lạc Nam bắt đầu buông bỏ chấn áp với Huyền Thủy Đỉnh. Vù vù. Trong khoảnh khắc đó, vô tận Huyền Thủy thông qua nơi tư mật truyền ra, tiến vào cơ thể Thủy Nương Khanh. Mà Niết Bàn Linh Thủy trong người nàng như cảm ứng được kêu gọi, vội vàng tiến ra bên ngoài. Huyền thủy mặc dù đẳng cấp thua xa dị thủy, nhưng lại trở thành chất xúc tác để dung hòa cả hai. Cũng giống như lúc Lạc Nam cùng Diễm Nguyệt Kỳ, từ tâm phần không viêm trở thành chất để dung hòa kim ô hư hỏa. Với điều kiện là người đối diện cũng nhận được lực lượng từ cơ thể hắn. Đấy chính là công dụng thần kỳ của bất hủ diễn sinh kinh mang lại. Đối với Diễm Hồng Liên, vì nàng ấy không tu công pháp này, nên lạc nam không thể chủ động đem dị hỏa của mình chia sẻ cho nàng mà từ tâm phần không viêm của diễm hồng liên cũng không thể chủ động thu hút dị hỏa trong người hắn ra trao đổi bởi bản thân hắn có được từ tâm phần không viêm rồi tình huống của tân Ngọc ảnh cũng giống với diễm hồng liên bởi trong người nàng hiện tại có bát hoang hoành thiên viêm nhưng chính lạc nam cũng có vì thế hắn không thể đem dị hỏa khác truyền qua cho nàng tóm lại bất kỳ nữ nhân nào muốn nhận được lực lượng dị hỏa của lạc nam thông qua song tu bản thân nàng ấy phải sở hữu ít nhất một loại dị hỏa mà hắn chưa có hoặc hỏa diễm nào đó mạnh hơn cả dị hỏa, như vậy mới khiến diễm tâm đỉnh hứng thú. Nếu lần sau lạc nam cùng thanh tuyền song tu, hắn sẽ phải dùng một loại dị hỏa của mình để dẫn dụ lấy ưu minh quỷ hỏa của nàng, mà tiêu thanh tuyền đương nhiên cũng sẽ nhận được lực lượng dị hỏa đó của hắn. đơn giản là vậy. Lúc này đây, một làn nước xanh đậm và lục hỏa quyện vào nhau hình thành quả trứng nước đem hai người bao phủ. Hơn một ngày thời gian thực tế trôi qua, theo ý niệm của lạc nam, gia tốc trận rừng hoạt động hắn ôm lấy thân thể trần truồng của thủy nương khanh ngón tay nhẹ nâng nghiết bàn linh thủy xuất hiện trên đầu ngón tay tung tăng nhảy múa lạc nam thủ cắn nát đầu ngón tay mình lập tức làn nước ấy nhanh chóng bao phủ chưa đến nháy mắt vết thương lập tức lành lại tiểu nam công pháp tràng tu thật thần kỳ thiếp cảm nhận được dị thủy hầu như không bị yếu bớt hơn nữa bản thân thiếp còn nhận được huyền thủy thủy nương khanh nằm trong ngực hắn tán thán mở miệng đúng vậy lạc nam cười hỏi thấy long tiên thánh điển thế nào thủy nương khanh ngưng trọng gật đầu rất thần kỳ thiếp chưa từng thấy công pháp nào cao thâm như vậy. Được rồi, đó chỉ là công pháp song tu mà thôi đây mới là thứ thật sự ta dành cho nàng. Lạc Nam vươn tay, một ngọc bội bao phủ bởi vô tận lôi đỉnh xuất hiện. Giống. Bên trên ngọc bội, một thân ảnh phá không mà ra, ngửa mặt lên trời thét gạo, uy lực ngập trời. Là công pháp. Thủy nương khanh trái tim đập nhanh, nhớ lại ngọc bội hắn tặng cho Thủy mặc. Lạc Nam gật đầu nghiêm túc, thứ này hắn phải tốn hơn 100 triệu điểm danh vọng liên tục đổi mới cửa hàng không ngừng nghỉ mới chịu xuất hiện. Quyết tâm dành riêng cho nàng. Thủy Nương Khanh không thể lập tức theo hắn như chúng nữ, điều này khiến Lạc Nam đối với nàng có một tia gái náy, vì thế dốc hết sức đền bù nhất có thể. Công pháp gì vậy chàng? Nàng đã không nhịn được tò mò, cảm giác lôi đỉnh quyến rũ kia hận không thể lập tức tu luyện. Lôi Lân Bá Thương quyết tầng một linh cấp cực phẩm công pháp Lạc Nam gật đầu nói. Linh cấp cực phẩm, chỉ tầng 1. Thủy Nương Khanh trợn tròn mắt. Đúng vậy, các tầng tiếp theo ta chưa đủ khả năng sở hữu, bất quá chỉ tầng 1 đã đủ cho nàng tu luyện Lạc Nam cười nói. Dựa theo thông tin hắn xem từ Lôi Lân Bá Thương Quyết, đây là một công pháp dùng thương người tu luyện có thể mô phỏng theo tư thái của thần thú Lôi Kỳ Lân, tu đến tầng cao nhất, lực lượng thậm chí sánh ngang Lôi Kỳ Lân chính tông bá tuyệt thiên hạ. Thủy Nương Khanh đã định chức có huyết mạch Thủy Kỳ Lân, nếu tu thêm công pháp có lực lượng tương xứng của Lôi Kỳ Lân, nàng sẽ trở thành song lân chiến tướng. Tương lai sẽ là một tuyệt thế dung tướng dưới tay hắn. Kim Nhi từng nói, khi dung hợp huyết mạch thần thú, tu sĩ sẽ tự động nhận được các loại truyền thừa của chính thần thú đó. Vì thế nàng chẳng cần công pháp của Thủy Kỳ Lân làm gì, có thể tự động lĩnh ngộ từ truyền thừa huyết mạch. Mau cho thiếp thủy nương khanh hưng phấn như trẻ nhỏ vòi kẹo, nắm lấy ngọc bội trong tay. Chàng mau ra ngoài thiếp muốn tu luyện bắt đầu đổi giọng, xua hắn như xua tà. Hắc hắc chưa vẫn còn nha kèn ken lạc nam ra vẻ thân bí, trần chuồng đứng dậy. ầm ầm, Linh lực chấn động, một thanh trường thương dài 2 mét xuất hiện trong tay mũi thương sắc bén lấp lóe như kim cương thân thương thủy lôi vốn lượng gieo dai lại cứng cáp một cổ khí thế hồng hoàng phá không ra ngoài thủy nương khanh bật người đứng dậy nắm lấy thân thương hưng phấn thi triển lôi thường thập thức thương ảnh tung bay đầy phòng không gian linh giới châu nhẹ nhàng vặt mẹo bất quá nó lúc này đã siêu vật chân cấp đương nhiên không thể rách hay nứt được lạc nam được một phen rửa mắt chỉ thấy thân thể trần truồng của nàng tay nắm lôi thương thân thể huyện chuyển linh hoạt bộ ngực nảy tương tương theo từng nhịp bờ mông rung động nhất là khe thị tước đẩm kia đang trào tinh dịch quý giá ra ngoài hận không thể lập tức cùng nàng trinh chiến ba trăm hiệp phu quân mặc dù chưa nhận chủ nhưng nó không kháng cự thiếp nha thủy nương khanh tay cầm trường thương cười nói lạc nam gật gù, thanh thương này tên là thương lôi chiến thủy được rèn từ thủy lôi quán một loại nguyên liệu không tồn tại ở việt long tinh cầu có thể dung hòa cả hai loại thủy và lôi cùng một lúc khi sử dụng đẳng cấp lên đến linh cấp thượng phẩm thứ này lạc nam chuẩn bị cho nàng trước khi tham gia lễ hội cơ Bất quá khiến hắn bất ngờ là nó không hề kháng cự trong tay Thủy Nương Khanh, có lẽ là bị thuộc tính trùng hợp của nàng thuyết phục. Chỉ còn một ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi trở về hải hồng phái cho nàng luyện thỏa thích đừng hấp tấp quá lạc nam lắc đầu cười nói. Nghe chàng là được chứ gì? Thủy Nương Khanh lẹ lưới, hết sức yêu kiểu. Còn thứ này lạc nam vẩy vẩy tay. Thứ gì vậy chàng? Thủy Nương Khanh tay cầm thương lôi chiến thủy, tiến đến bên cạnh hắn. Nghe lời căn dặn của ta chưa đạt hợp thể. Tuyệt đối không thể phục dụng nó lạc nam nghiêm túc đến cực điểm. Thứ gì nghiêm trọng như vậy? Thủy Nương Khanh càng thêm tò mò, bất quá vẫn ngoan ngoan gật đầu. Huyết mạch của thần thú thích hợp với nàng hắn Đường Hoàng nói. Thần thú? Thủy Nương Khanh trợn to mắt. Không sai, thủy kỳ lân loài thần thú này mặc dù tính tình không quá mức táo bạo, nhưng uy thế của thần thú không thể xem thường nàng nhờ có dị thủy nên có thể luyện hóa khi đạt hợp thể kỳ, nếu đổi lại người khác phải là độ kiếp lạc nam lấy ra một bình ngọc, mở miệng dặn dò. Giống bình ngọc vừa ra giọt máu xanh thẩm bên trong rầm giống hư ảnh thần thú vai tuyệt thiên hạ loáng thoáng xuất hiện khiến màn nhỉ hai người chấn động thủy nương khanh nuốt nước bọt cái ực hư ảnh trước mặt hai người là một con thần thú toàn thân xanh thẩm bao trùm khôi giáp cứng cấp cao quý ánh mắt sắt lạnh giữa chán có ngọc thạch khảm nạo, tuyệt phách vô song chính là hư ảnh thủy kỳ lân lạc nam lắc lư bình ngọc hư ảnh lập tức biến mất chính là nó nếu nàng luyện hóa có thể sở hữu lực lượng của một bán nhân thú hơn nữa còn là thần thú hắn dựa theo lời kim nhi nghiêm nghị nói thiếp cảm nhận được nó đang không ngừng triệu hoán mình thủy nương khanh hai mắt mê ly truy cầu sức mạnh khiến nàng mê đắm không thể với trạng thái hiện tại của nàng luyện hóa nó sẽ bạo thể mà chết dù là ta song tu cùng nàng cũng sẽ bị vạ lây nhẫn nhị đến hợp thể đi lạc nam lắc đầu căn dặn nhét bình ngọc vào tay nàng thủy nương khanh đã trưởng thành tâm cảnh của luyện hư kỳ hắn có thể tin tưởng thiếp nghe lời chàng nàng gật đầu đè nén cám dỗ luyện hóa thứ khủng bố này đem bình ngọc thu hồi vào nơi sâu nhất của nhận chữ vật có lôi lân ba thương quyết đã đủ cho nàng tu luyện trong thời gian tới lạc nam gật đầu ôm lấy eo thon của nàng keng trường thương rất trên mặt đất thủy nương khanh ánh mắt mê ly trái tim ngập tràn cảm động thủ thị thiếp yêu chàng chết mất lạc nam hùng phong tái khởi một lần nữa đem thân thể mê người ôm lấy xuân sắc đầy phòng lạc nam ca ca ở nơi nào nha tiểu nha đầu á nhi rủi rủi con mắt chợt lóe lên sáng ngời. Thật nhiều linh dược. Nàng như hồ điệp tung tăng nhảy múa, chạy đến linh dược điền. Linh dược điền vừa được gieo trồng, có cảm giác củ rủ. Á Nhi thấy thể mỉm cười, bàn tay nhẹ phất, vô số một hệ linh lực nhẹ nhàng ùa về, bao trùm cả dược điền rộng lớn. Ánh sáng màu xanh lục lóe lên rực rỡ. Thần kỳ xảy ra. Chỉ thấy vô số gốc linh dược đang ủ rủ đột ngột tràn trề xuất sống, dường như chúng nó vốn được gieo trồng ở đó vậy. Phu phu, thật mệt tái nhi mệt mỏi ngồi bẹp trên đất, lấy ra linh quả lạc nam mua cho nàng miệng nhỏ mở ra cắn một ngụm nam dài ra đất một lần nửa khò khò ngủ say một ngày còn lại qua đi lạc nam nắm tay ái nhi xuất hiện trong đa bảo các đây chính là tụ huyết thảo cùng phục hồn đảo công tử cần thanh bích cùng bảo kiều lộng lẫy xuất hiện trong tay hai nữ là hai hộp ngọc đậy kín đưa đến mặt lạc nam đa tạ hai nàng hắn nhận lấy thu vào linh giới châu không quên mở miệng giá cả bao nhiêu ta sẽ thanh toán hai nữ nhìn nhau nhuận miệng cười nói. Sau khi cùng cao tầng thương lượng, đa bảo các chấp nhận cùng công tử làm ăn lâu dài, hai thứ này xem như quả tặng ra mắt. Làm vậy ta rất ngại lạc nam cao mày nói giá trị của hai loại này ít nhất cũng 30 vạn cực phẩm linh thạch rồi. Chúng ta hợp tác trăm ngàn năm, nếu công tử ngại thì ngày sau cho đa bảo các nhiều ưu đãi một chút hai nàng che miệng cười duyên. Lạc Nam gật đầu chắc nịch chỉ cần tương lai đa bảo các không làm ra chuyện gì có lỗi với hắn, hắn sẽ xem bọn họ là bằng hữu không biết có tin tức về các thứ còn lại hay không. hắn vẫn không quên những nguyên liệu khủng bố còn lại đấy. Thanh Bích và Bảo Kiều tiếc nuối lắc đầu. Thời gian quá ngắn, chúng tôi chưa kịp thu thập thông tin. La Ta Đường đột rồi làm khó hai nàng quá lạc Nam ấy náy cười tỏ vẻ không sao. Công tử quyết định rời đi chứ. Thanh Bích mở miệng. đúng vậy, không biết đám con rồi bên ngoài thế nào rồi. Lạc Nam cười nhạt. một phần mất kiên nhẫn rời đi, một phần đấu đá với nhau vì vật phẩm nhưng đa số vẫn chờ công tử ra mặt bảo kiều khinh thường cười hiển nhiên đối với hành vi của đám người kia không vừa mắt chút nào mặc kệ bọn hắn ta muốn truyền tống rời đi lạc nam kéo tay á nhi đưa ra quyết định được thành trì cách nga mỹ xa nhất gọi đô thành nằm trên nhật đảo bất quá vẫn thuộc phía tây hải châu đại lục công tử có thể lập tức sử dụng bảo kiều đưa tay mời lạc nam theo hai nữ tiến vào giữa đại sảnh đa bảo cát nơi có các truyền tống trận lấp loe ánh sáng trước sự hướng dẫn của thanh bích hắn cùng á nhi tiến vào bên trong chia sáng lóe lên, thân ảnh hai người lập tức biến mất. Ngay sau gặp lại tin chắc hắn sẽ tiếp tục cho ta bất ngờ thành bích hai mắt hơi thất thần lẩm bẩm một tiếng. Bảo kiêu trầm mặt. Đô Thành, Lạc Nam và Á Nhi từ đa bảo các đi ra. Quả nhiên chẳng ai có thể bám theo hắn. Nhật đảo này cũng khá phồn hoa, bất quá không sánh bằng một góc Nam Mỹ. Tiểu nha đầu, nhà muội ở đâu? Ta mang về Lạc Nam xoa xoa mũ trùn đầu Á Nhi cười hỏi. Về làm gì? đi theo ca ca vui hơn á nhi nũng nịu hắn lắc đầu nắm lấy nàng bay ra ngoài đang định gọi ra thủy nương khanh trở về hải hường phái một cổ sát khí lập tức hóa chặt khiến hắn dùng mình thân ảnh cơ nhã lập tức xuất hiện bên cạnh khi chiến đấu hắn không muốn thủy nương khanh xuất hiện vì đặc điểm của nàng rất dễ nhận ra sẽ liên lụy đến hải hường phái Tiểu nam có chuyện gì sao nàng lo lắng hỏi đang tu luyện hàn mai loạn vũ còn chưa lĩnh hội được đấy không ngờ vẫn có chó bám theo đuôi chúng ta ánh mắt hắn híp lại cùng lúc đó âm thanh cơ giới của hệ thống vang lên Ken, phát động nhiệm vụ chi nhánh loại bỏ phiền thoái thành công thu được một lần triệu hoán phụ lục một lần triệu hoán linh dược thất bại hải hồng phái bị liên lụy trở thành mục tiêu săn giết. chương hai trăm năm mươi đối diện luyện hư nàng chuyển dung mạo đi lạc nam quay sang cơ nhã mở miệng nàng đang trong bộ dạng của thủy nương khanh tại hải châu đại lục thì danh tiếng của thủy linh tiên tử không nhỏ hắn không muốn để lại nguy cơ cho hải hồng phái điều hải hồng phái cần làm bây giờ là an ổn phát triển ngày sau trở thành trợ lực dưới tay hậu cung tại hải châu đại lục mà không phải bị vớn vào tranh đấu cơ nhã hiểu ý hơi động ý niệm vô diện ra mặt lập tức chuyển biến chỉ chớp mắt đã hình thành diện mạo của bạch tố mai hoa wow, lại thêm một tỷ tỷ xinh đẹp thánh khiết vô cùng á nhi không biết sợ là gì nhìn bộ dạng mới lạ của cơ nhã thích thú sáng mắt lên nha đầu mội vào linh giới châu đi lạc nam hướng á nhi yêu cầu yên tâm bọn hắn không động được vào á nhi tiểu nha đầu cười tinh quái không biết từ nơi nào lấy ra một cái nôi em bé đặt lơ lửng trên không trung nhảy vào bên trên nằm đung đưa thích chí vô cùng đây là một linh cấp pháp bảo phòng ngự kim nhi nhìn nôi em bé nói lạc nam và cơ nhã khỏe miệng co giật đang muốn nói gì đó chỉ cảm thấy không gian nứt ra từ hư không đi ra hai người là ngươi ánh mắt lạc nam nhữ lại bởi vì không như tưởng tượng của hắn có thể là hợp thể kỳ nào đó trái lại chính là vị thiên tài hạng 11 trên bách linh bảng, thiếu chủ của Lam Gia Lam Cực. Bên cạnh Lam Cực là một lão già dâu tóc trắng xóa, tu vi luyện hư trùng kỳ ầm ầm phát ra, trông khá mạnh mẽ. Còn không mau ra. Lam Cực không để ý là Nam, trái lại hướng về không gian quát lớn. Khắc khắc, lời của tiểu tử Lam Gia ngươi xem như đáng tin lần này thỏa thuận thành lập. Theo một tiếng cười quái dị, bên trong hư không lại đi ra hai thân ảnh. Ma nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt của lạc nam và cơ nhã hơi co lại. Chính là hai tên trưởng lão của đảo bóng đêm, một cao một thấp còn một tên thân cao khác đã đi cướp đoạt người khác. Hai tên này, tên cao có tu vi luyện hư sơ kỳ, mà tên thấp có tu vi luyện hư trung kỳ. Ám lệ, ám nhiên làm ra ai cho các ngươi lá gan chặn cướp phu quân ta? Cơ nhã nhìn ba tên luyện hư kỳ trước mặt, không sợ chút nào, cười lạnh quát: người là ai? Hai tên đảo bóng đêm lập tức giật mình không phải ai cũng có khả năng chỉ đúng danh tính của bọn hắn a à. hai người bọn hắn ám lệ chính là kẻ thân cao mà ám nhiên là tên người lùn không cần e rẻ chúng ta nhân số nhiều hơn lập tức đánh nhanh rút gọn làm ra trưởng lão mở miệng hắn tên lam nham chính là người theo bảo vệ lam cực lần này trẻ tuổi như vậy chỉ mới nguyên anh viên mãn sao lam cực cười gần nhìn là nam ánh mắt không thể che giấu sự tham lam không dám nhìn sang cơ nhã trong diện mạ bạch tố mai bởi hắn sợ mình sẽ thất thố nàng quá đẹp bất quá là một thiên tài trên bách linh bảng lam cực biết tài sản của thanh niên này mới là mục tiêu quan trọng nhất chỉ cần có được khối vật phẩm kết xù kia hắn muốn thứ gì mà không có chứ mỹ nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu làm sao ngươi tìm được tung tích của ta lạc nam âm chấm hỏi hắn đã khôi phục diện mạo vốn có ngay cả y phục cũng thay đổi cứ tưởng không ai có thể nhận ra mình nào ngờ vẫn bị bám theo mà nghe đối thoại giữa mấy tên này thủ đoạn truy đuổi đó rõ ràng do lam cực thực hiện người sắp chết biết nhiều như vậy làm gì Lam cực cười lạnh nói. Lạc Nam không thèm hỏi nữa, nhìn xuyên yếu điểm cấp tốc mở ra. Chỉ là lần này hắn không nhìn đối thủ, trái lại dò xét trên chính thân thể mình. Đối phương nhất định có thủ đoạn nào đó để truy tìm tung tích hắn, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Quả nhiên, Lạc Nam lập tức phát hiện một vật sống nhỏ, kích thước thậm chí không sánh bằng vi khuẩn, đang lẩn trên một lỗ chân lông của hắn. Chú tâm quan sát, đây là một con côn trùng, ẩn nấp kín đáo đến cực điểm. Truy tung trùng một loại cổ trùng chuyên dùng để theo dõi, nếu không chú ý dù độ kiếp kỳ cũng không phát hiện Kim Nhi lập tức cung cấp thông tin, nàng ấy nay nói, "Thật ra Kim Nhi đã sớm biết có người âm thầm cho cổ trùng bám vào công tử, chẳng qua chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ không thể tiết lộ." Không sao Lạc Nam gật đầu, nhìn Lam Cực cười lạnh nói, "Rắc rưởi truy tung trùng, đem một đám mồi ngon đến cho ta." Nói xong, dị hỏa bùng lên, đem côn trùng nhỏ thiêu thành hư vô. "Truy tung trùng của ta đâu rồi?" Lam Cực sắc mặt đại biến, cảm giác liên kết giữa hắn và cổ trùng hoàn toàn biến mất phải biết trước đây hắn phải bỏ ra cái giá lớn mới mua được thứ này a à? không sao chỉ cần cướp sạch người này ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi làm cực an ủi mình một câu quay sang nhìn lam nham mở miệng toàn lực ra tay được thưa thiếu ra lam nham cười gần một tiếng phu quân thiếp lo ba tên luyện hư chàng lấy đầu tên tiểu nhân làm cực cơ nhã nhìn lạc nam thong thả nói ngông cuồng lạc nam chưa kịp đáp lời ba tên luyện hư tức giận đến cả người rung dậy một nữ nhân luyện hư trung kỳ dám tự tin cân cả ba người bọn họ. Khẹt khẹt chết vì cái miệng là một cái chết không tốt ám lệ cười gần một tiếng, thân hình hóa thành hắc ám lẫn mình vào hư không. Sở trương của hắn là ám sát và ẩn nút. Theo sau đó, một con dao đột ngột thò ra, hướng về cái cỗ trắng ngần của cơ nhã khứa đến. Không biết tự lượng sức mình ba người đều lên đi cơ nhã cười nhạt một tiếng, băng thủy kết giới lập tức hình thành. Ám lệ chỉ cảm thấy không gian xung quanh trở nên lạnh xuống, toàn thân hắn bị nhốt vào một kết giới cứng rắn đến cực điểm. Hừ ám lệ hư một tiếng, muốn xé rách không gian rời đi. Chỉ là rất nhanh sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì không gian đang hóa thành băng, khiến hắn không thể xé rách được. Làm sao có thể? Ám nhiên cùng Lam Nham kinh ngạc nói, nghiêm nghị hướng cơ nhã công tới. Băng thủy kết giới ngay cả thủy lưu là luyện hư hậu kỳ còn bị nhốt, huống hồ luyện hư sơ kỳ như ám lệ. Muốn đi ra phải tốn không ít thời gian đấy. Băng phách trưởng Lam Nham diện mục nghiêm nghị, đầy trời băng phách bao trùm lòng bàn tay, không gian lan tràn từng khe nước, ảnh lưu sát thân ảnh của ám nhiên trợn hóa thành khói đen tiêu tán đại đao đen nhánh sắt nhọn xuất hiện trên tay một lần biến mất đã áp sát cơ nhã lưới đao đem không gian xé nát thành một khe hở thân ảnh của hắn di động không hề có quỷ tích cố định so với lam nham khó đói phó hơn nhiều đáng tiếc đối thủ của bọn hắn là cơ nhã trước đây cùng đảo bóng đêm không ít lần va chạm kinh nghiệm đầy mình lăng ba vi bộ lăng ba song trưởng nàng yêu kiều quát một tiếng đôi chân linh hoạt như tiên nữ hóa thành từng luồng tàn ảnh ảo diệu né tránh một nhát đao mang do ám nhiên mang lại hai bàn tay ngọc ngà cấp tốc ngưng thành trường vô tận thủy cùng băng lập tức phá không mà ra bầu trời trở nên biến sắc trước các loại công kích ầm ầm băng trưởng nện vào hàn phách trưởng của lam nham khiến thân thể hắn lùi hơn chục bước mà thủy trưởng hình thành từng cơn xoáy nước vậy mà tìm ra quỷ tích dị động của ám nhiên bắn trúng cơ thể hắn ám thủ ám nhiên sắc mặt khó coi đại đao phủ đầy hắc ám ngăn cản trước ngực ầm thủy trường đem ám nhiên đẩy lùi trên không trung thật mạnh ám lệ khiếp sợ cố gắng thoát ra giam cầm từng công kích hắc cá mạnh mẽ triển khai nên ầm ầm vào băng thủy kết giới nữ nhân này là ai thân pháp và trưởng pháp diệu tuyệt thiên hạ ám nhiên cùng lam nham liếc nhau đồng thanh hướng lam cực quát nhanh chóng giải quyết tiểu tử kia chúng ta cầm chân nữ nhân này không thành vấn đề lam cực cười gần nhìn là nam hóa thần trung kỳ thiên tài như hắn đấu với một nguyên anh viên mãn có thể nói là như dùng đao mổ trâu giết gà hết sức tự tin tiểu tử mặc dù không biết ngươi từ đâu có được ra tài đồ sộ như vậy nhưng thực lực quá yếu thì nên đi chết lam cực chấm thấp nói thân hình cấp tốc hóa thành tàn ảnh vù 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 từng đóa băng điêu tung bay trên bầu trời lam cực đắc ý bay lượn thân thể chốc nhoáng đến cực hạ lạc nam vẫn đứng im một chỗ không làm ra bất kỳ hành động phòng ngự nào sợ quá đơ người rồi sao chỉ trách ngươi quá mức rêu dao ngu xuẩn lam cực cười lạnh thầm nghĩ mắt thấy đã tiếp cận lạc nam một thanh địa cấp trường kiếm xuất hiện trên tay hắn thuấn sát kiếm có thể chết dưới kiếm này là vinh hạnh của ngươi lam cực cung dung nói trường kiếm loay sáng hướng cổ lạc nam quét ngang keng âm thanh va chạm đồng tử của lam cực cấp tốc phóng đại ảo giác nhất định là ảo giác lam cực lẩm bẩm trong miệng muốn lòi con mắt ra ngoài bởi vì đối thủ của hắn người thanh niên hắn xem như sâu kiến đang dùng hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy mũi kiếm sắt nhọn con mắt màu trắng tà mị đang thản nhiên nhìn hắn bên trên hai ngón tay một thuộc tính quỷ dị lan tràn kèm theo một làn nước mỏng lục nhạt lưu chuyển ngay cả một vết sức cũng không có dị mục và dị thủy một vừa phòng ngự vừa hấp thu một làm lành vết thương hai loại kết hợp công kích bình thường của hóa thần trung kỳ như lam cực không khác gậy ngứa cho lạc nam là bao làm sao có thể như vậy hạ hạ chướng nhãn pháp sao lam cực cười nhợt nhạt hai tay cầm kiếm rút mạnh quân tử hàng ma quyền âm thanh từ miệng lạc nam chuyên gia lực lượng thân thể dồn vào đầu nam đấm hữu phúc thân thể lam cực dội ngược trên không trung vùng bụng quặn đao như ngàn cân trọng khiến hắn liên tục phun máu tốc một hình quyền thân ảnh người thanh niên biến mất lam cực chưa kịp giữ vững thân thể sau lần va chạm vừa rồi một góc cây lớn đã nghệ mạnh vào mặt hắn phút lại một ngụm máu tươi tiếp tục bị đánh bay lạc nam nhìn thấy một màn này thản nhiên lắc đầu dị hỏa hừng hực ngưng tụ nơi đầu ngón tay xuyên tinh chỉ xoẹt tốc độ nhanh đến cực hạn tử vong bao trùm thân thể lam cực keng âm thanh ngăn trở vang lên một tấm băng thuẫn hình tròn đột ngột xuất hiện thành công thay lam cực đỡ một chỉ trí mạng này trước sự thiêu đốt của dị hỏa băng thuẫn hỏa tan nhanh chóng nhưng lam cực cũng bảo trụ một mạng đúng là người của bắc cấp không dễ giết như vậy lạc nam cũng không ngoài ý muốn. mà lam cực lúc này cũng lấy lại tinh thần oán hận nhìn chằm chằm lạc nam kèm theo nổi khó tin vô hạn nhất định là ngươi ẩn náu tu vi thủ đoạn thật hèn hạ lam cực cười lạnh một tiếng an ủi chính mình trích tinh thủ lạc nam lười nói nhảm từ tâm phần không viêm hình thành đại thủ như có thể trích tinh hái nguyện không gian rung dậy hướng về lam cực bất mạnh dị hỏa quả nhiên không đơn giản thiên cấp vũ kỹ sao ta cũng có lam cực ngưng giọng nói hắn cho rằng sở dĩ bị lạc nam đàn áp như vậy hoàn toàn do mình chủ quan mà thôi lúc này lấy lại can đảm của một thiên tài dù đối mặt dị hỏa cũng không khiếp sợ băng mâu phá nhật theo âm thanh gầm thét lam cực thu hồi trường kiếm trong tay vô tận băng linh lực cấp tốc ngưng tụ thành một nhánh mâu to lớn Trường mâu lơ lửng trên đỉnh đầu Lam Cực, khiến bầu trời trở nên lạnh xuống. Lực lượng như có thể phá tan mặt trời, hướng về Trích Tinh Thủ lao vụ đi. Lạc Nam thấy một màn này, con mắt lóe lên ngọn lửa màu vàng. Bàn tay còn lại nâng lên. Kim Ố Hư Hỏa tiếp tục hình thành đại thủ một lần nữa hướng về Lam Cực vồ xuống. Làm sao có thể? Hai loại dị hỏa, toàn trường như muốn phát điên. Ngay cả tiểu nha đầu Á Nhi từ đầu luôn bình thản cũng khiếp sợ che miệng. Mà lúc này, Trích tinh thủ màu tím ẩm vang và chạm cùng băng mâu. Ẩm. Hai loại lực lượng nổ tung, dị hỏa bá đạo tàn sát không gian hóa thành hư vô đen kịch trước sức nóng của tử tâm phần không viêm. Lam cực sắc mặt tái mét, vì đại thủ hoàng kim do kim ô hư hỏa tạo thành vẫn đang vồ đến hắn. Hắc Thiên. Lam cực mở miệng quát lớn, xoay người nhảy lên. Hư. Tiếng hí vang truyền ra. Hắc Thiên mã xuất hiện, đón lấy Lam cực thoát một cái biến mất. ầm ầm ẩm. Đại thủ hoàng kim vồ trượt lao xuống mặt biển nước biển một vùng cấp tốc bóc hơi mặt biển bốc cháy chạy thật nhanh lạc nam cười nhạt hát thiên mã có phong hệ thuộc tính chạy nhanh là điều dễ hiểu ta phải mau chóng hỗ trợ thiếu gia lam nham hoảng hốt trong lòng trước tình cảnh lam cực bị áp đảo nhìn cơ nhã đang không ngừng túng trường hắn nhìn sang ám nhiên hét lớn còn không dùng toàn lực khẹt khẹt có ngay ám nhiên cười dữ tợn thân hình hóa hình mây đen sau đó cấp tốc biến lớn Hát ám che thiên trưởng thiên cấp vũ kỹ của đảo bóng đêm thân thể hắn hóa thành mây đen che phủ cả bầu trời vô số hắc ám từ đám mây từ trên trời ngưng tụ thành trường ấn hắc ám. hướng đỉnh đầu cơ nhã chân xuống băng mâu phá nhật lam nham không cam lòng yếu thế thi triển vũ kỹ ý hệt lam cực đỉnh đầu xuất hiện băng mâu lao vụt đến cơ nhã mà ám lệ cũng sắp phá tan kết giới lăng ba tủ thiên thủ cơ nhã vẫn cao quý xinh đẹp theo đôi tay kết ấn hư ảnh lăng ba tiên tử sừng sững hiện lên song thủ toái diệt sân hà lần này lăng ba tiên tử cùng lúc dôi ra cả hai cánh tay hiển nhiên dùng đến song thủ hướng về hai vũ kỹ đang lao đến cứng rắn va chạm ẩm như bốn ngôi sao băng đụng nhau ngoài vũ trụ không gian đổ nát lam nham và ám nhiên bị đánh bay ra ngoài liên tục phun máu cơ nhã thản nhiên đứng im tại chỗ chỉ là hư ảnh của lăng ba tiên tử trở nên vặn vẹo mà thôi nàng lấy một chọi hai không lâm vào hạ phong chút nào thậm chí đàn áp đối thủ lạc nam thấy tình cảnh này nhiệt huyết sục sôi mắt thấy Lam Cực đang cưỡi trên hát Thiên mã để phòng nhìn mình, hắn cười lạnh nói: Sao không công tới nữa, thiên tài? Buồn cười. Ngươi Lam Cực tức giận, chỉ là chưa kịp nói gì thân ảnh người đối diện lại biến mất. Lạc Nam chân đạp mị ảnh tiêu ra bộ, ngón tay trỏ ở cả hai bàn tay đột ngột nâng lên, ngón tay phải bao phủ ngọn lửa tím, ngón tay trái bao phủ lửa hoàng kim, chắp chéo lại cùng nhau. Trong khoảng khắc đó, không gian hóa thành hư vô âm thanh đầy dây sát khí vang vọng đất trời. Thập tự thiên hỏa hai ngọn lửa tím và hoàng kim hừng hực bùng nổ từ hai ngón tay trỏ phá không mà ra hình thành hỏa diễm thập tự khổng lồ rộng đến hàng trượng lao đến lam cực là loại vũ kỹ này làm sao ngươi tu luyện nhanh như vậy lam cực phát điên gầm rú bởi vì đây là vũ kỹ lạc nam vừa nhận được tại lễ hội không lâu chỉ mới qua ba ngày ngắn ngủi hắn đã có thể thi triển nhất định là gia tốc trận lam cực lập tức tìm ra đáp án chỉ là điều đó lại càng khiến hắn khó tin hơn bởi vì ba ngày tương đương ba mươi ngày gia tốc mà thôi trong ba mươi ngày người này lĩnh hội một môn thiên cấp vũ kỹ chuyện này quá mức hoang đường nếu hắn biết lạc nam chỉ tốn bảy ngày trong gia tốc trận chỉ sợ bị đả kích mà chết mặc kệ lam cực suy nghĩ gì bởi vì thập tự thiên hỏa đang mang theo sát khí lao đến không được lam gia nhất định không tha cho người lam nham tức giận gào giống để ta cứu hắn ám lệ thành công phá nát kết giới sẽ rách hư không đảo bóng đêm thật ra là đối tác làm ăn bí mật của lam gia không thể thấy chết không cứu. Thân ảnh hắn xuất hiện trước thập tự thiên hỏa. Ám lệ tàn dao. Ám lệ ngưng trọng nhìn hai loại dị hỏa khủng bố trước mặt, đột ngột há to miệng. Theo sau đó, một con dao long được ngưng tụ từ hắc ám bay ra ngoài, kích thước lên đến hàng chục trượng. Không gian đổ nát trước sự xuất hiện của nó lao thẳng vào ngọn lửa có hình thập tự kia. Ầm. Thập tự thiên hỏa cấp tốc nổ tung lạc nam bị chấn lùi liên tục hàng trăm bước mới đứng vững. Giống. Con dao long hắc ám thê thảm gầm thét, bất quá là lực lượng của luyện hư kỳ vũ kỹ của lạc nam chỉ có thể nổ nát đầu nó trận chiến nơi đây đã sớm thu hút vô số cường giả trong nhật đảo con chiến đám người may mắn chứng kiến một màn này chỉ cảm thấy trời đất nghịch chuyển thất thanh hét tầm lên làm sao có thể công kích của nguyên anh viên mãn khiến vũ kỹ của luyện hư sơ kỳ bị hư hao bọn hắn cảm thấy như đang nằm mơ mà ám lệ lại tức giận toàn thân rung dậy sỉ nhục đây là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời hắn Ngươi phải chết yêu nghiệt như ngươi không nên tồn tại trên cõi đời này, ám lệ rít gào nơi cổ họng, vô tận sát khí khóa chặt thân thể con mồi. Lạc Nam siết chặt nắm tay kích động, trong con mắt màu trắng kia là sự hưng phấn tột độ. Không sai chính là hưng phấn. Theo sau đó, âm thanh cuồng ngạo vang vọng không gian, khiến nhịp tim của vô số người bắt đầu gia tốc. Ta cũng muốn biết luyện hư mạnh như thế nào. Chương 252: Lạc Nam chiến luyện hư. Tiểu bối vô tri, ngông cuồng tự đại nghĩ rằng có chút thiên phú là dám khiêu khích luyện hư kỳ sao ám lệ sắc mặt âm trầm quát tên này nguyên anh viên mãn có thể phá hư công kích của hắn đã xem như không tệ lại dám mở miệng tuyên chiến luyện hư nói đùa sao hắn từ nhỏ một đường tu luyện hơn một ngàn tuổi tu vi luyện hư kinh nghiệm chiến đấu lao luyện phong phú lại tinh thông ẩn nấp ám sát có thể nói trong luyện hư sơ kỳ cũng khá nổi danh vậy mà hôm nay bị một tên tiểu bối nguyên anh kỳ tuyên chiến sao có thể không phẫn nộ dưới luyện hư là con kiến hôi đạo lý này ai cũng biết dù hóa thần viên mãn hắn cũng không để vào mắt đám đông quan sát cũng đồng tình với ám lệ cho rằng lạc nam thật sự không biết trời cao đất rộng thanh niên này thiên phú mặc dù tốt nhưng quá mức đắc chí cản rỡ đáng tiếc cả một lao già hóa thần trung kỳ cảm thán nói còn không phải sao phải công nhận thực lực hắn rất mạnh thậm chí có thể sánh ngang tốt ba bách linh bảng nhưng làm sao có thể đối kháng luyện hư không ít người mở miệng đồng tình lạc nam mặc kệ tất cả bọn hắn nghĩ gì đã quyết tâm chiến với luyện hư, hắn sẽ tập trung toàn bộ tinh thần. Nhật Nguyệt Trường bào khoác lên cơ thể, đem toàn bộ thân hình ẩn vào bên trong. Khi chiến đấu nhất định phải dùng đến Niết Bàn Linh Thủy, có Nhật Nguyệt Trường bào che đậy, không ai nhận ra thủ đoạn sử dụng dị thủy trị thương của hắn. Lạc Nam không muốn bị người khác nhận ra quan hệ giữa mình và Thủy Nương Khanh. Tốc. Tiên hạ thủ vi cường thân ảnh Lạc Nam đột ngột biến mất. Một lần xuất hiện đã ở phía sau ám lệ, bàn tay hừng hực tử tâm phần không viêm cùng kim ô hư hỏa. Một đại thủ hình thành, lần này là sự kết hợp của cả hai loại dị hỏa sát khí ngập trời trích tinh thủ ở khoảng cách gần trích tinh thủ lập tức có thể chạm đến đỉnh đầu ám lệ không biết tự lượng sức mình ám lệ cười gần một tiếng thân thể hóa thành hắc ám né tránh một kích khủng bố kia dao găm trong tay đồng thời hướng về trích tinh thủ dọc xuống dao mang hắc ám hình lưới liềm phá không mà bay dẹp không gian xuất hiện vết rách như cắt gọn mang theo lực lượng của luyện hư kỳ cắt ngang trích tinh thủ nhưng lực lượng của hai loại dị hỏa không phải dạng vừa chúng nó hung hăng càng quái, phá hủy một dao khủng bố kia. Làm sao có thể? Ánh mắt của đám người co rụt lại. Lại một lần nữa, thanh niên này dùng công kích hóa giải thế công của luyện hư kỳ. Mặc dù phải dùng đến tận hai loại dị hỏa, nhưng cũng đủ chứng minh hắn có tư cách đối kháng. Đừng vội mừng ám lệ chỉ tiện tay chém ra một dao đó mà thôi, chưa phải thực lực chân chính của hắn đâu một lao già quan chiến ngưng trọng nói. Lạc Nam cũng biết đạo lý này, mắt thấy ám lệ hóa thành khói đen biến mất, tốc biến lập tức triển khai nhất định không thể để sát thủ đánh lén được hừ chạy đi đâu không gian nước ra ám lệ không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh hắn một dao khứa vào cổ lạc nam giật mình một quy lập tức được hình thành ngăn cản trước mặt Ôm. chỉ vừa mới xuất hiện phệ thiên mục điên cuồng vận chuyển ra sức ngăn cản con dao trên tay ám lệ con dao này có tên sát dạ cũng là một kiện thiên cấp pháp bảo dù không thi triển lực lượng cũng có thể cắt đứt không gian huống hồ kết hợp với lực lượng của luyện hư kỳ như ám lệ Mục một quy tràn đầy không cam lòng gào rú phệ thiên mục đã làm hết khả năng của nó hấp thu tận hai phần sức mạnh trong công kích của ám lệ nhưng không thay đổi được gì lần đầu tiên mục quy bị dễ dàng chém đôi như giấy mỏng trước lưới kéo sắt lại vậy thế chém bị lệch đi quỷ tích sượt ngang cánh tay là nam quả nhiên là luyện hư kỳ sắc mặt lạc nam ngưng trọng bởi vì sau lớp áo vết thương dao gọt nằm dọc theo cánh tay hắn máu tươi chảy dòng đó là nhờ nhật nguyệt trường bào bảo vệ một phần nếu không chỉ sợ cánh tay đã bị trẻ làm đôi rồi tu vi luyện thể hiện tại vẫn không đủ để phòng ngự trước một luyện hư cường giả niết bàn linh thủy nhanh chóng phát huy công dụng của nó vết thương trên cánh tay lập tức được cầm máu bắt đầu kết vẩy vậy mà không sao ám lệ nhún mày bởi vì ngoài chảy vài giọt máu ban đầu thanh niên đối diện với hắn không hề hấn gì điều này khiến ám lệ một lần nữa cảm thấy kinh ngạc một dao vừa rồi hắn chém ra nhìn như đơn giản nhưng là địa cấp vũ kỹ chuyên ám sát đấy người tên gì ám lệ khóa chặt thân ảnh đối thủ khàn khàn mở miệng người này đủ tư cách để hắn biết tên đáng tiếc lạc nam lại không nghĩ vậy hắn nổ một ngụm nước bọn khinh thường cười lao giả tu luyện lâu năm như vậy ngay cả nguyên anh như ta cũng không làm gì được trong cùng cấp ta giết người như chết cho xứng biết tên ta sao ám lệ sắc mặt lập tức hết sức khó coi sắc khí kinh thiên lập tức của về mây đen giữ tợn bao phủ tốt 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 xem ra ta không dùng toàn lực khiến con kiến nhỏ như ngươi ngông cuồng quá rồi mặc kệ thiên tài cỡ nào yêu nghiệt ra sao trước thực lực tuyệt đối đều phải chết ám lệ giận quá hóa cười ngửa đầu lên trời hét liền ba chữ tốt tên nhóc này thành công chọc giận hắn thành công khơi dậy sát khí trong người hắn đến đây đi lạc nam cười lạnh một tiếng hỏa phượng hoàng lập tức phá không mà ra vươn đôi cánh dài hàng trượng của mình lao về phía ám lệ điêu trùng tiểu kỷ ám lệ không sợ chút nào khinh thường một tiếng một lần nửa há to miệng giống hắc ám dao long xuất hiện hung hăng càn quấy lao đến hỏa phượng ầm 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 hai hư ảnh cự thú liên tục chạm nhau lực lượng của luyện hư kỳ ép hỏa phượng liên tục bị đánh bay giống hỏa phượng tức giận cũng tràn đầy biệt khuất gào giống so về đẳng cấp nó được ngưng tụ từ dị hỏa cao cấp hơn giao long rất nhiều nhưng so về lực lượng giao long được hình thành từ hắc cám linh lực của luyện hư kỳ sức mạnh vượt xa nó với bản tính tiêu ngạo của mình hỏa phượng không muốn tiếp tục bị đánh bay nữa nó đảo lấy đôi cánh cấp tốc tiếp cận thân thể giao long lệ theo sau đó trong ánh mắt của vô số người kiệt ngạo bất tuần gáy một tiếng tự bạo ẩm trước thân thể nổ tung của hòa phượng giao long lại một lần nửa triệt để bị hủy diệt con sóng linh lực bùng nổ khiến lạc nam phải vội vàng tốc biến né tránh hư đi chết bốn nhất dạ đoạt mệnh thuật tám lệ cười gằn một lần nữa sẽ rách hư không chỉ trong nhất hơi thở thân ảnh hắn xuất hiện bên cạnh con mồi bầu trời một vùng trở nên tối sầm trước hắc cám như đêm đen lạc nam chỉ cảm thấy toàn bộ chi giác đột ngột biến mất công dụng của nhất dạ đoạt mệnh mang lại người trong vùng bị ảnh hưởng không cảm nhận được gì đương nhiên lạc nam thì khác bạch nguyệt đoạt hồn nhãn hoạt động hết công suất loang thoáng bắt được hư ảnh lưỡi dao sắt lẻm đang đâm xuống kim ô hộ thân đêm đen trở nên sáng sủa trước ngọn lửa vàng Gáy hư ảnh kim ô như hộ vệ thần cao quý hỏa diễm hoàng kim đem cơ thể lạc nam bảo vệ nó vươn đôi cánh liệt diễm cùng toàn bộ sự kiêu ngạo của mình đập mạnh vào lưỡi dao sắt dạ kia keng ám lệ một lần nữa thể hiện sự mạnh mẽ của luyện hư kỳ kim ô hư hỏa không thể thiêu đốt vào tầng hắc ám linh lực bao bọc xung quanh hắn đẳng cấp trên lệnh quá xa nếu là trong cung cấp kim ô hư hỏa có thể dễ dàng đốt chùi tất cả nhưng đó là nếu trong chiến đấu không thể xuất hiện bả vai lạc nam chấn động dữ dội nhật nguyện trường bào xuất hiện với rách sát giả ghim sâu vào bả vai hắn lực lượng hắc ám điên cuồng tàn phá đau nhức kịch liệt tiểu tử kim ô cũng không thể bảo vệ được ngươi ám lệ cười gần một tiếng bởi kim ô làm trệ quỷ tích công kích của hắn nên chỉ có thể đâm xuyên qua vai bất quá nhìn gương mặt tên yêu nghiệt này bị mình đâm trúng cảm giác thành tựu lan tràn trong lòng ám lệ Phực. rút ra con dao máu tươi bắn lên hết sức đẹp để ám lệ cười nhạt một tiếng lại hướng đầu lạc nam căm xuống chỉ tiết hắn vui mừng chưa được bao lâu hoàng tảo thiên quân một tiếng gầm giống chấn thiên truyền ra trên tay người thanh niên xuất hiện dao vương kích đập mạnh vào thân thể kia thiên quân kích pháp chính là linh cấp công pháp mặc dù lạc nam chỉ mới lĩnh hội thức thứ nhất nhưng uy lực không thể xem thường chút nào một kích này lại có hai loại dị hỏa bao trùm phúc ám lệ phun ra một ngụm máu tươi thân thể bị nện bay ra ngoài chuyện gì ta đang nằm mơ sao vô số người xoa xoa hai mắt bọn hắn vừa nhìn thấy gì một nguyên anh đem luyện hư đánh bay chuyện này quá mức điên cuồng lạc nam con mắt màu trắng tràn ngập kích động thân thể rung dậy vì hưng phấn hắn đánh bị thương luyện hư một cách đường đường chính chính có thể không hưng phấn sao mặc dù hắn cũng bị thương không nhẹ nhưng đang lệch nhau vô số cảnh giới đấy vết thương trên vai bắt đầu lấy tốc độ khủng bố khép lại niết bàn linh thủy một lần nữa thể hiện công dụng đó là lý do lạc nam dám khiêu chiến luyện hư kỳ nếu không có niết bàn linh thủy vết thương trên vai này phải mất ít nhất một tuần tịnh dưỡng trong điều kiện tốt nhất trong linh giới châu hạ hạ luyện hư cũng chỉ như thế chết đi cho ta lạc nam ngửa mặt lên trời cười dài lần đầu tiên cầm kích truy đuổi ngựa non háo đá ngươi sẽ chết rất thảm ám lệ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn phẫn nộ dích gào. theo sau đó thân thể hắn một lần nữa ẩn vào hư không đương đương là luyện hư chỉ dám ẩn núp đánh lén ta sao lạc nam cười lớn khiêu khích nói bởi vì hắn biết sở trường của ám lệ là ám sát mà không phải cận chiến nếu đổi lại là luyện hư cận chiến lợi hại chưa chắc mình đánh bay được đối phương kẻ chết đừng nên nói nhiều ám lệ thu hồi dao sát dạ đôi tay xuất hiện móng vuốt đen kịch dữ tợn lại một lần nữa bí mật hướng sau lưng lạc nam bổ xuống ẩn nấp trong hư không hắn gần như bất bại khi chiến đấu với tu sĩ dưới luyện hư Tuy nhiên đó là đối với tu sĩ bình thường, Lạc Nam có tử tâm phần không viêm sở trường là đốt cháy hư không. Nhìn xuyên yếu điểm quan sát toàn bộ không gian xung quanh, những nơi không gian gợn sóng lăn tăn đều lọt vào mắt hắn. Thu hồi giao vương kích. Móng vuốt của ám lệ vừa xuất hiện, Lạc Nam đã mãnh liệt xoay người, hai ngón trở chắp lại dị hỏa màu tím cuồng mãnh mà ra. Thập tự thiên hỏa. Lần này không có kim ố hư hỏa, chỉ sử dụng đơn thuần tử tâm phần không viêm. Không biết lượng sức ám lệ cười gằn, cho rằng lạc nam muốn dùng vũ kỹ này ngăn cản móng vuốt tràn ngập hắc ám linh lực của hắn nhưng không ám lệ và vô số người đã lầm phập móng vuốt đen kịch kia đâm xuyên qua người lạc nam mặc kệ đau đớn thập tự thiên hỏa bắn mạnh vào không gian trước mặt lấy mạng đổi mạng trong khoảng khắc đó dị hỏa bùng phát dữ dội toàn bộ không gian xung quanh đều hóa thành hư vô mà người ẩn nấp bên trong không hề lường trước được đối thủ liều lĩnh đến tình trạng này vậy mà lấy mạng đổi mạng cùng hắn ám lệ không hề dùng linh lực bảo vệ cơ thể lập tức bị trúng chiêu a a a a a a âm thanh dữ tợn như dã thu trọng thương thét đảo thân ảnh ám lệ xuất hiện trước mặt mọi người mà vừa nhìn thấy dáng vẻ của hắn vô số người hít sâu một hơi dùng ánh mắt như quái vật nhìn chằm chằm thân ảnh thanh niên kia móng nuốt đâm xuyên cơ thể là nam từ ngực đến bụng để lại mười lỗ máu hết sức giận người nhưng lúc này đây lại đang thần kỳ chầm chậm khép lại duy chỉ có sắc mặt tái nhật là cho thấy hắn vừa rồi đau đớn không hề ít tốc độ khôi phục này thật là quái dị đám người âm thầm cảm thán nhưng đó chẳng phải thứ khiến bọn hắn kinh ngạc nhất khiến bọn hắn khiếp sợ chính là ám lệ lúc này toàn thân y phục tơi tả lộ ra thân thể gầy trơ xương như bạch cốt của hắn điều đáng nói một nửa gương mặt của ám lệ đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi ngọn lửa tím để lại vết bỏng lầy lội máu me loang thoáng có thể thấy xương sọ bên trong dù dị hỏa kia đã tắt trước linh lực của một luyện hư kỳ chữa trị nhưng vết thương để lại chính là sỉ nhục cả đời của một cường giả làm sao lại mạnh đến tình trạng này, kẻ này rốt cuộc là ai, bằng mọi giá phải giết hắn không thể để người như vậy trưởng thành làm cực cưới trên hắc thiên mã từ nơi xa, vừa sợ lại vừa buộc phát sát tâm mãnh liệt. A á á á á, ta muốn ngươi sống không bằng chết ta muốn ngày đêm tra tấn ngươi, xẻo từng miếng ra, bẻ từng thanh xương cốt cho nguyên nếm trải màu của địa ngục. Ám lệ thê lương gầm rú như ác quỷ nơi vực sâu, lý trí của hắn đã biến mất vì tức giận cùng phẫn nộ. Hắn liên tục bị một con kiến làm bị thương trước mặt vô số người mặc dù thương thế này không hề trí mạng nhưng danh tiếng của hắn đã triệt để mất hết rồi ngày sau chỉ cần nhớ lại từng có nguyên anh đánh bị thương hắn sẽ là trò cười cho toàn đại lục thậm chí danh dự của đảo bóng đêm sẽ giảm đi rất nhiều hồng hộc hồ hồng hộc hồ lạc nam thở dốc kịch liệt khó khăn tiêu diệt toàn bộ hắc ám linh lực đang tồn động trong cơ thể mặc dù nhìn qua hắn chiếm tiện nghi nhưng nếu không có sự khôi phục kinh khủng của dị thủy hắn đã sớm nằm xuống rồi tuy là vậy sự hưng phấn và chiến ý trong con mắt không hề suy giảm tập trung cao độ vì tiếp theo ám lệ sẽ hạ sát chiêu. Bên kia chiến tuyến, cơ nhã tự hào hơn bao giờ hết người đàn ông của nàng làm mọi chuyện nàng đều nhìn ở trong mắt. Lăng ba song trưởng tập hợp, đem lam nham đánh bay đến mức phun máu khổ không thể tả. Ám nhiên bị nàng nhốt vào băng thủy kết giới, đang nỗ lực muốn lao ra. Lam nham chỉ có một mình, làm sao có thể ngăn cản. Mắt thấy cơ nhã đang muốn lao đến đánh lén ám lệ, không cho hắn tiếp tục gây thương tích lên người là nam. Lam nham cắn chặt răng, từ nhẫn chữ vật lấy ra một giọt máu ám lệ ta thay ngươi cầm chân nữ nhân này mau giải quyết tên yêu nghiệt đó Ngửa cổ lên trời nuốt gọn giọt máu như vực sâu kia thân thể lam nham cấp tốc bành trướng cơ thể đột ngột hình thành từng mảnh vây cá cứng cáp miệng rộng mở lớn răng nanh xuất hiện cánh tay trở nên lực lưỡng đầy dày gân gốc mà tu vi cũng theo đó để thăng mặc dù chưa đến mức đột phá luyện hư hậu kỳ nhưng cũng tiếp cận rồi veo một tiếng lam nham xé rách hư không chặn đứng bước tiến của cơ nhã máu của thủy quái cơ nhã cao mày nhàn nhạt nói thứ máu huyết này chính là lấy từ trên người của thủy quái tận cùng vực sâu dưới đáy biển thực lực của chúng rất mạnh nhưng linh trí không hề cao chỉ biết tàn bạo và giết chóc vì thế thường bị các thợ săn khai thác máu thịt trên người bán với giá cao người sử dụng có thể lập tức gia tăng sức mạnh thân thể lẫn linh lực nhưng đồng thời trong một năm sau đó phải nằm liệt giường vì không còn sức lực nàng không ngờ lam nham lại tin tưởng đảo bóng đêm đến tình trạng này hy sinh bản thân để ám lệ hạ thủ với lạc nam nếu cơ nhã biết hai thế lực này đã âm thầm liên thủ nhiều năm sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lam gia vốn bí mật cung cấp tài nguyên tu luyện cho đảo bóng đêm đổi lại phải thay Lam gia bí mật ám sát kẻ địch. Băng bạo kích. Lam nham vươn lên hai nắm tay lực lưỡng phủ đầy vảy cá cùng băng linh lực, hướng về đầu nàng nện xuống. Băng thủy kết giới chỉ có thể thi triển một lần khi chưa bị phá vỡ, cơ nhã buộc phải chiến đấu với Lam nham. Cạch cạch. Âm thanh ám nhiên đang cố gắng phá hoại kết giới chuyển ra, cũng không còn lâu nữa hắc ám che thiên trưởng khặc 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 đi chết đi chết người phải chết theo âm thanh rít qua kẻ răng mây đen cấp tốc của về chỉ thoáng chốc đã đem ngàn dặm khu vực bao phủ ám lệ hòa tan cơ thể trong mây đen vô tận hắc ám linh lực ngưng tụ thành trường ấn lạc nam đứng lở lửng trên mặt biển nhìn tình cảnh này hai bàn tay hợp lại thành một đặt sang bên hông đế diễm niết bàn linh thủy cùng phệ thiên mục dung hòa trong lòng bàn tay sức mạnh bí ẩn khiến vô số người không nhận ra lai lịch của từng loại lực lượng ẩn giấu bên trong chỉ biết nó nhất định rất khủng bố bởi vì không gian xung quanh người thanh niên kia đang cấp tốc hóa thành mánh vụn chương hai trăm năm mươi ba dấu tay trên bầu trời mây đen không thấy điểm cuối. một bàn tay khổng lồ hắc cám đang dần dần ngưng tụ chính là hắc cám che thiên thủ một thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ của đảo bóng đêm mà bên dưới mặt biển y phục lạc nam tung bay phất phới tóc dài phiêu giật hai tay tụ trưởng quả cầu lực lượng khủng bố đang chầm chậm xoay tròn giữa hai lòng bàn tay loại lực lượng này thật khó có thể tin do một nguyên anh viên mãn phát ra vô số người lẩm bẩm ánh mắt phủ đầy sự ngưng trọng cùng khó có thể tin tưởng thanh niên này không biết đến từ nơi nào bách linh bảng không hề có nhân vật như vậy một lão già tay cầm lưu ảnh ngọc ghi lại cảnh tượng đang diễn ra chỉ cảm thấy rung động thật sâu trận chiến diễn ra đã lâu vô số người âm thầm theo dõi lưu ảnh ngọc không hề thiếu trong hoàn cảnh này mặc kệ thắng hay bại sau trận chiến này dung mạo của thanh niên này sẽ vang vọng đại lục thậm chí toàn bộ tinh cầu một nam tử trung niên vớt dâu dự đoán không sai đám người chấp nhận gật đầu có thể lấy sức nguyên anh liều mạng dây dưa cùng luyện hư trong thời gian dài như vậy dù thành dù bại cũng là kỳ tích có một không hai lạc nam chẳng hề bận tâm suy nghĩ của bọn hắn thân hình hắn đang rung lời bẩy, sự hưng phấn khiến máu huyết trong người sụp sôi mảnh liệt hơn bao giờ hết hận không thể chính tay hạ sát luyện hư kỳ ám lệ nhìn quả cầu lực lượng đang được thanh niên ngưng tụ kia không gian tan vỡ nát trước sự xoay tròn của nó trái tim xuất hiện cảm giác bất an Ban môn tà đạo ám lệ cười lạnh một tiếng như trấn an bản thân mình, càng thêm ra sức ngưng tụ trưởng ấn. Chán lạc nam lấm tấm mồ hôi, lần đầu kiểm soát một lực lượng to lớn như vậy khiến hắn có phần chưa kịp thích ứng. Đừng tưởng nhất bản linh thủy có công năng chính là trị thương mà xem thường khả năng công kích của nó. Bất kỳ loại thiên địa dị vật nào, dù công năng có ra sao thì lực lượng của nó vẫn mạnh hơn linh lực thuộc tính bình thường gấp vô số lần. Chưa kể thủy cùng hỏa vốn khắc chế nhau việc dung hợp dị thủy và dị hỏa rất tốn sức đấy nhưng càng là như vậy lạc nam lại càng chờ mong rốt cuộc trưởng ấn màu đen như bàn tay xuất hiện từ cựu ưu địa ngục ngưng tụ đến cực điểm xung quanh là vô tận hắc ám luân chuyển như có thể che phủ bầu trời chấn áp văn vật chết đi con kiến hôi hắc ám che thiên trường âm thanh dữ tợn tràn ngập sát khí từ mây đen truyền ra ám lệ dùng hết sức bình sinh một trường chấn áp mà xuống giang giác không gian nứt vỡ thành mảnh vụn trước quỷ tích di chuyển của nó sát khí ngưng tụ thành thực chất chấn nhiếp tâm linh và người trong mắt Lạc Nam chỉ còn một màu đen nhánh, ánh sáng duy nhất mang lại là từ quả cầu xoay tròn giữa lòng bàn tay. Nó như vì tinh tú mỹ lệ nhất giữa mênh mông vũ trụ, dẫn lối cho một bá chủ thời thiếu niên. Lạc Nam cái chán đầy dày gân xanh, thân hình không xuống, một chân lấy đà dùng toàn lực đẩy mạnh quả cầu lên không trung hướng về nơi bàn tay hắc ám kia đang chân xuống. Hợp linh trưởng. Tiếng thét chấn động không gian. Một trường vừa ra, thiên điệu thất sắc. Một trường vừa ra, vạn vật tránh lùi. Một trường vừa ra, không gian tịch diện đòn công kích mạnh nhất mà lạc nam có thể phát ra bây giờ đang lấy tư thái cuồng mánh nhất va chạm cùng luyện hư kỳ cường giả ầm 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 như thiên thạch va chạm sao băng lỗ thai toàn bộ tu sĩ dưới luyện hư của nhật đảo đổ máu cơ nhã cùng lam nham phải tạm tránh lùi dư ba mạnh mẽ va đập vào ám nhiên đang trong kết giới khiến hắn phun một ngụm máu ánh sáng bao trùm không gian lạc nam thân thể cao thẳng trên mặt biển ngẩng đầu nhìn va chạm trên bầu trời khỏe miệng hắn máu tươi chảy dài chỉ thấy hợp linh trưởng hóa thành cột sáng năng lượng khủng bố xuyên thủng hắc ám che thiên trưởng khổng lồ kia nhưng xuyên thủng không có nghĩa là phá vỡ hắc ám che thiên trưởng vẫn cuồng bạo mà tiến mặc kệ hợp linh trưởng xuyên qua lòng bàn tay hướng lạc nam chân xuống tốc 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 phạm vi quá mức to lớn lạc nam liên tục thi triển ba lần tốc biến nhưng vẫn nằm trong phạm vi của một trường này một ngón tay cái thành công chấn áp xuống người hắn phúc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thân ảnh lạc nam trượt dài trên mặt biển máu tươi cùng phún nằm bẹp trên mặt biển giang rắc hắn thậm chí cảm giác được xương cốt của mình kêu giang rắc vì rung dày nghiết bàn linh thủy điên cuồng chuyển động cố gắng chữa trị từng chút một mặc kệ đau đớn con mắt màu trắng thản nhiên nhìn lên trời lạc nam muốn biết đối thủ của mình hiện tại ra sao a a a a a, -a, 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 -a tiểu xúc sinh bên trên mây đen hợp linh trưởng xuyên thấu mà qua há ám cấp tốc tan biến bầu trời trong xanh trở lại một thân ảnh không nhận ra hình người xuất hiện bởi vì cơ thể hắn đã bị hủy một nữa rồi. Ngoài trừ cái đầu có vết bỏng dữ tận từ vai trở xuống hông của Ám Lệ hoàn toàn trống rỗng một tay và một chân hoàn toàn biến mất. Từ bên trong cơ thể, Lục Phủ ngũ tạng lòi ra ngoài xương cốt một bên hoàn toàn biến mất. Điều đáng nói là khí tức trên thân Ám Lệ đã trở nên suy yếu. hiển nhiên Tu Vi cũng bị trọng thương mà ảnh hưởng, chỉ còn là Hóa Thần Viên Mãn. Da thịt đang bị ngọn lửa ba màu thiêu đốt dữ dội, Dị Mục đang không ngừng nuốt lấy linh lực của Ám Lệ. khi ông trời của ta chuyện này là thật sao? Trong mắt của đám người như muốn lòi ra ngoài, ánh sáng của cú va chạm vừa rồi khiến ánh mắt bọn hắn vẫn mờ mờ ảo ảo, hư huyễn vô cùng. Có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, một luyện hư kỳ sẽ bị bức đến tình trạng này. Một luyện hư bị Nguyên Anh trọng thương. Cả đám lập tức chuyển rời ánh mắt về người thanh niên lóa mắt kia. Hắn đang vô lực nằm trên mặt biển, mặc cho các con sóng lớn không ngừng va đập vào thân thể yếu ớt đến cực hạn. Cuối cùng ta vẫn thua sao? Lạc Nam cười khổ một tiếng, đối phương mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn phát giác bên trong thân thể mình có một cổ lực lượng hắc ám đang không ngừng tàn phá cơ thể không thể hoạt động bốn tôn đại đỉnh đang ra sức nghiền ép nó nhưng phải cần thời gian mà toàn thân cũng mất hết cảm giác dường như bộ thân thể này đã không còn là của hắn lần trọng thương này quá nặng lúc này đây đừng nói ám lệ ngay cả nguyên anh kỳ cùng giai cũng có thể để hắn ra giết đi chết cơ nhã thấy tình cảnh này đôi mắt đỏ hoe dữ dội nhìn lam nham quát to một tiếng đầy hận ý hư ảnh lăng ba tiên tử xuất hiện sau lưng nàng song thủ hướng lam nham bấp mạnh lăng ba tù thiên thủ lam nham sắc mặt hãi hùng một chiêu này hắn và ám nhiên phải chật vật ngăn cản hiện tại chỉ có một mình sao có thể không sợ bất quá đòn công kích đã khóa chặt lấy hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời gầm một tiếng băng mâu phá nhật băng hệ linh lực ngưng tụ mà về hình thành băng mâu khổng lồ trên đỉnh đầu hướng về song thủ kia bàn tới ẩm băng mâu thành công cùng một đại thủ đồng quy vô tận nhưng đại thủ còn lại không tha cho hắn đem thân thể lam nham bóp chặt cơ nhã phẫn nộ thật rồi nàng dùng toàn bộ lực lượng của một kích này dù luyện hư hậu kỳ như thủy lưu cũng trọng thương huống hồ lam nham lam nham chỉ cảm thấy đại thủ kia siết chặt hắn như con kiến xương cốt nát vụn ảnh lưu sát đúng lúc tưởng chừng bản thân chết chắc ám nhiên thành công phá tan kết giới dốc sức bình sinh vào thân đao hướng về đại thủ đang bóp lam nham chém mạnh ẩm đại thủ nổ tung ám nhiên phản chấn bay ra ngoài lam nham chỉ còn một hơi thở hấp hối nằm trên mặt biển hai mắt tràn ngập tơ máu trận chiến này đã có ba người trọng thương hạ hạ đi chết đúng lúc này lam cực như hóa điên dậy cưới trên hắc thiên mã tay cầm băng kiếm lao nhanh về vị trí lạc nam đang bất động vô sĩ đám người âm thầm nhổ một ngụm nước bọt chỉ cảm thấy hạng mười một trên bách linh bảng người được không ít thiếu nữ hâm mộ không ngờ có bộ mặt như vậy ngươi bị đánh chạy như chó hiện tại người ta đang bị thương lại lao đến ăn hôi còn gì vô sĩ hơn tiểu nhân đi chết cơ nhã quất lạnh lăng nguyệt song trưởng bắn mạnh mà đến hừ đối thủ của ngươi là ta ám nhiên cười gần hưng phấn tay cầm đại đao ngăn cản công kích của cơ nhã đợi ngươi thật lâu mắt thấy lam cực sắp tiếp cận mình lạc nam cười lạnh trong lòng ý niệm vừa động ẩm từ xác lôi đình lấp lóe trời xanh thân ảnh kiệt ngạo thiên hạ của tiểu sư hiện ra ngồi trên lưng nó tiêu thanh tuyền ánh mắt tràn ngập sắc khí tay cầm đại đao gác trên vai nàng như một nữ chiến thần thực thụ mang theo khí phách không thường thấy trên thân đao ưu minh quỷ hỏa hừng hực thiêu đốt bá vương đao pháp đoạt mệnh theo tiếng quát thanh lánh của nàng đại đao trên tay lấy thế không thể cản phá ánh mắt tiêu thanh tuyển sắt lẹm như hàn băng như một quân vương cao cao tại thượng chém giết quần thần một đao chẳng mạnh chuyện gì xảy ra lam cực bị biến cố đột ngột khiến cho khiếp sợ vô thức cầm băng kiếm đón đỡ giắc băng kiếm hóa thành mảnh vụn á à. một cánh tay tung bay trên không trung máu tươi chảy dòng không sao khép lại được ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt khắc 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 lam cực như muốn phát điên nhìn vô số quỷ hồn bao vây lấy mình hắn phẫn nộ muốn nước hai trong mắt ngay cả đau đớn nơi cánh tay đứt lịa cũng không tồn tại điên cuồng thi triển công kích vào không trung như muốn diệt sạch đám quỷ hồn kia u minh quỷ hỏa một lần nữa khiến kẻ địch lâm vào hào giác La u minh quỷ hỏa đáng chết lam cực mau tỉnh táo ám lệ mặc dù trọng thương nhưng vẫn còn sức lực mắt thất tiêu thanh tuyền cùng tiểu sư đang lao đến lam cực vội vàng ra tay ngăn cản hư luyện hư kỳ trọng thương cũng dám làm phiền ta tiêu thanh tuyền miết mắt kiêu ngạo bộ dạng lạnh như băng hoàn toàn khác khi ở cùng lạc nam đại đao trên tay mang theo quỷ hỏa hướng đầu ám lệ chạm xuống hư hổ xuống đồng bằng bị chó khinh ám lệ quát lạnh cánh tay còn lại cầm lấy dao găm chạm xuống đại đao của nàng tiểu sư đi tiêu thanh tuyền quát một tiếng thân thể tung bay mà lên bá vương đao pháp thi triển cùng ám lệ lâm vào chiến đấu. Mỗi đao của nàng mang theo sức mạnh quân lâm thiên hạ, khí phách như bậc đế vương sẵn sàng tiêu diệt loạn thần tặc tử. Bá vương đao pháp linh cấp công pháp nhận được từ truyền thừa của vị hiệu trưởng đã khuất kia. Từng đao từng đao đều là trí mạng lại kết hợp u minh quỷ hỏa, chỉ có thể khiến ám lệ khổ không thể tả. Thực lực suy yếu khiến hắn ngay cả xé rách không gian cũng chẳng làm được. Ầm ầm. Mà được lệnh của nàng, tiểu sư hóa thành lôi đỉnh, móng vuốt sắc nhọn truy sát lam cực trên lưng Hắc Thiên Mã. Hí hắc thiên mã sợ hãi đến cực điểm tiểu sư như đế vương thật thụ nơi trời cao dân đen như nó hoàn toàn không đủ tư cách chống cự chỉ có thể ngựa không dừng vó mang theo phong thuộc tính lao nhanh đáng tiếc dù gió có nhanh cũng không nhanh bằng lôi đỉnh mắt thấy tiểu sư sắp tiếp cận mà lam cực còn chìm trong ảo giác nguy hiểm gần kề bản năng hộ chủ của hát thiên mã được kích phát hí nó ngựa đầu lên trời thê lương hí giải, đem thân thể của lam cực hất lên không trung đúng lúc đó tiểu sư với tử sắc lôi đỉnh ẩm vang mà đến Phốc doẹt trong mắt hắc thiên mã là huyết lệ trước khi hóa thành hai nửa chiếc móng đuốt sắt bén của tiểu sư không yêu thú chết đi khiến khế ước trong người lam cực biến mất đồng thời thành công thức tỉnh hắn rời khỏi ảo giác do quỷ hỏa mang lại cảnh tượng hắc thiên mã bị xé tạt trên không trung máu me lan tràn khắp bầu trời cơ thể thần tuấn của tiểu sư lấp lóe lôi đình đem máu tươi đánh nát hoàn toàn không thể làm bẩn thân thể cùng bộ lông trắng như tuyết của nó Súc sinh các ngươi làm sao có thể hạ thủ lam cực triệt để phát điên thét đạo hắc thiên mã là yêu thú từ nhỏ lớn lên bên cạnh hắn tình nghĩa vượt qua huynh đệ chi giao tận mắt thấy vì bảo vệ mình mà khiến nó chết đi hắn sao có thể chịu được đả kích lớn như vậy đi chết các ngươi nên đi chết lam cực ngựa đầu lên trời thét dài bàn tay móc ra một lệnh bài băng giá quyết tuyệt đem nó bóp nát phụ thân giết sạch bọn hắn cho ta cầu người làm cực thê lương thảm thiết gào giống thật vô liêm sĩ đám người theo dõi trận chiến thở dài đường đường là thiên tài trên bách linh bảng lúc này giết người cướp của không được thì gọi phụ huynh chơi kiểu này thật quá hèn hạ sau ngày hôm nay danh tiếng của hắn sẽ triệt để mất đi tuy nhiên kẻ chiến thắng lại là hắn bởi vì theo lệnh bài vừa nát hư không hình thành lỗ đen từ bên trong đi ra một thân ảnh đây là một nam tử trung niên có diện mạo giống lam cực đến bảy phần khí độ trầm ổn một thân tu vi hùng hồn như biển lam hoành gia chủ lam gia luyện hư viên mãn cường giả có thể thấy đẳng cấp tu chân hải châu đại lục vượt qua băng thiên đại lục một bậc cầm đầu bắt cấp thế lực phần lớn đều là luyện hư viên mãn lam hoành vừa xuất hiện đảo mắt quét quanh toàn trường một vòng trong mắt lấp lóe như đã hiểu cuối cùng dừng lại trên hai mảnh thi thể hát thiên mã bị xé nát cùng tiểu sư đang hung hăng lao đến lam cực yêu thú tốt đủ tư cách làm tọa kỵ của ta lam hoành nhàn nhạt nói bàn tay đột ngột vươn ra hư không cấp tốc sụp đổ hóa thành một thủ trưởng hàn băng muốn chụp lấy tiểu sư bầu trời trở nên trang xóa lực lượng của luyện hư viên mãn khiến tiểu sư như bị định trụ không thể di chuyển. Không thể lạc nam ánh mắt muốn nước ra, cố gắng lay động thân thể mình. Cơ nhã và tiêu thanh tuyền cũng một mặt đại biến, nhưng bị đối thủ liều mạng cuốn lấy khiến các nàng lực bất lòng tâm. Mắt thấy tiểu sư sắp bị cầm lấy. Keng Một âm thanh va đập vang lên. Đại thủ của Lam Hoành bị một vật đánh bật trở lại. Ồ, thứ độ gì? Lam Hoành ánh mắt hơi hiếp. Trước mặt tiểu sư, một cái nôi em bé xoay vòng tròn tròn, chính thứ này đánh bật cánh tay của luyện hư viên mãn cường giả. Muốn động vào tiểu sư sư, hỏi qua ái nhi không có. Tiểu nha đầu nằm trong nôi, phụng Phịu không ngừng, hừ hừ chừng mắt nhìn Lam hành. Một màn này khiến sắc mặt vô số người trở nên đặc sắc. Tiểu hài tử nhà ai? Trong đầu cả đám hiện lên thắc mắc. Linh cấp pháp bảo phòng ngự sao, người là ai? Lam hành ánh mắt ngưng trọng, có thể sở hữu pháp bảo như vậy nhất định không phải người thường. Phụ thân bọn hắn có tài sản Lam cực hai mắt đỏ bừng tiền đến, đem toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại một lần. Ồ xứng đáng để ta ra tay lam hoành nghe xong âm thầm trầm tư theo suy nghĩ của hắn đám người này nhất định không phải người của hải châu nhân cơ hội cướp của giết người sau đó hợp tác cùng đảo bóng đêm gia tăng chiến lược không thể hoàn mỹ hơn nếu thế lực thần bí nào đó sau lưng mấy người này tìm đến có thể dùng một phần báo vật cướp được làm cái giá kêu gọi thêm đồng minh chống lại là một người đứng đầu gia tộc quyết đoán của lam hoành thuộc hàng đầu nếu đã quyết định thì sẽ không do dự từ trong tay xuất hiện một thanh trường mâu hàn băng hướng về nôi em bé của á nhi đâm xuống keng nôi em bé rung động tầng bảo vệ hơi ảm đạm một chút hiển nhiên băng mâu trong tay lam hoành không phải dạng thường là một thanh thiên cấp cực phẩm kết hợp tu vi của hắn không lâu sau có thể đánh tan phòng ngự của nha đầu này nhưng lam hoành không làm thế chỉ thấy sau khi đẩy lùi nôi em bé của á nhi thân ảnh tên này biến mất một lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt là nam vươn tay vồ xuống muốn đem mạng hắn cầm lấy keng Lam Hoành tối sầm mặt lại vì nôi em bé kia vẫn quỷ dị xuất hiện ngăn trước mặt hắn. Thay Lạc Nam bảo trụ một mạng. Hừ, nếu ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Cười lạnh một tiếng, băng mâu đâm xuống nôi em bé. Ken. Nôi em bé tiếp tục bị đẩy lùi. Lam Hoành được thế không bỏ, tiếp tục cầm mâu đâm tới không gian sụp đổ trước một mâu này. Chỉ là lần này lại không như ý muốn. Hư không bên cạnh Lâm Hoành đột ngột nước ra. Bút. Tiếng tát tay vang lên khiến ra toàn bộ mọi người tê giác không biết từ khi nào mặt phải lam hoàng xuất hiện dấu ấn hình bàn tay màu đỏ nổ đom đóm mắt đám người mộng bức rủi rủi mắt theo bản năng cho rằng đang nằm mơ lam hoành chưa kịp định thần bút gương mặt trái còn lại xuất hiện thêm dấu tay răng môi lẫn lộn hai dấu tay đỏ bừng in đều hai má của luyện hư viên mãn cùng thời điểm đó âm thanh như dòng suối trong pha cùng mùi vị huyết tinh nồng đầm vang lên khi dễ nữ nhi của bản vương thoải mái sao chương hai trăm năm mươi tinh linh nữ vương theo âm thanh khiến trái tim vô số người rung lên kia từ bên trong hư không một thân ảnh nhàn nhãn bước ra trong khoảng khắc đó toàn trường nín thở mùi thơm như vạn hoa từ ưu cốc lan khắp không gian một thân lục tử y trường bào cao quý bó sát thân thể ngạo nhân mạn rượu mỗi bước chân đều như ngó sen ngọc ngà kiêu xa mái tóc bạch kim lấp lánh búi gọn do châm ngọc vắt ngang để lộ phần gáy trắng như dương chi bạch ngọc nữ tử cao quý ung dung đến cực điểm lại có khí chất tự nhiên như dòng suối trong mặt nạ bạc che phủ dung nhan thần bí nhưng trong tiềm thức của đám người nữ nhân như vậy nhất định diễm lệ vô song đường cong hình chữ s hoàn mỹ cùng khí chất thành thục chín mùi như đào thơm mọng nước đám người thầm hận không thể chiêm ngưỡng dung nhan của nàng điều đáng chú ý ẩn dưới mái tóc bạch kim kia đôi hai tinh xảo thoáng ẩn thoáng hiện đỉnh chóp nhọn thẳng trong suốt phóng ả khác biệt nhân loại bình thường là tinh linh nàng là tinh linh chỉ dựa vào đôi hai kia lập tức có người nhận ra lai lịch của nữ nhân vừa đến thất thanh hét tầm lên tiếng hét như viên đá ném xuống lại gây nên ngập trời sóng lớn vô số người hô hấp bắt đầu rồn rập từng đôi mắt lấp loe ánh sao hải châu đại lục nơi có vô số chủng tộc giống nổi cựu cấp thế lực cũng nhiều hơn nơi khác hải cung và thủy thiên tông chỉ là hai trong số đó có một cựu cấp thế lực từ lâu đã trở thành thánh địa trong lòng nam nhân toàn hải châu thinh linh nữ quốc nếu nói tại băng thiên đại lục bách hoa tông là thánh địa mà mọi nam nhân hướng về thì tại hải châu thế lực có sức hút mãnh liệt hơn chính là tinh linh nữ quốc tinh linh được đồn đại đẹp tựa tiên nữ trong chuyện cổ tích các nàng mỗi người đều được mẹ thiên nhiên ưu ái mỗi người đều là tuyệt tác của tạo hóa có khả năng hòa hợp và giúp thực vật phát triển điều đó khiến tinh linh nữ quốc trở thành nơi sản xuất linh dược hàng đầu tinh cầu linh dược là gì chính là tài nguyên tu luyện quan trọng bậc nhất tinh linh nữ quốc nhờ vào khả năng trồng trọt linh dược của mình phát triển một cách mạnh mẽ không thể ngăn cản linh dược do các nàng tung ra thị trường giá cả luôn cao hơn cùng loại vài bậc, lại được đón nhận hơn bao giờ hết cùng không đủ cầu. Mà tộc nhân của tinh linh nữ quốc nhờ đó luôn chưa bao giờ thiếu thốn tài nguyên tu luyện, lại được thiên nhiên ưu ái nên tốc độ tu luyện hết sức khủng bố. Nếu so với Hải Cung và Thủy Thiên Tông, tinh linh nữ quốc còn mạnh hơn một bậc. Tương truyền tinh linh nữ quốc tồn tại trên tinh linh đảo. Mặc dù đủ loại tiếng tâm là thế, tinh linh nữ quốc vẫn thần bí trong lòng hầu hết con người bởi vì luật lệ xâm nghiêm của mình, hầu như rất ít khi tinh linh rời đảo một điều đặc biệt nữa là tinh linh không gia nhập bách linh học phủ nhưng các thiên tài trên bách linh bảng khi đến tuyên chiến với thiên tài của tinh linh tộc phần lớn đều ôm lấy thất bại mà về vì thế mà trong mắt vô số người tinh linh mặc dù nổi tiếng nhất nhưng luôn luôn thần bí càng khơi dậy ham muốn chinh phục trong lòng nam nhân lạc nam cũng ngơ ngác nằm ở nơi đó hương thơm tự nhiên của nữ nhân này khiến hắn có phần hoảng hốt lại thêm bên trong đan điển thiên mục đỉnh đang như muốn phá không mà ra nữ nhân này có dị mục không thể sai được trong lòng hắn lẩm bẩm phản ứng của thiên mục đỉnh ý hệt như huyền thủy đỉnh khi gặp thủy nương khanh vậy nàng còn có thể chất đặc biệt đấy thiên hương ngọc thể mùi thơm tự nhiên gia tăng tốc độ thu nạp linh lực khả năng mê hoặc tinh thần đối thủ ngoài ra còn là thân thể cực phẩm song tu xếp hạng hai mươi trên đại thể bảng kim nhi tán thán mở miệng lạc nam giật mình ánh mắt trở nên nóng rực thinh linh người rốt cuộc là ai âm thanh dữ tợn gào giống khiến đám người về thực tại gương mặt lam hoành đỏ tươi như máu lòng ngực phập phồng chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục nhã như vậy. Hắn tức giận nhưng không đánh mất lý trí, bởi vì nữ nhân tinh linh này có thể vô thanh vô tức tắt vào mặt mình, thực lực không phải hắn có thể đối phó trong lòng đã xuất hiện ý niệm rút lui. Bất quá với uy nghiêm của một bát cấp gia chủ, trước khi đi phải ra vẻ một chút, nếu không sẽ triệt để trở thành trò cười cho toàn thiên hạ. Chỉ đáng tiếc, nữ nhân kia không có ý định cho hắn mặt mũi. Chỉ thấy nàng lường tiểu nha đầu trong nôi em bé một chút, lại xoay người. Bàn tay ung dung cách không phát ra lam hoành sắc mặt dữ tợn đang muốn phản kháng bút cái tát như xuyên thấu không gian đem hắn đánh bay ra ngoài điên cuồng phun máu bản vương hỏi lại khi dễ nữ nhi của ta thoải mái không lời nói vẫn trong trẻo như vậy bản vương dám tự xưng vương toàn bộ tinh linh nữ quốc chỉ có một người vì khi mới xuất hiện đám người quá mức ngạc nhiên nên không để ý lời nói của nàng hiện tại lặp lại một lần nữa khiến sắc mặt cả đám đại biến trong khoảng khắc đó chỉ cảm thấy tất cả như ảo ngộng người đứng trước mặt họ chính là nữ cường giả bí ẩn nhất đại lục, tinh linh nữ vương. Ừ âm thanh nuốt nước bọt lan tràn, cả đám hận không thể có chân bỏ chạy. Theo truyền thuyết, tinh linh nữ quốc phồn hoa là thế tránh không được bị kẻ gian ngấp nghé, nhiều lần xâm nhập. Nhưng mỗi một lần đều là vào mà không ra, thậm chí từng có hợp thể kỳ cường giả ngông cuồng cho rằng sẽ bắt vài tinh linh về làm tiếp. Sau hai tháng thời gian có người nhặt được đầu của hắn trôi nổi trên biển, mà theo tin đồn đại người ra tay lấy đầu của hợp thể kia chính là tinh linh nữ vương tinh linh nữ vương có thể diện kiến nàng đều là người có thân phận cao nhất đại lục nghe nói cung chủ hải cung trong một lần gặp tinh linh nữ vương trở về ôm nổi nhớ tương tư mất ăn mất ngủ hơn chục năm cuối cùng càng là quyết đoán xóa đi trí nhớ mới bình tâm khôi phục chỉ bấy nhiêu đó đủ thấy sự khủng bố của nàng càng khiến danh tiếng của tinh linh nữ quốc vượt xa các thế lực cung cấp vậy mà giờ đây nhân vật khủng bố ấy xuất hiện trước mặt bọn hắn sao có thể không vừa mừng vừa sợ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hê mắng đến cực điểm, không người dám thở mạnh. Ngay cả chiến trận giữa cơ nhã và ám nhiên, thanh tuyển và ám lệ cũng tạm dừng, chờ đợi nữ vương phán quyết. Hồi lâu sau, một âm thanh nũng nịu vang lên. Mẫu thân bọn hắn muốn khi dễ ta, khi dễ lạc nam ca ca, mau đánh bọn hắn. Tiểu nha đầu á nhi nhảy khỏi nôi em bé, rụt rẹ chạy đến bên cạnh mẫu thân của mình. Sắc mặt Lam Hoàng cùng Lam Cực hóa đá trong tay Lam Cực xuất hiện một ngọc bội, âm thầm đề phòng quan sát tình huống. Sú nha đầu ham chơi còn dám nói. Tinh linh nữ vương gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Á Nhi, giận dữ sàng giọng. Hi hi, người ta không phải muốn tìm quà tặng mẫu thân nha, sắp sinh nhật người rồi không phải sao. Á Nhi nghịch ngợm lẹ lưỡi, từ trong tay lấy ra trầm hương quả cùng bình dưỡng nhan đan. Tinh linh nữ vương trong lòng tê dần, ngoài mặt yêu kiều hừ nói, vật nam nhân tặng ngươi lại muốn lấy ra lửa gạt vi nương. Á Nhi giật nảy mình, lắp ba lắp bắp, mẫu thân theo dõi ta ừ thinh linh đảo là nơi nào mỗi một động tĩnh không lọt khỏi cảm ứng của ta bằng nhóc con người cũng muốn trốn Tinh linh nữ vương dở khóc dở cười á nhi nghe vậy sụ mặt cứ tưởng lần này mình trốn được nào ngờ được thả đi đám người chứng kiến mẫu nữ đối thoại cả đám hai mặt nhìn nhau ngay cả thở mạnh cũng không dám toàn bộ để lại cánh tay tha cho các ngươi một mạng mà lúc này tinh linh nữ vương xoay người nhìn sang đám người lam hành ung dung mở miệng cái gì lam hành ngay vậy sắc mặt trắng bệnh, hít sâu một hơi trầm giọng nói. Tinh linh nữ vương, bổn tọa mặc dù không phải đối thủ của ngươi nhưng làm ra chúng ta không phải dễ chơi ơ chuyện này tốt nhất nên dừng tại đây. Ở trước mặt bản vương xưng bổn tọa. Ngươi xứng sao? Tinh linh nữ vương nhấn mẩy, một bàn tay lại tát đi ra. Băng mâu phá nhật. Lần này Lam Hoành đã đề phòng, cấp tốc thi triển thiên cấp vũ kỹ, một thanh băng mâu khiến không gian tan vỡ, hướng về bàn tay kia đâm tới. Bút. Bàn tay quỷ dị xuyên thấu băng mâu, một lần nữa đem lam hoành tát bay ra ngoài mà băng mâu kia bị nàng nâng lên cánh tay một luồng mục linh lực thần bí cho tới trước ánh mắt của vô số người băng mâu bị chấn thành phấn vụn đám người khoe miệng co giật nữ nhân này nhất định là hợp thể kỳ trở lên lam cực thấy tình cảnh này trong mắt xuất hiện ý niệm điên cuồng ngọc bội trên tay bóp nát để tay lại hay muốn bản vương động thủ tinh linh nữ vương mặc kệ bọn hắn làm gì cánh tay ngọc ngà lại vươn ra hướng về lam hoành một lần nữa cho tới lam hoành sắc mặt tái mét cảm giác nếu đón đỡ một tay này hắn chết chắc rồi ầm 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 không gian băng liệt dị biến phát sinh băng thiên thủ theo một âm thanh giả nua vang vọng từ trên trời cao nước ra khe hở lớn một cánh tay khổng lồ tràn ngập băng giá cản trở trước mặt lam hành đem cái tắt của tinh linh nữ vương thành công cản phá không gian chấn động đến lắc lư vô số người buộc phải lùi về nhật đảo mà cơ nhã cùng tiêu thanh tuyền gấp gáp trở về bên cạnh lạt nam thay hắn hóa giải dư ba công kích trong người lạc nam cám của ám lệ để lại rốt cuộc bị tứ đỉnh bài trừ hắn lấy lại một chút sức lực ngồi bẹp trên mặt biển linh khí xung quanh cấp tốc của về thân thể chữa trị thương thế hừ phong trảm tinh linh nữ vương thấy một màn này hư lạnh một tiếng bàn tay chấp lại hướng về băng thiên thủ chém xuống xoẹt lưỡi chạm phong hình bán nguyệt đem đại thủ băng giá chém nát tinh linh vương lần này dừng lại ở đây thế nào tiếng nói già nua vang vọng một thân ảnh lao ra tóc trắng thân mặc đạo bào xanh nhạt từ hư không xuất hiện, bước đến bên cạnh Lam Cực. Sư phụ Lam Cực nhìn lão giả này, mừng rỡ như điên mở miệng kêu gọi. Bởi vì người này chính là sư phụ của hắn tại Bách Linh học phủ, Băng Kiếm lão nhân, tu vi hợp thể trung kỳ cường giả. Băng Kiếm lão nhân, tầm mắt của ngươi ngày một kém nhỉ. Thu tên phế vật làm đệ tử Tinh Linh Nữ Vương vẫn lạnh lùng như cũ, bá đạo gần từng chưa nói. Ừ. Mùi thuốc súng quá mức nồng nặc, đám tu sĩ quan sát vội vàng lùi về Nhật đảo, không dám tiếp tục theo dõi bọn hắn không muốn bị vạ lây vào cuộc chiến của hai vị hợp thể a à. băng kiếm lao nhân sắc mặt cũng châm xuống là cường giả chân chính hắn cũng muốn thử một chút sức mạnh hiện tại của tinh linh nữ vương băng kiếm bình thiên từ trong cánh tay một thanh băng kiếm trong suốt xuất hiện sự hiện hữu của nó khiến không gian chấn động dữ dội không gian từng tầng hóa thành hư vô bầu trời kết thành băng vụn toàn bộ không gian trở nên trắng xóa như tuyết một kiếm cách không chạm ra ầm 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 bầu trời bị chia thành hai nửa thiên hạ như bình định trước nhất kiếm này lạc nam cảm nhận được hắn như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng thần cơ nhã và thành tuyển cũng trắng nhợt sắc mặt thực lực của trưởng lão bách linh học phủ thâm bất khả chắc lam cực sùng bái nhìn sư phụ khoái ý muốn xem tinh linh nữ vương bị chém nát đáng tiếc sắc mặt hắn rất nhanh cứng ngắc bởi vì ở phía đối diện tinh linh nữ vương nhẹ nhàng vươn lên cánh tay như tuyết ngọc một hệ linh lực điên cuồng vận chuyển hình thành một tấm thuẫn tròn bé nhỏ kết từ lá cây vừa đủ cầm trên tay nàng trước một kiếm khủng bố kia mặt thuẫn như không đủ dùng keng âm thanh va chạm vang lên không gian xung quanh tinh linh nữ vương vỡ thành từng mánh chỉ có nàng và á nhi vẫn ung dung đứng đó một thuẫn trên tay không chút sức mẻ thản nhiên tồn tại nhật đảo rung lẩy bẩy như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào phúc thân thể băng kiếm lao nhân lùi gần chục bước lồng ngực xuất hiện vết chém khỏe môi dỉ máu sư phụ lam cực trong mắt muốn nước ra hoảng sợ lan tràn trái tim, hét lên thất thanh. Chuyện này là như thế nào? Đám người khiếp sợ không nói nên lời, tinh linh nữ vương chỉ đơn giản phòng thủ, băng kiếm lao nhân toàn lực tấn công, cuối cùng người bị đánh hộp máu lại là hắn. Chuyện này quá mức nghịch lý, không ai nhìn ra nguyên nhân bên trong là gì. Cũng may chiến trận xảy ra trên trời cao, vượt qua tầng mây. Nếu không chỉ sợ Nhật đảo sẽ bị dư ba công kích đập tan thành bình địa. Rốt cuộc là sao? Cơ nhã cùng tiêu thanh tuyển khiếp sợ, thủ đoạn của tinh linh nữ vương quá mức kinh khủng phản thiên mục dị mục có thể phản chấn công kích của đối thủ đánh nàng chẳng khác nào tự đánh chính mình trừ khi thực lực cách xa đủ sức xuyên thấu phản thiên mục bằng không tinh linh nữ vương ở thế bất bại kim nhi trầm thấp nói lạc nam gương mặt chấn động trong miệng lẩm bẩm phản thiên mục sao ngay cả thiên cũng có thể phản chấn mà lúc này băng kiếm lao nhân lao vết máu nơi khỏe miệng hướng tinh linh nữ vương chắp tay thực lực nữ vương lại tiến một bước vần đạo khâm phục bất quá nếu muốn lấy cánh tay người làm ra ta dù liệu mạng cũng chiến một phen tinh linh nữ vương ánh mắt lấp lóe nàng không sợ băng kiếm lao nhân khiến nàng có xem trọng chính là bách linh học phủ sau lưng hắn là một nữ vương mọi quyết định của nàng đều ảnh hưởng đến toàn quốc không thể hấp tấp nhất thời không biết vô tình hay cố ý ánh mắt xinh đẹp kia thỉnh thoảng liếc về lạc nam hiển nhiên thầm nói ngươi là nhân vật chính đừng ở đó giả ngu lạc nam giật mình là một người thông minh hắn hiểu nên làm gì hơn nữa chuyện này quả thật do hắn mà ra, không thể để tinh linh nữ quốc vì mình mà xung đột với bách linh học phủ. Nén thương thế trong người, hướng về không chung mở miệng. Mọi chuyện phát sinh đều do lam ra cùng đảo bóng đêm muốn cướp đoạt của tại hạ. Hiện tại cướp đoạt không thành, nếu muốn kết thúc nên để lại một thứ gì đó. Người làm cực cùng ám nhiên hai người giận muốn phun hỏa, kẻ này đánh cho bên mình thương tổn trầm trọng, hiện tại còn đòi bồi thường. Tiểu hưu muốn thứ gì? Băng kiếm lao nhân hít mắt, nếu có thể dùng vật để giải quyết vấn đề, hắn sẵn sàng bỏ ra cái giá. Lạc Nam nghĩ nghĩ, mở miệng. Xương cốt của nữ cường giả độ kiệt kỳ. Băng kiếm lao nhân nghe xong dâu tóc dựng đứng, xem chút nữa rút kiếm giết người. Mà tinh linh nữ vương cũng giật giật khỏe môi. Không có sao. Vậy ngũ tạng quả cùng nhân xâm triệu năm lạc nam từ tốn mở miệng. Không có băng kiếm lão nhân nghiến răng, nếu tinh linh nữ vương không vì tiểu tử này ra mặt, hắn có thể sẽ chém xuống. Lạc nam nếu biết suy nghĩ của tên này sẽ biểu môi, hắn còn thâm ước băng kiếm lao nhân ra tay với mình đấy. Để sư phụ được dịp thể hiện. Hợp thể kỳ sao lại nghèo như vậy? Lạc Nam lắc đầu nói khiến đám người sắc mặt hết sức đặc sắc. Ngươi có thể lấy thứ khác băng kiếm lão nhân hít sâu một hơi. Ngươi muốn đưa thứ gì thì đưa đi, dù sao thứ ta cần ngươi cũng không có lạc nam bất đắc dĩ xuề tay. Băng kiếm lão nhân thầm hận không thể vào mặt tên vô sỉ này, hắn là hợp thể kỳ, thân phận lại cao, chẳng lẽ đưa ra đồ lợm để tiểu tử này bắt bẻ cuối cùng băng kiếm lao nhân cắn răng ném xuống nhẫn chữ vật của mình ngươi được quyền chọn hai thứ bên trong tinh linh nữ vương thấy vậy gật đầu tên này không hổ danh trưởng lão bách linh học phủ làm việc cũng có nguyên tắc lạc nam không khách khí sau khi được kim nhi xác nhận không có thứ gì nguy hiểm vội vàng kiểm tra nhẫn chữ vật của băng kiếm lao nhân đồ của hợp thể kỳ quả nhiên phong phú bất quá lạc nam tầm mắt cực cao cẩn thận quan sát từng vật đầu tiên là Chương 255, dị biến. Nhẫn chữ vật của một hợp thể trung kỳ lại là trưởng lão của bách linh học phủ, đương nhiên đồ vật phong phú. Lạc Nam ánh mắt đảo qua một vòng, khoe miệng co giật mấy cái. Tên này vậy mà có cả dâm thư. Ngoài ra ngay cả công pháp băng kiếm bình thiên quyết cũng có. Đây là một môn linh cấp trung phẩm công pháp không thể xem thường. Bất quá Lạc Nam chẳng thèm quan tâm, vài kiện thiên cấp pháp bảo hắn cũng chả cần. Ồ, một vật rơi vào mắt Lạc Nam, khiến hắn lập tức thốt lên một tấm da cổ xưa nồng đậm khí tức quanh minh lập loẹ chớp tắt trong nhận chữ vật chính là lớp da của quang minh tượng một mảnh tàn đồ của quang minh thánh địa tính đến nay lạc nam chỉ thu được hai tấm đây là tấm thứ ba lập tức chọn nó bàn tay vừa lật cầm tàn đồ trong tay tiếp tục quan sát mà băng kiếm lao nhân thấy tên này vậy mà chọn tấm bản đồ không hoàn chỉnh ánh mắt lóe lên cũng không nói không rằng suy nghĩ trong lòng không bộc lộ ra ngoài tinh linh nữ vương thản nhiên đứng đó âm thầm quan sát băng kiếm lao nhân đề phòng tên này động tay động chân. Lạc Nam quan sát lựa chọn hồi lâu, cuối cùng thất vọng thở dài. Đám người khỏe miệng giật giật trước thái độ của hắn ngươi nha, được chọn đồ của hợp thể kỳ còn biểu lộ như vậy. Muốn chúng ta tức chết sao? Dù Lam Cực và Lam Hoành cũng ghen ghét đến phát điên, dù là bọn hắn thân phận không thấp cũng thèm nhỏ dãi đấy. Cuối cùng, Lạc Nam chỉ đành vơ vét toàn bộ linh thạch trước ánh mắt phún hỏa của băng kiếm lao nhân. Số lượng đạt 80 vạn, đủ để hắn sử dụng ra tốc trận 80 ngày thời gian thực có thể chọn hai vật ta chọn tấm tàn đồ rách này cùng linh thạch lạc nam thản nhiên cười nói đem ra của quang minh tượng cùng tám mươi vạn linh thạch thu hồi được rồi chuyện lần này xem như song lão phu cáo từ băng kiếm lao nhân mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ tức giận nhưng cũng âm thầm thở ra một hơi chỉ cần người này không chọn công pháp của hắn xem như may trong rủi trừng mắt nhìn lam cực cùng lam hoành giận dữ đột ngột xé rách một lỗ hổng không gian lớn lam cực đám người như được đại xá vội vàng tiến vào bên trong ngay cả ám lệ cùng ám nhiên cũng không ngoại lệ trong thoáng chốc mặt biển chỉ còn ba người lạc nam và mẫu tử á nhi đa tạ tinh linh nữ vương cứu rút hắn vặn người đứng dậy chắc tay mặc dù toàn thân mềm yếu nhưng vẫn đủ sức nói chuyện đa tạ cơ nhã cùng tiêu thanh tuyền cũng kính nể hành lễ nữ nhân ba khí như vị nữ vương này chính là mục tiêu phấn đấu của các nàng tinh linh nữ vương nhìn qua nhất nam nhị nữ trong ánh mắt chất chứa một tia khen ngợi thiên phú của bọn hắn nàng đã chứng kiến nhất là thanh niên tên lạc nam này dùng tu vi nguyên anh viên mãn đối chiến luyện hư có thể dung từ yêu nghiệt để hình dung cũng không quá đáng hắn đối xử tốt với á nhi nàng cũng quan sát từ lâu đối với thanh niên này có một tia hảo cảm dù ở bất kỳ đâu thiên tài luôn được ưu hái lạc nam ca ca thật lợi hại mạnh hơn đam thiên tài trên bách linh bảng tự cao tự đại kia nhiều á nhi hai mắt rực rỡ tiểu nha đầu đã sớm bị phong thái của hắn mê hoặc may mắn mà thôi nếu không có nữ vương cứu rút ta giữ nhiều lành ít rồi lạc nam cười khổ sở trường của ám lệ là ám sát mà hắn vừa may sở hữu bạch nguyệt đoạt hồn nhãn có thể khắc chế nếu đổi lại một luyện hư khác chưa chắc đã có kết quả như vậy tinh linh nữ vương thấy tên này vừa có tài vừa khiêm tốn cuối cùng cũng cất tiếng nói tinh linh đảo có nhân sâm triệu năm bao giờ người rảnh có thể đến lấy âm thanh như tiên âm lượn lờ như nước suối đầu nguồn khiến người mê say lạc nam và tiêu thanh tuyền mừng rỡ như điên nắm chặt tay nhau đồng thanh nói lập tức đến lấy cũng được trong cơ thể tiêu thanh tuyển nữ nhân sư phụ cũng thoáng kích động một phen cảm động đương nhiên không thiếu còn gần hai tháng là đến sinh nhật mẫu thân lạc nam ca ca và các tỷ tỷ có thể tham dự thật là tốt quá á nhi nhảy cẩn lên vì vui sướng nhất định rồi lạc nam và hai nữ mỉm cười về tình về lý hắn đều phải có mặt để cảm tạ huống hồ đối với tinh linh nữ vương trái tim lạc nam xuất hiện cảm giác rung động nữ nhân mị lực mạnh mẽ như nàng chỉ cần là nam nhân hầu hết đều không thể kháng cự hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là biết với thân phận hiện nay của mình, đó chỉ là chuyện xa vẫn nên giấu tình cảm ấy vào tận đáy lòng. Bất quá tinh linh nữ vương là nhân vật nào? Chút ý niệm khác thường của hắn sao có thể qua khỏi mắt nàng? Chẳng qua bản thân nàng không thèm để ý mà thôi. Nam nhân có ý đồ với nàng, toàn bộ tinh cầu này đếm không xuể, đã sớm quen rồi. Thậm chí nàng còn âm thầm tán thưởng lạc nam còn trẻ tuổi đã biết khắc chế cảm xúc như vậy là hết sức khó được không ít tên là chủ một thế lực vừa gặp nàng đã đánh mất tâm tính chỉ đổi lấy sự xem nhẹ mà thôi điển hình là tên cung chủ của hải cung tinh linh nữ vương hoàn toàn không nhìn người lụy tình như vậy và mắt đối với nữ nhân kiêu ngạo ngươi càng lụy nàng chỉ khiến giá trị của ngươi trong mắt nàng càng thấp được rồi ta mang ngươi cùng tinh linh nữ vương đang muốn xé rách không gian ánh mắt trợn co lại á nhi cũng giật mình nhìn xuống đáy biển không gian dưới biển nứt ra một lỗ hồng cự đại từ bên trong lao ra bóng đen khổng lồ dài hàng trăm trượng nhanh chóng che phủ một vùng biển cả dị biến nảy sinh do đứng trên mặt biển lạc nam và nhị nữ chưa kịp định thần chỉ cảm thấy trời đất tối sầm bị thứ khủng bố kia một hơi nuốt gọn vào miệng cùng vô số đàn cá lớn nhỏ xung quanh hiển nhiên bóng đen kia không phân biệt được đâu là con mồi đâu là kẻ bị xui xẻo một hơi nuốt sạch mẫu thân mau cứu ca ca á nhi sợ hai đến gương mặt trắng bệnh thứ khủng bố quá mức to lớn vượt qua tưởng tượng của nàng hắn sẽ không gặp nguy hiểm tinh linh nữ vương ánh mắt lóe lên một tia phức tạp nhàn nhạt, nhạt mở miệng nhưng mà thứ đó khủng bố như vậy á nhi lắc đầu như chống bỏi nghe lời ta hắn sẽ không gặp nguy hiểm trái lại còn là một hồi cơ duyên chỉ là nắm bắt được hay không phải xem chính hắn tinh linh nữ vương nhẹ giọng lẩm bẩm đó là thứ gì nha mẫu thân làm sao lại có con cá voi lớn như vậy á nhi tin tưởng mẫu thân mình nhìn thân thể khủng bố kia một lần nữa lao đi chỉ cảm thấy mọi thứ không quá chân thật thứ nuốt trừng lạc nam và nhị nữ là một con cá voi toàn thân màu xanh đậm ẩn dưới làn nước như một bóng đen khủng bố kích cỡ thậm chí sánh bằng nhật đảo mỗi cái chuyển mình của nó đều khiến biển cả thét đảo hình thành sóng thần khủng bố một thất cấp yêu thú thuộc côn tộc tại u nguyên đại lục ngàn năm trước trong một lần tu luyện gặp phải sự cố dẫn đến linh trí phát sinh vấn đề trở nên khờ khạo như một đứa trẻ lang thang khắp nơi trong biển rộng từ u nguyên đến tận hải châu tinh linh nữ vương thở dài nói giọng nói ẩn chứa một tia thương hại chuyện này chỉ có những người thân phận cao và quan hệ rộng mới biết được thậm chí cường giả côn tộc từng mấy lần đến hải châu tìm về đồng tộc nhưng đều bạt vô âm tính dù sao thì biển cả quá mức minh ngông thất gia yêu thú mặc dù khủng bố nhưng vẫn như mỏ kim đáy biển mà thôi huống hồ tên này di chuyển liên tục muốn tìm được phải xem vận khí rồi không nghĩ tới lần này lại đột nhiên xé rách không gian xuất hiện còn đem lạc nam cùng nhị nữ nuốt mất hắn thật đáng thương nha á nhi hai mắt rơm rớm tinh linh vốn là chủng tộc yêu tự nhiên thấy con cá voi này bi thảm như vậy cảm thấy thương hại vô cùng. Nếu Lạc Nam có thể cứu được tên này, hắn sẽ trở thành đại ân nhân của côn tộc tại U Nguyên Đại Lục khi đó tinh linh nữ vương trầm tư cảm thán một tiếng, bàn tay tinh xảo sẽ rách không gian. Lạc Nam ca ca, á nhi ở nhà chờ ngươi trước khi rời khỏi, tiểu nha đầu không quên há miệng gào to xuống mặt biển. Tinh linh nữ vương lột xuống mũi vải chùm đầu của Á Nhi, để lộ đôi thai nhọn đặc trưng của tinh linh, nhẹ đào tay, bùn đất trên mặt Á Nhi hoàn toàn biến mất để lộ làn da trắng như tuyết đông, diện mạo xinh xắn như thiên thần nhỏ, gò má ửng hồng cùng đôi mắt ngây thơ lung liếng nước phấn điêu ngọc trác. Tiểu nha đầu còn nhỏ, đã có dung nhan hại nước hại dân. Tinh linh nữ vương một tay sách nàng như con mèo nhỏ hai mẹ con bước chân vào hư không. Chính thức khép lại. Mật thất tại Thánh Linh học phủ. Võ Tam Nương ngồi xếp bằng trên không trung, hư ảnh con voi ẩn hiện sau lưng nàng, khí thế trầm ổn như núi cao, thu liễm đến cực hạn. Ánh mắt xinh đẹp nhướng lên như có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, bắt gặp lạc nam vậy mà lọt vào miệng rộng của con cá voi kia đôi môi đỏ mọng mỉm cười vui vẻ tiểu tử thúi này mặc kệ ngươi vậy lạc nam chỉ cảm thấy mất đi ánh sáng xung quanh một màu tối đen như mực hai cổ thân thể mềm mại đang ôm chặt lấy hắn trong lòng ngực là một tiểu gia hỏa đang cuộn tròn ở nơi kỳ quái này bọn họ như bị một lực lượng mạnh mẽ kìm hãm bốn thân ảnh ôm chặt lấy nhau đang bị một vòng lốc xoáy mạnh mẽ hút vào thứ gì đó trời đất quay cuồng dù luyện hư kỳ như cơ nhã cũng không thể vận chuyển linh lực ý niệm vừa động, cả bốn cùng lúc tiến vào linh giới châu. Mà linh giới châu trở thành đối tượng bị thay thế, trôi theo dòng xoáy khủng bố, cùng vô số cá tôm lẫn lộn. Bên trong linh giới châu, phụt, bốn người cùng lúc phun ra một ngụm nước. Phu quân, tiểu sư, nhã tỷ, thanh tuyển chuyện gì xảy ra? Thủy Nương Khanh đang luyện thương pháp, thấy dáng vẻ mấy người chật vật như vậy, hớt ha hớt hải chạy đến hỏi thăm. Lạc Nam lắc đầu cười khổ, hoàn toàn không biết trời trăng mây nước gì chúng ta bị thứ gì đó nuốt vào trong bụng cơ nhã dùng linh lực xua tan nước trên người môi đỏ khai mở tiêu thanh tuyền nhợt nhạt gật đầu dị hỏa nhanh chóng hong khô cơ thể bị nuốt vào bụng thủy nương khanh một mặt mẫu bức cơ nhã là luyện hư trung kỳ a thực lực so với nàng còn mạnh hơn vậy mà để thứ gì đó nuốt vào ngay cả lạc nam cũng giật mình nhìn sang nàng với ánh mắt tò mò có thể trời không biết quỷ không hay tập kích chúng ta mà thiếp không thể phản ứng chỉ có thể là thất gia yêu thú trở lên thực lực khủng bố cơ nhã hất lên tóc mai từ tốn phân tích. Ngoài tình huống đó ra, nàng thật sự không nghĩ ra còn thứ gì khác. Đúng là thất gia yêu thú, tiểu sư có thể cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của nó tiểu sư lắc lư thân thể làm khô bộ lông, mở lấy miệng nhỏ xác nhận. Đám người bừng tĩnh quả thật chỉ có thất giai, tương đương với hợp thể kỳ mới đủ khiến cơ nhã lâm vào bị động như vậy. Sao tinh linh nữ vương không cứu chúng ta? Tiểu thanh tuyển thắc mắc. Lạc nam trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng nói. Ta không cảm nhận được sát khí từ yêu thú này, chắc hẳn chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn chỉ là làm sao có thể thoát ra khỏi cơ thể nó là một vấn đề bên trong cơ thể thất gia yêu thú không gian cưng cấp đến cực điểm dù là cơ nhã cũng không dám mạo mội xe rách nếu để bị nó phát hiện không biết xảy ra hậu quả gì Thủy nương khanh cũng hết chỗ nói chuyện ly kỳ như vậy mà nam nhân nhà mình cũng trải qua cho được khiến nàng vừa buồn cười vừa lo lắng chỉ còn cách theo đường bài tiết của nó ra ngoài tiêu thanh tuyền mở miệng sư phụ nàng đề nghị như vậy bài tiết cơ nhã và thủy nương khanh tóc gáy dựng đứng các nàng không dám tưởng tượng yên tâm để lão công các nàng lo chuyện này lạc nam cười nói hắn sao có thể để các nàng làm chuyện như vậy chàng trước hết trị thương mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết cơ nhã suy nghĩ nói nói lạc nam gật đầu lúc này lấy ra ra tốc trận đặt trên mặt đất trước ánh mắt xấu hổ của mấy nữ cười hề hề lôi thủy nương khanh tiến vào trận pháp gia tốc rất nhanh bên trong truyền ra âm thanh rên rỉ của nữ nhân cùng tiếng thở dốc hữu lực mạnh mẽ của nam nhân nhất thú hai người nhìn nhau gương mặt cả ba cùng đường đỏ nhanh như vậy nửa ngày trôi qua bắt gặp lạc nam khỏe mạnh như trâu bước ra chúng nữ kinh ngạc hỏi theo sau hắn thủy nương khanh làn ra con đường đỏ khỏe môi treo lấy nụ cười thỏa mãn dung nhan rực rỡ xinh đẹp như hoa tươi được tới nước long tiên thánh điện rất thần kỳ các nàng không cần kinh ngạc ta và khanh nhi đã song tu liên tục năm ngày lạc nam đắc chí khoe khoang nếu không phải cơ nhã cùng tiền nhi còn là xử nữ hắn đã lôi các nàng vào chung vui rồi Lần đầu tiên của hai nữ, không thể dùng vào mục đích trị thương đấy. Chàng dự định thế nào? Tiêu Thanh Tuyền mở miệng. Các nàng cứ ở bên trong ta ra ngoài thám thính tình hình lạc nam phân phó nói. Không được, quá mạo hiểm chúng ta đi cùng tam nữ và tiểu sư cùng lúc lên tiếng phủ quyết. Đang ở trong bụng thất giai A, à, tu vi các nàng cao hơn ta, rất dễ bị nó cảm ứng được hướng hồ thăm dò tình hình thì ta là thích hợp nhất, chỉ cần không ổn có thể trốn vào lập tức lạc nam nói ra. Chuyện này tam nữ liếc nhau cho mày, hắn nói quả thật có lý. Bọn họ không biết ra hỏa to con này đã trở nên khủ khờ như một đứa trẻ, theo bản năng cho rằng đang trong cơ thể của một tên hung thần. Tiểu sư sẽ đi theo chủ nhân tiểu sư quả quyết lên tiếng, thân thể nhỏ nhắn nhảy tọt vào lòng hắn. Lạc nam sùng ái xoa xoa đầu nàng, trước ánh mắt của chúng nữ, thân ảnh biến mất. Bịch! Lạc nam ôm lấy tiểu sư, chỉ cảm thấy mình vừa rơi xuống một nơi mềm mại. Linh dối châu trở về trên người. Nơi này tối đen như mực, tị thủy châu xuất hiện trên tay, chất lỏng xung quanh chủ động cách xa một vòng. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn đảo quanh, hắn phát hiện mình đang ở dạ dày của gia hỏa khổng lồ này. Quả nhiên là thất cấp, cơ thể thanh lọc đến cực hạn dù ở dạ dày vẫn không có mùi hôi thôi âm thầm cảm thán một tiếng. Lạc Nam phát hiện nơi này có thể điều động linh lực. Hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất là phá nát thân thể thất giai tiến ra, thứ hai là đi theo đường bài tiết của nó. Bất quá người ta là thất giai, mình vừa động thủ sẽ lập tức bị nghiền nát như con kiến nhỏ không thể bất cần được. Nghĩ tới nghĩ lui, lạc nam quyết định trước hết thăm dò rồi tính dần dần lần mò bước đi âm thanh tiêu hóa không ngừng vang lên bên hai cũng may có tị thủy châu mà không dính vào người hắn lạc nam đi một đoạn đường cảm thấy cửa dạ dày khủng bố của yêu thú này đang mở ra hắn lập tức tiến vào bên trong đột nhiên nhìn thấy chương hai trăm năm mươi sáu linh lung cùng ố quỳnh thoát khỏi cửa dạ dày trước mặt lạc nam rõ ràng là ruột non của tên khổng lồ chỉ thấy nơi này như một hang động rộng rãi vô cùng cao chừng trục trượng dài không thấy điểm cuối. Mà khiến lạc nam quái lạ chính là, hắn quan sát được từ nơi xa đang phát sáng lấp lánh rực rỡ như ban ngày, các loại màu sắc phản quang áo ánh, khuất sau thành ruột non. Chẳng lẽ bên trong này có kho báu? Ánh sáng lấp lánh kia chính là tiền tài bảo vật các loại. Lạc nam trí tưởng tượng hết sức phong phú, lập tức đưa ra suy đoán. Không tiếp tục trần trừ nữa, hắn đẩy nhanh bước chân, tiến về phía trước. Ruột non của tên này dài vô cùng, bị ảnh tiêu giao bộ thi triển đến cực hạn. Rốt cuộc, nguồn gốc phát ra ánh sáng kia cũng xuất hiện trong tầm mắt làm sao có thể lạc nam lập tức giật nảy mình kinh ngạc con mắt chừng lớn khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mặt bên trên thành ruột non một khoảng bong bóng nước cự đại bám trụ mà khiến lạc nam kinh hãi hơn nữa là bên trong khoảng bong bóng nước kia chính là một tòa thủy tinh cung chỉ cao tầm bá trượng nhưng đã quá dư sức để nhân loại tiến vào ở rồi ánh sáng rực rỡ sắc màu chính là do tòa thủy tinh cung này phát ra xa hoa lộng lây cao quý đến cực hạn nếu không phải vách ruột non còn đang nhúc nhích có bớp lạc nam thậm chí cho rằng mình lọt vào sứ thần tiên thủy tinh cung được bong bóng nước khổng lồ bảo vệ tồn tại trong ruột non của thất cấp yêu thú chuyện này quả thật giống như đang nằm mơ thủy tinh cung này là một kiến trúc pháp bảo hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh hắn có linh giới châu cũng là nơi xa hoa bậc nhất đương nhiên không thể kinh ngạc quá mức thình tang một thanh âm truyền vào thai khiến lạc nam một lần nữa rợn cả tóc gáy tiếng đàn thật quen thuộc hắn lẩm bẩm một tiếng chợt nghĩ đến thứ gì hô hấp trở nên rồn rập thân hình rung động vì hưng phấn bàn chân điểm nhẹ tốc biến triển khai một lần nữa xuất hiện đã tiếp cận bong bóng nước lạc nam phát hiện vô số thủy linh lực ngưng tụ thành bong bóng nước này tinh khiết và trong suốt đến cực hạn bên trong ẩn chứa linh khí rất dồi dào hắn có tị thủy châu dễ dàng xâm nhập vào bên trong rất nhanh đã đến phía trước cánh cửa thủy tinh cung này lòng hiếu kỳ mãnh liệt trỗi dậy lạc nam không thèm nghĩ ngợi lập tức thi triển thấu thị vạn lý đem toàn bộ cảnh tượng thủy tinh cung thu vào tầm mắt. Bên trong thủy tinh cung có không ít căn phòng, bất quá chỉ có hai căn phòng ẩn hiện khí tức của sinh mệnh. Trước hết quan sát một phòng. Lạc Nam lẩm bẩm, lén lút xâm nhập như kẻ trộm, rón rén mở ra cánh cửa căn phòng có phần sinh xắn. Hít. Trong khoảng khắc đó, hắn như ngừng thở trái tim lệch sang một nhịp. Bên trong căn phòng, một bóng lưng trần tuyệt mỹ đập vào tầm mắt. Nữ nhân ngồi trên ghế đá trước gương đồng, tay nhẹ gảy đàn, mái tóc hoàng kim óng ả rủ xuống đến tận ngông không nàng không có ngông là đuôi cá mái tóc dài hóng ả cao quý vượt qua vòng eo thon gọn chân nhẵn chạm đến đuôi cá hoàng kim rực rỡ phần dưới thân thể nàng là mỹ nhân ngư chủ nhân của căn phòng như mãi mê suy nghĩ chuyện gì đó cũng chẳng thể ngờ có kẻ đang tiếp cận thình tang nàng vẫn say sưa gậy đàn từng âm thanh tuyệt diệu từ đầu ngón tay tinh xảo phát ra lạc nam nuốt nước miếng mọi chuyện quá mức đột ngột khiến hắn như chết chân tại nơi đó mỹ nhân ngư mà hắn luôn tìm kiếm lúc này đang xoay lưng về phía hắn, nàng không mặc y phục để lộ tấm lưng tuyệt mỹ có thể cùng tần ngọc ảnh sánh ngang. lạc nam không muốn phá hỏng cảnh tượng diễm lệ này, âm thầm đánh giá toàn bộ căn phòng. nơi đây đơn giản vô cùng, chỉ có một giường ngủ hình dáng con trai to lớn đang hé vỏ, bên trong là một lớp vật liệu hồng phấn mềm mịn như nhung, cùng cái gương đồng với ghế đá mà mỹ nhân đang ngồi. đôi cá thon dài huyền chuyển nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp tiếng đàn. lạc nam phất tay, một lớp linh lực bao trùm căn phòng ngăn cản không cho âm thanh phát ra bên ngoài. Lúc này tiến lại gần sau lưng giai nhân. E hẻm chào nàng hắn cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể. Tinh! Cầm âm đứt đoạn, bờ vai mềm mại khẽ run. Ta không phải người xấu lạc nam bổ sung một câu. Thân ảnh mỹ nhân quay phát người lại. A 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 Đôi mắt xanh thẩm như đại dương xanh trọn tròn môi đỏ xinh sắn hét ẩm lên tràn đầy kinh hãi. Đôi cá cùng đôi tay liên tục bơi về phía sau cổ cầm trong tay cũng bị nàng đánh rơi xuống đất. Cũng may lạc nam đã sớm bố trí cách âm, tiếng hét của nàng không kinh động ra bên ngoài. Vừa chứng kiến diện mạo kia, trái tim hắn rung lên, đồng tử co rụt, hiện lên vô tận kinh diễm. Đẹp tuyệt phẩm nhân gian không, nàng là bảo vật của biển cả. Một loại xinh đẹp rất khó dùng từ ngữ diễn tả như thế nào có lẽ nghiêng nước nghiêng thành miễn cưỡng để miêu tả. Mái tóc hoàng kim mượt mà như tơ, mắt tròn mi cong, trong mắt màu lam thâm thúy như biển rộng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, mũi quỳnh cao thẳng nằm trên đôi môi mộng tất cả đều đáp ứng chuẩn mực của vẻ đẹp tây phương điển hình thân trên của nàng trong trắng mịn màn bầu ngực có quy mô nảy nở chỉ là được hai mảnh vỏ sò che lắp đi nụ hoa mê người đó giữa điểm tiếp xúc giữa eo thon cùng đôi cá một mảnh vỏ sò khác màu hồng phấn che đậy nơi tư mật gợi tình đến cực hạ một mỹ nhân ngư phương tây như bước ra từ chuyện cổ tích xuất hiện ở trước mặt hắn nhân loại ngươi là ai sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi mỹ nhân ngư như lấy lại được bình thản môi đỏ trúng chím hé mở, dùng một giọng điệu trong trẻo như pha lê để hỏi. Lạc Nam lấy lại tinh thần, đánh giá nàng một vòng mọi thứ thuộc về nàng đều khiến hắn thích thú, nhất là đôi cá kia vừa có vẻ mềm, vừa có vẻ huyền chuyển lại có các lớp vảy hoàng kim như bảo thạch quả thật diễm lệ vô vàn. Nhận ra Lạc Nam không có ý làm hại mình, Mỹ Nhân Ngư cũng tỏ mò đánh giá lại hắn. Phát hiện nhân loại này vậy mà anh Tuấn Phi Phạm, không có đôi cá như nàng, trái lại là một đôi chân trông có vẻ linh hoạt, cảm thấy tò mò chấp chấp đôi mắt đẹp ngươi là nhân loại sống trên mặt đất mỹ nhân ngư hiếu kỳ mở miệng không sai nàng không sợ ta sao lạc nam nháy nháy mắt cười hỏi ngươi sẽ không hại ta trái lại ta cảm giác được ngươi sẽ bảo vệ ta mỹ nhân ngư điểm lấy ngón tay ngọc ngà lên cảm tự tin nói ồ nàng thật sự cảm thấy như vậy lạc nam kinh ngạc không sai trái tim ta mách bảo như vậy mỹ nhân ngư đặt tay lên lồng ngực đôi mắt khép hở lẩm bẩm nữ nhân này sở hữu một trái tim hiếm có Thất Khiếu Linh Lung Tâm có thể cảm nhận được địch ý và thiện ý của người đối diện Kim Nhi đánh giá mỹ nhân ngư một chút, lúc này hướng Lạc Nam giải thích. Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Lạc Nam lẩm bẩm, cảm thấy rốt đặc cắn mai. Đó là một loại trái tim cực hiếm có, toàn bộ tinh cầu chỉ sợ tìm không ra người thứ hai, à ngoại trừ cơ băng tu luyện công pháp của công tử cho nên cũng sở hữu một loại, bất quá công dụng có sự khác nhau Kim Nhi cười nói. Băng nhi sao? Lạc Nam nhớ lại, cơ băng tu luyện công pháp Thủy Linh Băng Lung Kinh nhờ đó hình thành một trái tim gọi là băng thủy linh lung tâm có thể dễ dàng lĩnh ngộ tất cả băng và thủy vũ kỹ sau lần tu luyện đầu tiên xem ra thất khiếu linh lung tâm khác với băng thủy linh lung tâm giúp mỹ nhân ngư phân biệt được cảm xúc thiện ác từ người khác nàng từ nhỏ đã sống ở nơi này sao lạc nam tiến đến bên cạnh mỹ nhân ngư ngồi xuống khẽ hỏi không nhịn được vuốt nhẹ đôi cá của nàng mềm mại và chân tuột không thua kém làn da tuyệt diệu của nữ tử mỹ nhân ngư ngại ngùng rút người lại gương mặt đỏ bừng nàng ngây thơ như trang giấy trắng lắp ba lắp bắp đôi của chúng ta chỉ để trượng phu chạm vào ngươi sao có thể như vậy trượng phu ta lỡ chạm vào rồi có thể trở thành trượng phu của nàng sao lạc nam nghe vậy một lần nữa mơn trớn đôi nàng vừa cười vừa hỏi không được nhân ngư tộc chúng ta vĩnh viễn sẽ không tiếp xúc cùng nhân loại đó là lời của dì quỳnh dạy ta mỹ nhân ngư lắc đầu ngây thơ nói dì quỳnh nàng sống ở nơi này với dì quỳnh đó sao lạc nam nhớ lại còn một căn phòng có khí tức sinh mệnh hỏi thăm đúng vậy ta và dì quỳnh từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau toàn bộ nhân ngư tộc chỉ còn hai chúng ta mỹ nhân ngư cô đơn nói lạc nam trái tim tê dần nhớ lại sư phụ của tiêu thanh tuyền từng nói nhân ngư đã sớm tuyệt chủng ai bảo chỉ còn hai nàng nếu ngày sau các nàng sinh con không phải sẽ có thêm các tiểu mỹ nhân ngư sao hắn mở miệng an ủi không thể nhân ngư chúng ta nếu tự kết thành phôi thai để sinh sản sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh của cơ thể để nuôi nấng thai nhi sau khi hạ sinh người mẹ sẽ chết mẫu thân vì sinh ra ta mà chết đấy mỹ nhân ngư lắc đầu ngói ngộ ơ ỉ còn có chuyện đó sao lạc nam gương mặt cứng đờ vội vàng mở miệng đó là các nàng tự kết phôi vẫn còn hình thức khác đúng không mỹ nhân ngư nghe vậy sắc mặt đỏ bừng túi gằm mặt xuống không chịu nói lạc nam nhìn xuống nơi tư mật đang được vỏ sò che kín của nàng cũng thầm đoán ra chút ít manh mối ta gọi là nam nàng tên là gì hắn ôn nú hỏi ta tên hải linh lung ngươi có thể gọi ta là linh lung mỹ nhân ngư thọ thẻ tên rất hay linh lung hắn ôn nhu gọi một tiếng mỹ nhân ngư xấu hổ dùng tay che mặt đây là lần đầu tiên có nam nhân xưng hô nàng như vậy sao các nàng sống trong bụng gia hỏa này không buồn chán sao lạc nam thắc mắc theo hắn suy đoán lần trước sở dĩ mình không tìm được các nàng là do tốc độ của thất gia yêu thú quá nhanh dù hắn liều mạng cũng đuổi không kịp tiếng hát của hai nàng là từ bụng tên này truyền ra đấy chắc không được dù vô số cường giả truy tìm vẫn không phát hiện tung tích của nhân ngư ở nơi này quả thật quá bí mật. Di Quỳnh nói nơi đây an toàn nhất, chúng ta là nhân ngư cuối cùng không thể để các chủng tộc khác săn bắt linh lung U buồn nói. Đám khốn kiếp đó ánh mắt lạc nam sát lạnh, không ngờ một chủng tộc xinh đẹp như vậy lại bị săn bắt đến mức gần tuyệt chủng. Nghe Di Quỳnh nói, gần ngàn năm trước Mâu Thân Ta và nàng cùng bị con cá voi này nuốt vào, sau đó các nàng quyết định sống tại nơi này, mẫu Thân Ta lựa chọn sinh ra ta dẫn đến chết đi linh lung cắn môi nhớ lại hồi ức đau khổ khiến nàng buồn bã. Đừng suy nghĩ lung tung mẫu thân nàng nhất định rất tự hào về nàng Lạc Nam an ủi. Cảm ơn Linh Lung mỉm cười tuyệt mỹ, khiến Lạc Nam ngây ngất say sưa. Các nàng có muốn? Lạc Nam đang muốn nói gì đó, chợt cảm thấy linh hồn mình đau nhức kịch liệt. Nhân loại gian ác, dám dụ dấu công chúa. Đi chết đi. Một tiếng yêu kiều quát lạnh truyền đến căn phòng, theo sau đó là một thân ảnh tuyệt mỹ khác xuất hiện. Ánh mắt nàng băng lạnh như sương đêm, lấp lánh ánh sáng tràn đầy sát khí, linh hồn hình thành mũi nhọn công kích lạc nam di quỳnh dừng tay hắn không phải người xấu linh lung hét lên một tiếng quên can công chúa đừng để nhân loại gian ác dụ dỗ mỹ nhân kia không tuân theo càng tập trung hồn lực trong suốt tấn công lạc nam hồn tu lạc nam lẩm bẩm cảm giác linh hồn mình đau đớn hắn hừ lạnh một tiếng bất hủ diễn sinh kinh cùng ôn hồn liền cùng lúc chấn động xiềng xích linh hồn một thanh dây xích trong suốt không thể nhìn thấy từ giữa trán lạc nam bắn ra tiến thẳng vào mi tâm của người đánh lén xoắn chặt một vòng À, 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 à. Người tấn công lạc nam chỉ cảm thấy mình bị phản sát dữ dội, linh hồn như bị trọng kích, ôm đầu hét thảm một tiếng, thất khiếu tràn ra máu tươi. Đó là lạc nam sau khi tấn công đã thu hồi dây xích, nếu không có thể đem linh hồn nàng lôi ra khỏi thân thể mà đánh tan rồi. Nguyên anh trung kỳ hồn tu dám đánh lén ta, ai cho nàng là gan? Lạc nam ánh mắt sắt bén nhìn người kia nói, đây là một mỹ nhân ngư khác có mái tóc màu tím như sương đêm, so với linh lung thành thục hơn nhiều lắm, cùng tràn ngập mê người. Nàng là một thiếu phụ tầm 30 tuổi, dáng người ma mị chín mọng như mật đào, khí chất không phải thiếu nữ như linh lung có thể sánh vai. Vòng ngực tròn lẳng trắng non so với một tử âm còn đấy đà nảy nở hơn một chút, môi đỏ rực như lửa, dung nhan chín mùi lộng lẫy. Chẳng qua lạc nam lại đang phẫn nộ, nữ nhân này không phân biệt lý lẽ đột nhiên tấn công hắn, sao hắn có thể không tức giận. Nếu hắn không phải hồn tu, hiện tại đã thành một xác chết rồi. Nên dạy cho nàng một bài học nhớ lời. Thấy gì Quỳnh bị phản kích đau đớn lăn lộn trên mặt đất, linh hồn đã bị hắn làm trọng thương. Di Quỳnh, Di Quỳnh ngươi có sao không Di Quỳnh? Linh lung hoảng sợ đến gương mặt tái nhợt, chạy đến đỡ lấy mỹ nhân ngư kia. Chỉ tiếc nàng đã trọng thương linh hồn, đây là thương thế khủng bố nhất mà tu sĩ nào cũng e ngại, sao có thể trả lời. Không ngừng lăn qua lộn lại, khí tức trở nên nhợt nhạt đến cực điểm. Không Dị Quỳnh không thể chết linh lung sợ hãi vô cùng, bơi đến trước mặt lạc nam nắm lấy chân hắn khóc lóc. Van ngươi mau cứu gì Quỳnh, mau cứu lấy nàng linh lung thay nàng xin lỗi ngươi lạc nam trái tim mềm lún túi xuống bế nàng lên tay linh lung đỏ mặt rung dậy thân thể bất quá sợ làm phật lòng hắn không dám có chút chống cự nàng ấy chủ động công kích ta tội rất nặng muốn ta cứu sống phải có điều kiện đấy hắn hôn nhẹ lên trán lung linh đầy sủng ái hải linh lung trái tim đập nhanh không cảm nhận được gác ý của hắn với mình bất chấp tất cả gật gật đầu vậy rất tốt nàng ấy tên đầy đủ là gì lạc nam chỉ vào dì quỳnh đang sắp lâm vào hôn mê hải u quỳnh dì ấy tên hải u quỳnh linh lung lập tức nói được rồi, nàng cứ ngồi đó ta cứu U Quỳnh Lạc Nam bước đến, đem hải U Quỳnh bế lên. Chỉ cảm thấy da thịt nàng có rắn căng tràn nhựa sống, đôi cá tử sắc óng ánh cũng như hải linh lung không hề mặt y phục, chỉ dùng vỏ sò che đậy nơi mẫn cảm. Y gì phục Lạc Nam nhanh chóng biến mất cơ thể trần như nhộng hiện ra khiến linh lung đứng phát dậy. Người muốn làm gì nha? Nhìn côn thịt giữ tận giật giật như khiêu khích kia, hải linh lung lắp ba lắp bắp. Chỉ có song tu mới cứu được U Quỳnh, nàng có thể từ chối Lạc Nam nhốn nhún vai. Không chỉ cần cứu mạng gì ấy là được linh lung nếu máu gật đầu. Lạc Nam ôn nhu cười một tiếng, đặt ú quỳnh lên giường ngọc trai. Ba mảnh vỏ sò trên thân nàng rơi xuống. chương 257, thuyết phục. Len Ken. Theo âm thanh ba tiếng vỏ sò rơi xuống mặt đất, những nơi thần bí tràn đầy cám dỗ cũng xuất hiện trước mặt Lạc Nam. Hô hấp hắn trở nên ra tốc, lần đầu được chứng kiến một mỹ nhân ngư toàn thân trần trụi trước mặt, không nam nhân nào có thể chống cự được. Làn da trắng như mỡ đông, thân trên đầy đặn thành thục, tràn đầy quyến rũ. Bộ ngực cự đại nảy nảy theo nhịp thở, quần vú đỏ thẫm khêu gợi, đỉnh chóp được to điểm hai viên ngọc trai đỏ cứng cứng, Lạc Nam không thể kháng cự. Qua vòng eo huyền chuyển được tô điểm bởi lỗ rốn nhỏ xinh, bên dưới một chút là nơi tiếp giáp giữa thân người cùng đôi cá, cũng đồng thời là nơi chứa tuyệt tác của biển cả mênh mông này. Chỉ thấy đó là một khe thịt như đóa hoa nơi u cốc, chân nhãn hường hào, không hề tồn tại một sợi âm ao, hai mép môi khép chặt, phía trên chính là hạt thịt đỏ đau diễm lệ đầy vẻ nồng nàn không khác của nữ tử nhân loại là bao bất quá sao ta cứ cảm thấy kích thích lạc nam dương vật căng cứng không chịu nổi trái tim nhảy lên kịch liệt cái đuôi màu tím lấp lánh như làm nền cho âm hộ mê người hồng hào chân bóng kia quả thật quá mức nổi bật linh lung nhìn hai thân thể trần chuồng trên giường ngọc trai trái tim nhảy lên kịch liệt vô ý thức mân mê đôi cá rực rỡ của mình ưng ừ. u quỳnh rên rỉ một tiếng đau đớn đôi mày như lá liêu trao lại môi đỏ hé mở hương thơm bắt đầu có dấu hiệu tới nhật hiển nhiên thương thế đang tác động xấu mặc kệ nguyên nhân nào nếu đã gặp hai nàng ta nhất quyết không thể bỏ qua lạc nam vớt ve mái tóc tử sắc của ưu quỳnh nhớ lại dáng vẻ tràn đầy sát khí của nàng khi nhìn thấy hắn mở miệng lẩm bẩm trước ánh mắt nóng rực của linh lung túi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của mỹ nhân ngư trong lòng ngực ưng ừ. ưu quỳnh rên rỉ trong vô thức đôi môi bị lắp kín khiến nàng hơi khó thở nhưng rất nhanh cảm giác có một vật gì đó tiến vào truyền linh khí sang cho mình môi thơm tham lam hôn lấy lạc nam chỉ cảm thấy vị ngọt lan tràn vùng miệng đảo qua hàm răng ngọc ngà tiến sâu vào trong, nước miếng tinh khiết như cam lộ khiến hắn say mê, tận tình nhấm nháp tất cả những thứ từ miệng nàng. Có lẽ vì nguyên nhân sống trong nước, môi u quỳnh tuy đỏ lại tràn đầy cảm giác tươi mát thanh tân, miệng lạc nam thì nóng, cảm giác vừa ấm vừa lạnh khiến hắn si mê không dứt, đầu lưỡi cuốn lấy cái lưỡi như rượu nồng ngủ lâu năm của nàng, ra sức mút vào. Chụt chụt chụt. U quỳnh cảm nhận được thứ ấm nóng chân trượt kia đang truyền linh khí sang cho nàng, càng phối hợp cuốn lấy lưỡi hắn theo bản năng cơ thể, đầu vú ngày càng căng cứng phải nhanh chóng để nàng động tình lạc nam thầm nghĩ bàn tay tìm đến bầu vú như đầy áp sữa kia to mịn màng nhưng cũng đầy tính đàn hồi hắn thích thu thầm nghĩ luyến tiếp nút chặt đầu lưỡi nàng thêm một cái lúc này rời môi túi xuống ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đồ sộ chúng mặc dù to nhưng không hề sẽ xuống trái lại ngạo nghệ lượn cao như bong bóng khe danh giữa hai vú hầu như không có vì ép chặt cái miệng nóng rực vội và ngậm vào một bên nút thật mạnh ư mờ mờ hừ 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 thân thể u quỳnh càng rung rẩy dữ dội đôi môi liên tục phát ra âm thanh khó hiểu linh hồn vừa sướng vừa đau khiến nàng không biết đâu mà lần mắt đẹp nhắm hở lông mi rung động lạc nam dùng đầu lưỡi đảo quanh bầu ngực nàng một vòng để lại nước miếng ướt nhẹp của hắn lại nghịch ngậm cắn cắn núm vú nốt chùn chụt như trẻ em thèm sửa ai bảo nàng ra tay đánh lén ta xem ta trả đùa thế nào hắn thích thú thầm nghĩ bàn tay ra sức nắn bóp bầu vú to tròn thành muôn hình vạn trạng một bàn tay khác không hề yên phận đã thám hiểm đến nụ hoa phía dưới của nàng ướt đầm rồi nàng cũng thật mẫn cả ba ngón tay của hắn bị dịch nhờn bao phủ âm hộ nàng đã lầy lội không chịu nổi hai ngón tay tách nhẹ hai mép môi ra một ngón tay khác nhẹ nhàng mân mê hạt lê mẫn cảm dâm thủy của u quỳnh róc rách liên tục nàng chỉ có thể lắc lư đôi cá như bày tỏ sự ngứa ngáy khó chịu của mình ngoan rất nhanh ta sẽ cho nàng ăn no hắn cười nhạt một tiếng tham lam tìm đến bầu vũ còn lại đặt lên đó vô số dấu răng nghịch ngợm lúc này mới cúi đầu chú tâm quan sát nơi từ mật nhất của nàng thật quyến rũ lạc nam âm thầm khen ngợi tách ra hai mép môi thịt bên trong là vô số nếp gấp phấn hồng sắp xếp theo hình xoắn úp nhìn không thấy điểm cuối cấu tạo bên trong có vẻ khác nhân loại một chút hắn không nhịn được nữa cái lươi tham lam tiến sâu vào á à, hai tiếng hét kinh hãi cùng lúc vang lên linh lung nhắm tịt mắt lại phía dưới vỏ sò của nàng nước nôi lên lán nàng không dám tưởng tượng nhân loại này vậy mà dùng miệng khám phá lỗ tiểu của dì mình mà u quỳnh quằn mình dữ dội thân thể rung bần bậc trước vật lạ xâm nhập nơi mẫn cảm nhất linh hồn đau nhức sen lẫn khoái cảm tạo nên cảm giác kích thích mà cả đời nàng chưa từng được nếm trải phụt phụt lạc nam chỉ cảm thấy một dòng nước gấm bắn mạnh mà ra tràn vào miệng hắn nàng tiết thân rồi bất quá ta thích hắn cười dâm một tiếng mút hết dung dịch thơm ngọt kia vị ngọt này khác xa so với nữ tử nhân loại có một loại khí chất của biển rất khó diễn tả thành lời như toàn bộ tinh hoa tốt đẹp nhất của đại dương đều tập hợp về âm đạo mỹ nhân ngư các nàng vậy Hắn say xưa bù liếm, âm thanh chuột chuột vang vọng khắp căn phòng. Linh Lung mắc cỡ có ý định chạy trốn nhưng đáng tiếc cơ thể mềm nhũn khiến nàng không còn sức lực hoạt động. Hừ hừ hừ, đau đau quá sướng. Trong vô thức, U Quỳnh rên rỉ những âm thanh từ tận đáy lòng, đôi mắt nhắm chặt là hai hàng nước mắt. Bất quá Lạc Nam đã sớm cất giữ tị Thủy Châu vào nhận chữ vật, bởi vì mỹ nhân ngư các nàng chỉ quen trong nước. Thật ra hắn rất quan tâm U Quỳnh đấy. Nước mắt và dâm thủy của nàng bị nước trong bong bóng cuốn trôi đi mất, hắn chỉ hút được phần nào nhận thấy thân trên của U Quỳnh hưng hào, âm đạo hé mở như mời gọi, lầy lội chân tuột không chịu nổi. Lạc Nam biết nàng động tình rồi. Dương vật như trường kiếm ra khỏi vỏ, đặt giữa thành âm đạo tiến hành ma sát. Hư U Quỳnh im lên một tiếng, trong vô thức vòng tay lên ôm cổ hắn. Âm đạo U Quỳnh nằm phía trước đuôi cá, tiếp xúc với phần bụng, nên chỉ có thể để nàng nằm ngửa và giao phối. Muốn thi triển các tư thế đa dạng như nhân loại chỉ sợ phải để nàng tỉnh táo, vừa bơi trong nước vừa kết hợp mới có thể làm được. Hiện tại U Quỳnh nằm im một chỗ, hắn đành phải nằm sấp lên cơ thể nàng. Đầu côn thịt tìm đến giữa khe hẹp ưỡn hông đẩy mạnh. Ố! Á! Theo âm thanh rên rỉ đau đớn của U Quỳnh, máu tươi hòa vào dòng nước. Lạc Nam chỉ cảm thấy dây thần kinh sướng khoái vô tận, hắn xém chút nữa dương kiếm đầu hàng. Quá mức tuyệt diệu hạ hạ hắn hít hả cười lên ha hả Bởi vì âm đạo nàng chân nhăn vượt qua thường thức, chỉ cắm phập một cái đã đi vào lúc cán từ gốc đến ngọn. Bất quá vào dễ nhưng ra không dễ, bên trong như một vòng xoáy thịt mềm cuốn chặt lấy hắn mỗi chuyển động đều tràn đầy ma sát hết sức khó khăn lạc nam phải để im dương vật một chỗ để thích hướng sự mới lạ này nhìn lông mày u quỳnh đang nhẹ nhàng dán ra đợi đau đớn của nàng với bớt u quỳnh quả thật đau đớn không ít bất quá rất nhanh đã ngơ ngáy khắp người vòng eo trong nước huyện chuyển lắc lư như mời gọi linh lung thích không lạc nam quay sang nhìn linh lung công chúa đang nhắm tít mắt mở miệng trêu một tiếng đổi lại là cái lắc đầu như chống bỏi của nàng lạc nam nết miệng cười nam sấp trên người u quỳnh khiến hắn hơi khó nhấp bất quá hiện tại đang ở trong nước mượn lực đẩy của nước kết hợp cùng chuyển động của cơ thể chậm chậm ra ra vào vào ô, ô, ô. không có âm thanh da thịt va chạm thường thấy chỉ có tiếng đâm lúc cán dưới làn nước trong xanh mỗi cú đâm tạo nên từng bong bóng nước nhỏ ư ừ, mư ừ, ừ. u quỳnh rên rỉ mê ly sướng khoái lần đầu được hưởng thụ khiến nàng thậm chí quên cả đau đớn nơi linh hồn há miệng thở dốc âm thanh của mỹ nhân ngư các nàng thật kỳ diệu vậy mà có thể lan tỏa trong làn nước, khiến nó càng thêm vang dội. Lạc Nam dần dần thích ứng với xúc cảm tuyệt vời bên trong, bắt đầu gia tăng tốc độ. Mỗi cú nhấp của hắn đều tạo thành từng con sóng, ngày càng dữ dội. Vừa là sóng biển vừa là sóng thịt. Bởi bộ ngực đồ sộ kia cũng nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp. Bất quá như đã nói, do vị trí âm đạo của nhân ngư có phần kém linh hoạt, nên chỉ có thể giao hoan trong tư thế nam trên nữ dưới. Hồi lâu sau, theo một tiếng ngâm nga cao vút, Ú Quỳnh rốt cuộc lên đỉnh lần đầu trong đời. Lạc Nam biết đây là lúc dễ dàng xâm nhập linh hồn nàng nhất đẩy nhanh tốc độ, khiến nước toàn bộ căn phòng chấn động mạnh mẽ. Linh Lung từ lâu đã tựa vào gương đồng, bàn tay tinh xảo vô thức xoa lấy bầu ngực, ánh mắt mê ly tự sướng. Rốt cuộc, Lạc Nam gần mình, đem toàn bộ tinh hoa bắn thẳng vào nơi sâu nhất của U Quỳnh, ra cùng lúc với nàng. Một dung dịch kỳ quặc gì khỏi nơi tư mật, hòa tan vào nước biển khiến không khí có mùi đặc trưng tràn đầy kích thích. Mà lúc này, Lạc Nam cũng điều động quần quật hồn lực, tiến vào cơ thể U Quỳnh chầm chậm câu thông cùng nàng hắn nhận thấy linh hồn trong suốt của nàng ngoài vặn vẹo một chút không hề tổn hao gì cả đó là do hắn hạ thủ lưu tình đấy ưu quỳnh tiếp nhận ta để ta trị thương cho nàng ý niệm của lạc nam truyền tải nhân loại quả là hèn hạ đánh trọng thương ta lại chiếm đoạt lấy ta ta hận không thể giết người một ý niệm có phần mơ hồ nhưng lại tràn ngập hận ý đáp lại nàng chỉ vừa bị thương không nặng đến mức như tình huống của yên nhược tuyết hay cơ băng khi đó vì thế lập tức có thể đáp trả lại hắn lạc nam mỉm cười vớt ve mái tóc có phần rối bời của nàng tiếp tục truyền âm nàng hận ta hay muốn giết ta thì ít nhất phải tỉnh lại trước đã thả lỏng tinh thần để ta điều trị cho nàng ta chết cũng không cần ngươi chữa trị nhân loại dối cha ưu quỳnh đáp trả thái độ rất cứng quyết mỹ nhân ngư quá mức thánh thiện muốn mắng chửi hắn cũng chỉ có vài từ như vậy nàng không tỉnh lại ai bảo vệ linh lung nàng nhẫn tâm để linh lung một mình sao lạc nam ngắt nhẹ đầu vũ nàng khiêu khích hỏi ngươi ngươi dùng công chúa uy hiếp ta U Quỳnh quả nhiên phẫn nộ thật rồi, ý niệm đáp lại hắn càng thêm mạnh mẽ. Không cần ta ra tay, thì Linh Lung cũng không thể sống nếu thiếu nàng nhân ngư tộc chỉ còn hai người, nàng nhẫn tâm bỏ nàng ấy bơ vơ lạc long sao? Lạc Nam Kiên nhẫn thuyết phục. U Quỳnh lần này không đáp, hiển nhiên nghĩ đến an toàn của Linh Lung, bị đả động rồi bất quá muốn nàng mở miệng cầu nam nhân này là nằm mơ. Lạc Nam mỉm cười, chỉ cần nàng không chống cự hắn chữa trị là tốt rồi, hắn cũng không nhỏ mọn ép nàng cầu xin làm gì. U Quỳnh đã là nữ nhân của hắn lo cho nàng là nghĩa vụ nên làm hồn lực quần cuộn truyền qua đem linh hồn của nàng bao phủ bất hủ diễn sinh kinh luyện hồn kinh văn cổ láo khảm trên linh hồn cấp tốc sáng lên vô tận lực lượng bắt đầu khôi phục cho linh hồn của u quỳnh tu vi hồn tu của lạc nam vốn cao hơn u quỳnh đẳng cấp hồn lực lại cao hơn hắn vừa tiến hành chữa trị nàng đã cảm giác toàn thân thư thái như trên mây xanh linh hồn vặn vẹo dần dần được khôi phục việc chữa trị không hề lâu chỉ sau nửa ngày thời gian đôi lông mi xinh đẹp đã nhẹ nhàng rung động đi chết mắt đẹp vừa mở đã tràn ngập băng lãnh bàn tay mềm mại vung ra tắt thẳng vào mặt hắn bút lạc nam thản nhiên không tránh để mặt gò má ửng đỏ hừ sao ngươi không tránh u quỳnh hư lạnh một tiếng một bàn tay khác nâng lên muốn tát lần này lạc nam chụp lại nghiêm mặt nói ta đâm nàng vài trăm lần cho nàng tát lại một lần chúng ta hòa nhau không thể tát thêm đâm u quỳnh sừng sờ rất nhanh gương mặt như trái đào chín sảng giọng mắng chửi nhân loại quả nhiên không phải vật tốt lành lời nói dâm tiện như vậy cũng ra khỏi miệng lạc nam cười cười hỏi không giết ta nữa sao ta đánh không lại ngươi u quỳnh lạnh lùng nói tiếp ngươi đã chiếm được thân thể này xin hãy rời đi trả lại cuộc sống bình yên cho chúng ta thật sự bình yên sao lạc nam nghiêm túc hỏi u quỳnh sửng sờ trầm mặt hồi lâu mở miệng ít nhất bình yên hơn thế giới bên ngoài đến lượt lạc nam trầm mặt nhân ngư tộc bị săn bắt đến mức chỉ còn hai người điều này không thể phủ nhận thế giới bên ngoài quả thật quá tàn khốc đối với các nàng bất quá ở bên trong này cũng không phải giải pháp tốt hắn vuốt nhẹ mái tóc có ngả kia nhìn sang linh lung đang ngơ ngác mở miệng nói nếu quả thật nơi này bình yên ta sẵn sàng để các nàng ở lại nhưng thất cấp yêu thú không phải vô địch một ngày nào đó nó sẽ chết đi khi đó các nàng phải thế nào giữa đại dương bao la tràn ngập nguy hiểm này cái này u quỳnh và linh lung không biết đáp trả thế nào hiển nhiên đã từng nghĩ đến chuyện này ta có một nơi rất thích hợp các nàng ở lại so với nơi này tốt hơn trăm vạn lần chỉ cần các nàng cho ta một cơ hội để chăm sóc có thể không lạc nam nắm chặt bàn tay u quỳnh hết sức nghiêm túc u quỳnh ánh mắt chợt lạnh lại quát một tiếng lời của nhân loại các ngươi rất khó tin lạc nam khỏe miệng co giật cười hề hề nói vậy thì làm cho nàng tin nói xong dương vật căng cứng một lần nữa ra sức nhấp mạnh khốn kiếp ngươi mau thả ra quả nhiên dâm tặc hèn mọn u quỳnh dãy rùa kịch liệt lại không dám tiếp tục dùng hồn lực công kích hắn trước ánh mắt kinh ngạc của lạc nam, đôi cá nàng cấp tốc lóe sáng, theo sau đó một đôi chân dài trắng non xuất hiện, ra sức đạp lấy hắn. lạc nam ánh mắt sáng ngời, vội vàng dùng lực xoay người nàng nằm sấp lại, vỗ mạnh lên bờ mông căn tròn, đặt nàng quỳ gối trồng ngông, hắn từ phía sau xâm nhập mạnh mẽ, âm thanh rển dỉ lại vang lên khắp căn phòng, người chịu khổ vẫn là linh lung.